Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 322, một muốn tâng bốc cũng cần có đại trí tuệ. Những trò chơi vào thời điểm còn trẻ thì sẽ không có bất kỳ chút sắc thái nào liên quan đến hiệu quả và lợi ích, hai bên thường chân thành với nhau. Ba người Vương Tử Quân, Trương Lộ Giai, Trương Thiên Tâm cùng nhau lớn lên, nhưng khi Trương Lộ Giai trở thành một cô gái xinh xắn với mái tóc dài óng ả, khi đó thế giới quan của Vương Tử Quân và Trương Thiên Tâm chợt có biến đổi nghiêng trời lệch đất. Khi Trương Thiên Tâm đưa Vương Tử Quân đến nhà thì Trương Lộ Giai đang rất buồn chán, sau đó nàng gặp mặt cậu em mà năm xưa từng gắn bó thân thiết với mình, nhưng nàng lại cảm thấy có chút cảm giác xa lạ. Trực giác cho nàng biết cậu thanh niên đẹp trai khí khái kia ở rất gần nhưng lại rất xa, loại cảm giác này làm cho nàng thấy buồn vô cớ, trong lòng có chút áy náy, không biết cảm giác đó là lạnh băng hay có chút an ủi. Dù Vương Tử Quân đã vô số lần tự báo với chính mình, dù là trên phương diện tuổi tác hay kinh nghiệm và tình cảm thì mình và Trương Lộ Giai vẫn có một hố sâu ngăn cách quá lớn, nhưng tình huống lơ đãng gặp mặt vẫn làm cho hắn cực kỳ hân hoan. Hắn không thể nào kháng cự lại ánh mắt rừng rực của một người phụ nữ trưởng thành như một trái mận chín dục trên cây, trong suy nghĩ mâu thuẫn của hắn thì, Trương Lộ Giai có lúc là một người chị không nên xâm phạm, có lúc lại biến thành một tồn tại mơ hồ. Vì thế mà Vương Tử Quân thật sự có chút căm tức. Vì sao Trương Lộ Giai lại xuất hiện trong giấc mộng tràn đầy sắc thái tươi đẹp của mình? Trong giấc mộng đó thì nàng đang mặc một bộ quần áo cưới cực kỳ lãng mạn, chính mình đang ôm lấy cơ thể mềm mại nhẵn nhụi của nàng, đang vuốt ve gò má thanh xuân của nàng. Tất nhiên nàng cũng dùng cơ thể và ngôn ngữ để đáp lại, những âm thanh rền rỉ mê người được cặp môi mọng đỏ phát ra càng làm cho bộ phận nào đó trên người hắn giật mình thức tỉnh, đúng là quá mức xấu hổ. Vương Tử Quân nghĩ đến tình cảnh trong giấc mộng mà thật sự đỏ mặt. Hắn đứng lên khỏi giường, sau đó thì thào nói. Vì sao lại là cô ấy? Vì sao cô ấy lại chạy đến giấc mộng của mình? Mình còn tình nguyện xem cô ấy là chị cơ mà. Vương Tử Quân cười chế giễu mình, sau đó hắn đi vào phòng tắm nước nóng, cuối cùng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần phấn khởi. Hắn thầm nghĩ, khoảng thời gian này hình như mình nghĩ đến phụ nữ hơi nhiều, chính mình có một vị hôn thê, có hai tình nhân xinh đẹp, chỉ là nước xa không cứu được lửa gần, các nàng đều ở quá xa mình. Nếu không thì tuần này nói Tần Hồng Cẩm đến đây bàn chuyện làm ăn. Dù sao thì tập đoàn Quân Thành cũng không phải công ty nhỏ, tin chắc thành phố Sơn Viên cũng có sản nghiệp của nàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Tử Quân miên man suy nghĩ và đi xuống canteen dùng cơm, khi hắn cầm sách đi đến phòng học, hắn chợt phát hiện một phòng có thể chứa hơn 30 người đã được ngồi chật ních. Những người này có phải đã quá tích cực rồi không? Dù là ban huấn luyện thanh niên thì cũng không nên quá tích cực như vậy chứ. Vương Tử Quân thầm oán một câu, sau đó đi về phía một chỗ còn trống. Chào anh, tôi là Triệu Lộ Vĩ đến từ phòng tài chính tỉnh, sau này mong anh quan tâm giúp đỡ nhiều hơn. Vương Tử Quân còn chưa kịp ngồi vững vàng thì một người đàn ông hơn 30 tuổi đã đi đến bên cạnh, người này tự giới thiệu về mình, sau đó đưa cho Vương Tử Quân một điếu thuốc. Cán bộ của phòng tài chính lúc nào cũng vênh váo. Đây hầu như là một sự thật được tất cả cán bộ tuyến dưới công nhận, ai bảo người ta nắm quyền lực về tài chính. Những năm nay tài chính lúc nào cũng khó khăn, nếu ở vào trạng thái không hợp quy tắc, nếu muốn phê duyệt hạng mục và có được chút tài chính thì đều phải tìm đến các vị cán bộ này. Quyền uy được sinh ra dưới bầu không khí thần bí, biểu hiện điển hình là hạng mục được phê duyệt hay không, số tiền được xuất ra là bao nhiêu. Dưới một thể chế như hiện tại thì có vị cán bộ nào của phòng tài chính mà không uy quyền. Không có việc gì sẽ không đắc tội với người, Vương Tử Quân tất nhiên sẽ tuân theo quy củ này, hắn nhận lấy điếu thuốc của Triệu Lộ Vĩ rồi sảng khoái cười nói. Tôi là Vương Tử Quân, đến từ thành phố An Dịch, kính xin anh Triệu quan tâm giúp đỡ nhiều hơn, tương lai tôi đến tìm ngài xin chút tài chính, mong anh cũng ngàn vạn lần đừng tỏ ra không biết nhau đấy nhé. Cậu Vương, xem cậu nói kìa, chúng ta đã đến đây cùng chung ban huấn luyện, đã là bạn học thì cũng xem như có duyên phận, cũng là người một nhà. Có chuyện gì cậu cứ đến tìm tôi, chỉ cần tôi có thể giúp, sẽ tuyệt đối không bao giờ chối từ. Triệu Lộ Vĩ cực kỳ hưởng thụ lời nói nịnh hót trong lơ đãng của Vương Tử Quân, bây giờ giọng điệu lại có thêm vài phần khí thế. Vương Tử Quân cũng chỉ cười cười với những lời nói mạnh miệng của Triệu Lộ Vĩ, cũng không tiếp tục nói gì thêm. Nhưng Triệu Lộ Vĩ đến tìm hắn cũng có sự chuẩn bị, sau khi nói thêm vài câu không mặn không nhạt thì đi vào chính đề. Cậu Vương, chúng ta học tập trong ban huấn luyện nửa năm. Dù sao cũng cần có vài người phục vụ cho cả lớp, tôi đây tuy không có gì hay nhưng vẫn dư sức có kinh phí cho những hoạt động của lớp. Triệu Lộ Vĩ nói rất ẩn giấu nhưng Vương Tử Quân lại nghe rất rõ, người này muốn làm một cán sự trong lớp.
Sau đó hai người cười nói thêm vài câu, Triệu Lộ Vĩ mới cười cười đi về phía một người khác. Vương Tử Quân thở dài một hơi, hắn ngồi xuống ghế mà thầm cảm khái. Người trong quan trường thường hay lục đục với nhau, tranh danh đoạt lợi, bây giờ đi vào trường đảng học tập cũng không tiếc biểu hiện, giống như đàn ông trong quan trường là loại người trời sinh thích khống chế và chinh phục thế giới. Khi Vương Tử Quân đang cực kỳ cảm khái thì một vị bạn học ngồi ở phía trước có làn da hơi đen chợt nghiêng đầu nói. Này anh bạn, tất cả đều là như vậy, cũng không thể trách được. Người này vừa nói vừa nhìn vào hai mắt Vương Tử Quân. Nếu như tôi đoán không lầm thì cậu chính là một người trẻ tuổi nhất trong ban huấn luyện của chúng ta, cậu còn trẻ như vậy mà đã là cán bộ lãnh đạo, thật sự là tương lai vô lượng. Vương Tử Quân chỉ nở nụ cười khiêm tốn, hắn chủ động vươn tay ra nói. Tôi là Vương Tử Quân, đến từ huyện Lô Bắc thành phố An Dịch. Người kia thấy Vương Tử Quân vươn tay ra thì cũng nhiệt tình bắt chặt tay. Tôi là Trần Ngôn Đống, là cán bộ của phòng giám sát thuộc khối chính quyền thành phố Trung Bắc. Hai người bắt chặt tay nhau, đều cười cười, Trần Ngôn Đống nói. Cậu Vương, cậu cũng đừng xem thường ban huấn luyện của chúng ta, tuy chỉ có hơn 30 người nhưng lại là một nhóm cán bộ được tỉnh chọn làm thí điểm, nghe nói sau khi tốt nghiệp sẽ trực tiếp được đề bạt. Những cán sự trong lớp thậm chí còn được đề bạt những chức vị quan trọng hơn. Chương 322, 2, muốn tâng bốc cũng cần có đại trí tuệ. Thì ra là như vậy, hèn gì Triệu Lộ Vĩ mới đi tìm phiếu bầu cho mình, xem ra ý nghĩa của nó nằm ở chỗ này. Vương Tử Quân nở nụ cười tiêu sái, hắn nhìn về phía Trần Ngôn Đống rồi nói. Anh Trần nếu có tâm tư làm cán sự, tôi sẽ bầu cho anh một phiếu. Trần Ngôn Đống lắc đầu, hắn khoát tay nói. Tôi thì không dám, dù sao cũng không thể nào tranh giành với người ta được, có một phiếu của cậu cũng không ích gì. Tôi không có tà tâm, cũng không muốn muối mặt ở chỗ này. Trần Ngôn Đống nói rồi chỉ về phía trước, lại khẽ nói. Cậu thấy không, người kia là Thạch Nham Phong, là một vị cán bộ cấp xứ của phòng tổ chức tỉnh ủy, lần này anh ấy là người có lực nhất trong công tác tranh đoạt vị trí cán sự. Anh ấy vừa lên tiếng thì một nhóm người đã chạy đến vây quanh, nịnh bợ, ton hót. Thật sự giống như làm trò hề. Nhưng tâm tình này của mọi người cũng dễ hiểu, mà này cậu Vương, nếu cậu muốn lên kết giao thêm nhiều người, cậu cũng có thể tham gia vào nhóm người kia. Vương Tử Quân nhìn theo ngón tay của Trần Ngôn Đống, hắn thấy một người đàn ông trẻ tuổi cao gầy đang được vài người vây quanh như sao sáng quanh trăng. Vương Tử Quân đưa mắt đánh giá người đàn ông kia vài lượt, đối phương là một người cao ráo, trắng tinh, mái tóc thẳng thớm, mũi thẳng miệng rộng, mày rậm mắt tinh. Ánh mắt điển hình của các cán bộ làm công tác tổ chức, hơn nữa còn được phối hợp với một bộ tây trang thẳng thớm. Lúc này người đàn ông kia đang tươi cười nói chuyện, nhưng nụ cười trên gương mặt dài và hẹp lại cho thấy tư thế đứng từ trên cao nhìn xuống. Như vậy thì anh ấy sẽ là cán sự của ban huấn luyện chúng ta sao? Vương Tử Quân thu hồi ánh mắt rồi cười hì hì nói. Trên cơ bản là như vậy, nhưng còn có người có thể tranh chấp với anh ấy. Cậu nhìn sang bên kia. Chính là cán bộ lãnh đạo của đoàn thanh niên tỉnh, tuy không thể tranh chấp chức vụ lớp trưởng, thế nhưng lấy được vị trí bí thư cũng đáng mừng rồi. Trần Ngôn Đống này rõ ràng là người linh thông tin tức, hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía Trương Thư Chí đang khẽ thì thầm nói chuyện với Lý Tùng Mai. Trương Thư Chí hình như là cán bộ của đoàn thanh niên tỉnh, Vương Tử Quân thật sự không có cảm tình gì với người này, thế cho nên chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Khốn nổi khi đưa mắt nhìn thì đúng lúc Trương Thư Chí lại quay sang. Khi nhìn thấy ánh mắt của Vương Tử Quân thì khóe miệng Trương Thư Chí chợt lộ ra nụ cười. Các vị bạn học, mọi người yên lặng một chút, xin phép cho tôi long trọng giới thiệu một vị cán bộ trẻ tuổi nhất của ban huấn luyện chúng ta, là Vương Tử Quân đến từ huyện Lô Bắc. Trương Thư Chí đột nhiên lớn tiếng nói với đám người trong phòng, sau đó tươi cười đi về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tuy còn trẻ nhưng là chủ tịch huyện Lô Bắc, còn trẻ mà đã được đặt trên vị trí quan trọng như vậy, thật sự là khó có được. Bản thân cậu ấy lại rất muốn được phục vụ cho mọi người, thế cho nên kính xin mọi người giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn. Trương Thư Chí cười cười nói đi đến trước mặt Vương Tử Quân, sau đó cười lên ha hả. Trương Thư Chí còn chưa nói xong thì Hào Nhiếp Quân đã đứng lên nói. Tôi đồng ý với anh Thư Chí, đồng ý giúp đỡ Chủ tịch Vương Tử Quân, có được sự phục vụ của đồng chí Vương Tử Quân, tôi tin tưởng rằng những ngày tiếp theo mọi người sẽ cực kỳ thoải mái. Đám người trước đó đã từng đến tham gia tiệc rượu với Trương Thư Chí cũng đứng lên phụ họa, thế là lúc này bầu không khí trong phòng học đã trở nên rộn rã, huyên náo, rối loạn. Rất nhiều ánh mắt phức tạp không đồng nhất nhìn về phía Vương Tử Quân, đặc biệt là Thạch Nham Phong đang nhìn chằm chằm vào vị trí cán sự của lớp,
lúc này ánh mắt của hắn tràn đầy địch ý và khinh thường. Chủ tịch Vương, tôi giúp đỡ anh ứng cử vị trí lớp trưởng, nếu anh được chọn thì cũng đừng quên mời khách mọi người đấy nhé. Trương Thư Chí mỉm cười đứng bên cạnh Vương Tử Quân, giống như thật sự đang thật lòng kêu gọi bỏ phiếu cho Vương Tử Quân vậy. Vương Tử Quân sao không nhìn ra chút thủ đoạn của Trương Thư Chí? Tiểu tử này tuyệt đối là hạng người thành tinh, rõ ràng đã coi Vương Tử Quân là đối thủ cường đại của mình. Trương Thư Chí chắc chắn rất không cam lòng, thế cho nên áp dụng thủ đoạn cao cấp nhất trong quan trường, nâng lên rồi giết. Trong quan trường muốn nâng một người lên cũng không phải chỉ là mở miệng nói tốt, cúi đầu khom lưng nói khoác vuốt mông ngựa, nâng người cần phải có đại trí tuệ. Bộ dạng thoải mái và tràn đầy tự tin của Trương Thư Chí vào lúc này làm cho Vương Tử Quân chợt nhớ đến một câu chuyện lịch sử đã từng được xem qua. A Quế thời nhà Thanh chính là một trong số ít những tiến sĩ người Mãn Châu, đã từng theo Hoàng đế Càn Long chinh chiến khắp nơi, lập nhiều công lao to lớn. A Quế rất chướng mắt tên hòa thân tham lam, một lòng muốn đẩy ngã tên khốn lòng tham vô đáy kia. Nhưng hòa thân kia lại là kẻ quỷ kế đa đoan, hắn chọn sách lược thường xuyên ở bên tai Hoàng đế để ra sức tán thưởng A Quế. Thế là A Quế thường xuyên được ủy thác trách nhiệm, hầu như năm nào tháng nào cũng phải buôn ba trong khổ cực, không còn cơ hội để làm gì hòa thân, cuối cùng chết vì bệnh tật. Câu chuyện lịch sử này cho Vương Tử Quân một bài học rất sâu sắc, đọc sử có thể áp dụng vào hiện tại. Sau đó hắn nhớ kỹ một phương án, đó chính là đối với những đối thủ có năng lực, địa vị, chiến tích và bối cảnh mạnh hơn mình nhiều lần, biện pháp tốt nhất là nâng đối phương lên, để cho đối phương trở thành một mũi tên sáng chói. Đối phương sẽ bị sử dụng và không còn năng lực chống lại anh, đây cũng là một biểu hiện đại trí tuệ trong quan trường. Dù Vương Tử Quân biết rõ chút thủ đoạn của Trương Thư Chí, nhưng lúc này hắn cũng cố gắng khắc chế cảm giác tức giận của mình. Hắn biết rõ lúc này căn bản không phải thời điểm mình sốt ruột giải thích, nếu như chính mình vì cố gắng tự giải vây mà lên tiếng, như thế rõ ràng là càng bôi càng đen. Thế là hắn chỉ cười cười với Trương Thư Chí, cũng không thèm quan tâm. Trương Thư Chí cực kỳ đắc ý. Hắn trước đó luôn nhẫn nhịn một bụng tức tối với một Vương Tử Quân lấy hết danh tiếng của mình, lúc này nếu không chọc cho đối phương một đao thì sao có thể tìm lại thể diện. Hơn nữa Vương Tử Quân còn trẻ mà đã là một vị chủ tịch huyện, đủ để nói đối phương là một kẻ cực kỳ khát vọng trong quan trường, chỉ cần mình áp dụng phương án nâng lên rồi giết, tuyên truyền thật mạnh mẽ về đối phương, làm cho người người đều biết, có lẽ đối phương sẽ nhanh chóng đóng băng ở ban huấn luyện này, không thể giao du với ai. Chương 322 muốn tâng bốc cũng cần có đại trí tuệ. Thử nghĩ xem, trong ban huấn luyện này có ai không phải là cây lớn rễ sâu, chờ mong tương lai sẽ ngồi dưới tán lá cây rậm rạp. Nếu như bị một tên trẻ tuổi có danh tiếng cao vời cướp sạch những gì mình nên có, bọn họ không ghen ghét sao? Chủ tịch Mao có câu, đấu với trời sẽ kiếm được niềm vui thú lớn, đấu với địa kiếm được niềm vui lớn, đấu với người cũng kiếm được niềm vui lớn, nếu muốn hiểu rõ những niềm vui thú trên quan trường. Như vậy anh cần phải cảm ngộ những ảo diệu bên trong các tình huống tưởng chừng như bình thường xảy ra chung quanh. Trương Thư Chí nghĩ đến đây mà càng cảm thấy vui vẻ thoải mái, dù Vương Tử Quân thật sự rất trẻ thì hắn cũng không quan tâm, đắc tội thì đắc tội, đối phương làm gì được mình. Chẳng lẽ đối phương có thể thò tay vào tỉnh ủy để phản kích mình? Đúng là quá đáng cười. Những âm thanh ồn ào vang lên trong lớp, có người dùng giọng quái dị nói. Bây giờ thanh niên thật sự rất biết cách mạo hiểm hơn chúng ta năm xưa thế nhưng đầu lưỡi lại không biết đau, dũng khí đáng khen, thật sự là hậu sinh khảo ý. Có người lên tiếng thì cũng có người hùa theo, vài người ngồi bên cạnh Thạnh Nham Phong hầu như đều tập trung hỏa lực lên người Vương Tử Quân, thế nhưng bọn họ chỉ ồn ào được vài câu rồi bị Thạch Nham Phong cản lại. Thạch Nham Phong nhìn về phía Vương Tử Quân, sau đó quay sang trò chuyện với người khác, hoàn toàn không xem Vương Tử Quân ra gì. Trương Thư Chí sau khi ném ra vài đốm lửa thì cũng không đứng bên cạnh Vương Tử Quân, hắn tin sau khi mình ném ra vài mồi lửa như thế, dưới tình huống mọi người ồn ào bàn luận có thể hoàn toàn bùng cháy ra khắp đồng cỏ. Hắn nở nụ cười đắc ý với Vương Tử Quân, sau đó đi về phía chỗ ngồi của mình, đám người Hào Nhiếp Quân cũng nhanh chóng tiến đến vây quanh hắn. Cậu có phải đã đắc tội với Trương Thư Chí kia không? Trần Ngôn Đống đã thấy tất cả sự việc xảy ra trước mắt. Đợi sau khi Trương Thư Chí bỏ đi thì mới cười hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống mình kết giao với Trương Thư Chí, thầm nghĩ mình chỉ gặp mặt đối phương một lần, cũng không nói gì thế nhưng lại bị đối phương ghi thù khắc oán, thật sự là khó hiểu, con bà nó khó thể giải thích được. Tuy trong lòng hắn liên tục kêu oan cho mình thế nhưng ngoài miệng lại dùng giọng không cho là đúng nói. Cũng chỉ gặp qua vài lần mà thôi. Bị người ta đố kỵ là quá bình thường, cậu Vương,
theo tôi thấy thì cậu là một người quá trẻ tuổi trong lớp, cây mọc thành rừng thì vẫn bị gió thổi bật gốc, người kia giở trò với cậu, cũng chỉ là đố kỵ nhân tài mà thôi. Trần Ngôn Đống vẫn nói với vẻ mặt tươi cười thế nhưng lời phân tích lại rất đúng, vì vậy có thể thấy ánh mắt của hắn là rất cao, hơn nữa lại nhanh mồm nhanh miệng, có thể kết giao. Vương Tử Quân bật cười lớn, xem như thừa nhận câu nói rất hay của Trần Ngôn Đống. Mình nhờ may mắn và có cơ duyên tốt nên tiến lên hai bậc thang trong thời gian 2 năm, hai bậc thang của mình tuy là không nhiều nhưng lại là thứ mà nhiều người cả đời không làm được. Mặc kệ như thế nào thì tôi cũng tuyệt đối ủng hộ cậu, nhưng này cậu Vương, cậu phải cực kỳ cẩn thận, nghe nói phụ đạo viên của lớp chúng ta là chị họ của Trương Thư Chí. Nếu người này quyết tâm ép cậu, tuy không quá mức đáng lo, thế nhưng cuối cùng vẫn là rất phiền toái. Trần Ngôn Đống thích hợp là một người biết nhiều tin tức, Vương Tử Quân cảm thấy không có chuyện gì qua mắt được người này. Khi Vương Tử Quân gật đầu thì cửa phòng học mở ra, một hình bóng xinh đẹp chậm rãi đi vào bên trong. Chiếc áo lông màu trắng không những chẳng làm cho cơ thể trở nên mập mạp, ngược lại còn làm cho dáng người nàng thêm lung linh hấp dẫn, mái tóc mềm mại như dòng nước mát xỏa sau gáy, có chút bộ dạng lười biếng, thật sự làm cho người ta nhìn thấy và sinh ra xúc động muốn ôm cô gái này vào lòng. Vương Tử Quân ngây người nhìn cô gái đứng trên bục giảng, hắn thấy hôm nay nàng rất chú ý đến cách ăn mặc, hai mắt linh động, gương mặt xinh đẹp động lòng người, mái tóc mềm mại tuyệt đẹp, bộ ngực căng phồng giống như một bẫy dập tràn đầy hấp dẫn. Trong đầu Vương Tử Quân chỉ có một ý nghĩ, dù là bẫy dập cũng phải nhảy vào, thế nhưng khi nhìn lên gương mặt xinh đẹp của nàng, hắn cảm thấy nó có chút lạnh lẽo. Tuy đám người ngồi nơi này đều là những kẻ có kinh nghiệm phong phú, nhưng khi cô gái này đi vào phòng, vẻ quyến rũ của nàng vẫn có thể làm cho đám đàn ông đang hò hét phải trở nên im lặng. Đặc biệt là vài học viên đến từ các ban ngành tỉnh ủy, bọn họ càng ngồi nghiêm chỉnh, cả đám nhìn chằm chằm vào nàng mà không chớp mắt. Chào mọi người, tôi là Trương Lộ Giai, là phụ đạo viên của lớp chúng ta. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ cùng mọi người vượt qua nửa năm sống và học tập ở trường đảng, kính xin mọi người giúp đỡ nhiều hơn cho công tác của tôi. Trên mặt Trương Lộ Giai là nụ cười thản nhiên, tuy nàng đang nói chuyện với mọi người nhưng Vương Tử Quân lại sinh ra cảm giác giống như nói với mình, trong ánh mắt chợt lóe lên cái nhìn có chút nghịch ngợm. Hèn gì nàng biết mình đến thành phố Sơn Viên, thì ra nàng chính là phụ đạo viên của ban huấn luyện này, như vậy thì nàng cũng chính là chị họ của Trương Thư Chí. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Trương Thư Chí, hắn thấy đối phương đang chăm chú nhìn lên Trương Lộ Giai, bộ dạng chăm chú lắng nghe, giống như bất cứ lúc nào cũng bút ký lại lời nói của Trương Lộ Giai. Trương Lộ Giai đứng ở bên trên bục giảng chậm rãi lên tiếng, rất có phong thái của một phụ đạo viên, tuy lời lẽ bình thường nhưng giọng điệu dịu dàng trong trẻo lại làm cho người ta sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Tôi nghe nói vị phụ đạo viên này của chúng ta còn đang độc thân, nếu như thật sự có ý, cậu cũng nên nắm chắc kỳ ngộ, nhanh chóng tiếp xúc và phát triển đi là vừa. Vương Tử Quân đã đánh giá Trần Ngôn Đống là một mật thám, quả nhiên không phụ những nhận định của hắn. Sau khi nghe những lời nói dịu dàng uyển chuyển của Trương Lộ Giai thì Trần Ngôn Đống đã khẽ nói với Vương Tử Quân. Trước mắt vẫn còn độc thân, nhưng lời nói này thật sự giống như một luồng sấm sét đánh vào trong đầu và trong lòng Vương Tử Quân. Theo như ký ức của mình thì Trương Lộ Giai học hết cấp 3 đã kết hôn, bây giờ sao lại là độc thân? Khi trong đầu Vương Tử Quân còn đang quay cuồng đủ mọi ý nghĩ hỗn tạp thì Trương Lộ Giai trên bục giảng vẫn tiếp tục nói. Học viên của lớp chúng ta đến từ khắp các địa phương trong tỉnh, mọi người đến trường đảng học tập và cùng lớp cũng xem như là duyên phận. Hôm nay lớp chúng ta chính thức thành lập, nhưng nếu chỉ có một mình tôi phục trách thì nhất định sẽ rất bận rộn, thế cho nên cũng cần một vài học viên làm cán sự phục vụ cho mọi người. Vì làm cán sự sẽ tham gia những hoạt động lớn, cũng có được kết quả tốt nhất sau khi học tập ở trường đảng, thế cho nên vừa nghe Trương Lộ Giai nói ra như vậy thì nhóm người Thạch Nham Phong, Trương Thư Chí đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Trương Thư Chí tuy đi đến đâu cũng giới thiệu Trương Lộ Giai là chị họ của mình, thế nhưng hắn thật sự hiểu chị họ này cũng không quá nể mặt mình. Nếu như mình muốn thành cán sự của lớp thì chỉ có thể thông qua quá trình tuyển cử dân chủ mà thôi, nhưng dù thế nào thì Trương Thư Chí cũng có lòng tin với tuyển cử. Dù thế nào thì hắn cũng đã dùng Trương Lộ Giai để tạo nên cho mình một tấm bình phong rất tốt trong thời gian qua, cũng có nhiều học viên túm tụm quanh mình. Cho dù kết quả cuối cùng là Thạch Nham Phong làm thủ lĩnh của lớp, như vậy ít nhất hắn cũng sẽ được làm bí thư chi bộ, điều này không là vấn đề. Trong đầu chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy, ánh mắt Trương Thư Chí chợt nhìn về phía Vương Tử Quân, lát nữa nếu Vương Tử Quân chỉ được một phiếu, như vậy sẽ là một chuyện cười lớn.
Trương Thư Chí thật sự rất chờ mong tình huống chị Trương Lộ Giai công bố Vương Tử Quân chỉ nhận được một phiếu, hắn càng nghĩ đến tình huống này thì càng kích động, thầm nghĩ sau này mình có thể cướp lấy danh tiếng của đối phương. Mình có thể hãm hại đối phương một cách không tiếng động, điều này làm cho Trương Thư Chí cảm thấy đắc ý, đừng nghĩ rằng làm chủ tịch huyện Lô Bắc thì có thể đến đây và tưởng rằng mình là đại nhân vật, đây chính là trường đảng tỉnh ủy, là nơi người ta tạo dựng các mối quan hệ, chút đạo hạnh của anh vẫn còn kém lắm, còn chưa đến lượt anh làm náo động đâu. Khi Trương Thư Chí chờ Trương Lộ Giai nói rằng sẽ bình chọn dân chủ để chọn cán sự, đúng lúc Trương Lộ Giai nói. Các học viên đều là những nhân vật nổi bật trong hàng ngũ cán bộ của tỉnh, đừng nói là làm cán sự cho một lớp, dù là chấp trưởng một huyện, quản lý vài trăm ngàn dân cũng dễ dàng. Vì vậy tùy tiện chọn một học viên trong lớp đảm nhiệm vai trò cán sự cũng là tài lớn nhưng dùng vào việc nhỏ. Là cán bộ trẻ tuổi thì ai chẳng có chút kiêu ngạo. Sau khi nghe xong những lời khích lệ của Trương Lộ Giai thì đám học viên kể cả Vương Tử Quân cũng cảm thấy rất hưởng thụ, đặc biệt thoải mái. Có câu nói thế này, phục vụ học viên rất khổ cực, mọi người là cán bộ đến từ các chiến tuyến khắp tỉnh, rất nhiều người còn chưa quen biết lẫn nhau, chọn ra một người làm cán sự là rất khó khăn, như vậy chúng ta nên lựa chọn theo kiểu đặc sắc thì hay hơn. Trước tiên chúng ta chọn học viên trẻ tuổi nhất trong lớp, để cho anh ấy phục vụ mọi người một thời gian. Trương Lộ Giai nói đến học viên có độ tuổi nhỏ nhất thì vô tình đưa mắt nhìn thoáng qua Vương Tử Quân. Trương Lộ Giai nhắc đến mình, Vương Tử Quân thật sự không có chút hứng thú với vị trí lớp trưởng, thật sự không muốn tiếp nhận ý tốt của nàng. Trương Lộ Giai làm như vậy có ý gì, tất nhiên hắn hiểu nàng đang tạo ra một bệ phóng cho mình, hắn cũng không ngốc, tất nhiên hiểu được mùi vị bên trong. Khi Trương Lộ Giai quyết định dứt khoát như vậy thì đám học viên trong lớp cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Đặc biệt là Trương Thư Chí, hắn cảm thấy thật sự rất mất vui. Vì sao chị họ của mình lại không suy nghĩ mà trực tiếp chọn phương án trực tiếp bổ nhiệm và điểm danh tên kia? Điều này sao có thể làm hắn chịu đựng được? Học viên trẻ tuổi nhất trong ban huấn luyện chúng ta là Vương Tử Quân, cho hỏi học viên Vương Tử Quân đã đến chưa? Trương Lộ Giai đưa mắt nhìn Vương Tử Quân vài lượt, lúc này nàng lại giả vờ như không quen biết hắn, nàng đưa mắt nhìn khắp phòng rồi dùng giọng nghiêm trang hỏi. Vương Tử Quân đối mặt với trò nghịch ngợm của Trần Lộ Giao, hắn cũng không biết làm sao hơn, chỉ có thể đứng dậy rất phối hợp, sau đó thành thật nói. Chào phụ đạo viên Trương, tôi ngồi ở chỗ này. Có mặt là tốt, học viên Vương Tử Quân, từ hôm nay trở đi anh sẽ là lớp trưởng của lớp chúng ta, tôi hy vọng anh có thể nhanh chóng tiếp nhận công tác, phục vụ tốt cho lớp. Một phụ đạo viên như tôi có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ của mình hay không đều phải dựa vào sự ủng hộ của anh. Trương Lộ Giai lúc này lên tiếng cực kỳ nghiêm trang, điều này làm cho Vương Tử Quân có nhiều ý nghĩ trong lòng nhưng không dám để lộ ra. Ngay sau đó chính là khoảng thời gian tự giới thiệu, thế là một buổi sáng trải qua không chút sóng gió, mà khi Trương Lộ Giai bỏ đi thì phòng họp nhanh chóng trở nên rối loạn. Dù có rất nhiều không phục tình huống Vương Tử Quân trở thành lớp trưởng, thế nhưng bọn họ lúc này cũng chỉ có thể tán thưởng Vương Tử Quân quá may mắn mà thôi. Nếu so sánh thì cuộc sống trong trường đảng thật sự bình thản hơn trong huyện rất nhiều, tuy cũng không thiếu những chuyện lục đục với nhau, nhưng vì đa số thời gian là học tập, thảo luận, vì vậy cũng không có sóng gió gì lớn. Vương Tử Quân là một lớp trưởng, hắn đứng vững vàng cũng không có gì là lạ. Trong trường đảng, Vương Tử Quân dần dần trở nên buông lỏng, hắn cũng kết giao được vài người bạn nói chuyện khá hợp ý, nhưng hắn lại dành phần lớn thời gian vào việc học. Dù hắn có kinh nghiệm và những tích lũy từ kiếp trước, thế nhưng khi đó hắn chỉ là một giáo viên, hắn phần lớn chỉ biết được những tri thức trên phương diện lý luận mà thôi, đối với những chuyện khác thì hiểu biết chỉ có hạn. Lúc này học tập ở trường đảng giống như một chiếc dây thừng kết nối những tri thức kiếp trước và kiếp này lại với nhau. Trong thời gian nửa tháng học tập ở trường đảng, Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai đã nhiều lần dùng cơm với nhau, hai người trò chuyện rất hòa hợp. Có vài lần Vương Tử Quân muốn hỏi vì sao bây giờ Trương Lộ Giai vẫn còn độc thân. Thế nhưng những lúc như vậy lời lên đến bên miệng lại bị hắn nuốt xuống. Thời tiết dần thay đổi, càng lúc càng lạnh, cũng đã sắp đến Tết, Vương Tử Quân cũng lâu rồi chưa về thành phố Giang Thị, hắn càng nghĩ xem có nên lợi dụng khoảng thời gian này để về tỉnh Chiết Giang một chuyến, nhưng đột nhiên Trương Thiên Tâm lại chạy đến tìm. Tử Quân, không ngờ cậu lại rơi vào trong tay chị tôi, thật sự là phải mặc niệm cho cậu, sớm biết tiểu tử cậu đến thành phố Sơn Viên nhưng những ngày này tôi lại phải về Bắc Kinh có việc. Hôm nay vừa xuống máy bay thì đến tìm cậu. Cậu nói xem, anh em có trượng nghĩa với cậu không? Trương Thiên Tâm đấm một phát lên vai Vương Tử Quân, sau đó tùy tiện nằm lên giường ký túc xá của Vương Tử Quân, lại dùng giọng hì hì trêu ghẹo nói.
Vương Tử Quân rất quen thuộc với tính cách của Trương Thiên Tâm, hắn cười hì hì nói. Cậu nói chuyện đúng là không biết che đậy miệng, chú ý chị Lộ Giai nghe thấy được thì sẽ không tha cho cậu. Hì hì, cậu sẽ không nhát cái như khi còn bé, lại đi theo đuôi để tố cáo tôi với chị ấy đấy chứ. Tôi còn nhớ rất rõ, cậu không giỏi thứ quái quỷ gì, thế nhưng bản lĩnh tố cáo và mách lẻo sau lưng lại không ai bằng. Đặc biệt là trong mắt của chị Lộ Giai thì cậu là bé ngoan, tôi là ma vương chuyên gây sự nghịch ngợm, vì cậu mà hồi bé tôi bị đánh rất nhiều lần, cậu xem, đánh nhiều đến mức đến bây giờ cũng không phát triển cao to được bao nhiêu. Trương Thiên Tâm bày ra bộ dạng dương nanh múa vuốt, thật sự giống như muốn phục thù Vương Tử Quân vì những sự việc xảy ra thời tuổi thơ. Vương Tử Quân sờ mũi không cho là đúng, khi còn bé mình đáng ghét như vậy sao? Mình sao lại thích tố cáo mách lẻo? Bây giờ cũng không phải là lúc xem xét nó có phải sự thật hay không, thế nhưng Trương Lộ Giai thích che chở cho mình lại là thật. Khi Vương Tử Quân không nhịn được cười thì Trương Thiên Tâm lại cười hì hì nói. Khi đó tôi thậm chí còn nghi ngờ không biết ai mới là em trai của chị ấy, người so với người đúng là giận điên lên. Vương Tử Quân nghe những lời nói phàn nàn không che đậy miệng của Trương Thiên Tâm mà cảm thấy dòng suy nghĩ của mình tốt hơn rất nhiều. Khi hai bên đang trò chuyện rất vui vẻ thì điện thoại của Trương Thiên Tâm chợt vang lên, lúc này trong tay Trương Thiên Tâm không còn là chiếc điện thoại lớn như cục gạch, đã đổi thành một chiếc điện thoại Motorola rất nhỏ. Sau khi nói với đầu dây bên kia hai câu, Trương Thiên Tâm ngồi lên khỏi giường. Cậu bạn, định tìm cậu trò chuyện cho vui vẻ, không ngờ lại đúng lúc có người tìm, thật sự quá bực, tôi không thể không đi được. Thôi thì thế này, chờ đến buổi chiều khi cậu học xong thì hẹn chị gái. Chúng ta cùng nhau đi dùng một bữa cơm vậy. Trương Thiên Tâm vừa nói vừa muốn đi ra ngoài, Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nôn nóng như khỉ của đối phương mà không khỏi muốn trêu chọc vài câu. Tuy vừa rồi hắn không nghe rõ người đầu dây bên kia nói gì, thế nhưng có một từ rơi vào trong tai Vương Tử Quân, thế là hắn cười nói. Thiên Tâm, cậu nói nhiều như vậy làm gì, tôi đây có một câu tặng cậu. Trương Thiên Tâm chợt sững sờ, hắn lập tức bày ra bộ dạng chuyên tâm lắng nghe. Sức khỏe là gốc rễ của tính mạng, làm gì cũng phải cẩn thận một chút. Vương Tử Quân vỗ vai Trương Thiên Tâm rồi dùng giọng thấm thía nói. Trương Thiên Tâm đang nóng lòng như lửa đốt, bây giờ nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì lập tức há hốc miệng như một trái trứng, sau đó lại khép miệng rồi cười lên ha hả. Tiểu tử cậu thật sự vượt quá dự đoán của tôi còn tưởng rằng cậu đi theo những đám người bình thường kia, làm quan đều trở nên quá mức đứng đắn, quá truyền thống, quá nghiêm túc. Không ngờ còn biết ăn khói lửa nhân gian. Thế nào, anh em, có muốn đi theo giải trí chút không? Tôi sẽ tặng hai đóa hoa cho cậu. Đi chết đi, miệng chó không thể mọc được ngà voi. Vương Tử Quân cười lớn không chút kiêng nể, hắn tiến lên đẩy Trương Thiên Tâm, sau đó cười ha hả đẩy hắn ra ngoài. Buổi chiều là tiết học của một vị giáo sư kinh tế trường đảng, Vương Tử Quân cảm thấy rất hứng thú với tri thức về các phương diện vận hành kinh tế, vì thế sau khi Trương Thiên Tâm đi, hắn tranh thủ thời gian chuẩn bị cho tiết học. Hắn còn chưa ra khỏi cửa thì thấy Trần Ngôn Đống từ trong ký túc xá đi ra. Ký túc xá có thể nói không còn là địa điểm dừng chân đúng hạn, đa số mọi người đều thấy hoàn cảnh trong ký túc xá trường đảng tuy yên tĩnh nhưng lại quá buồn tẻ, vì thế bọn họ bắt đầu lén ra ngoài tìm khách sạn. Tuy ở khách sạn với giá cao, thế nhưng nếu so ra thì thoải mái và sảng khoái hơn trường đảng rất nhiều, hơn nữa bọn họ cũng không cần phải bỏ tiền túi ra trả tiền khách sạn. Dù trường đảng có quy định các vị học viên đến tối phải về ngủ trong ký túc xá, thế nhưng công tác kiểm tra chỉ là lấy lệ mà thôi, hơn nữa các vị học viên đều là loại cán bộ thần thông quảng đại, nhân viên phụ trách công tác kỷ luật của trường đảng cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt xem như không thấy mà thôi. Vì có ít người ở trong ký túc xá, thế cho nên cảm tình của những người ở trong ký túc xá tăng tiến rất tốt. Đặc biệt là Trần Ngôn Đống, người này và Vương Tử Quân khá thân thiết, mối quan hệ tăng tiến thêm một bước. Trong quá trình kết giao thì Vương Tử Quân cũng hiểu thêm vài phần về Trần Ngôn Đống, hắn là phó chủ nhiệm phòng giám sát của thành phố Trung Bắc, lần này sở dĩ có thể tham gia ban huấn luyện cũng hoàn toàn vì bố vợ là phó bí thư thành phố Trung Bắc. Tuy hắn không nói rõ, thế nhưng từ đôi ba câu nói của người này, Vương Tử Quân có thể đoán được sau khi đối phương được mạ vàng, chỉ sợ sẽ tiếp nhận vị trí chủ nhiệm phòng giám sát của thành phố Trung Bắc. Ban thủ lĩnh, là ai vậy, dám hô hào trong chỗ này? Sau khi Trần Ngôn Đống và Vương Tử Quân có quan hệ ngày càng thân thiết, cách nói chuyện của Trần Ngôn Đống cũng thoải mái hơn nhiều. Thời gian qua mỗi lần gặp mặt hắn đều gọi Vương Tử Quân là ban thủ lĩnh chứ không phải là lớp trưởng, mà danh xưng này cũng được lưu hành trong ban huấn luyện, không ít học viên gặp mặt đều thích gọi hắn một tiếng là ban thủ lĩnh.
Vương Tử Quân cười cười nói. Chỉ là một người bạn, cũng không phải nằm trong hệ thống như chúng ta. Vương Tử Quân nói như vậy thì Trần Ngôn Đống sẽ hiểu ngay, nghe nói không phải người trong hệ thống thì hắn cũng không tiếp tục mở miệng hỏi, mà chỉ dùng giọng có chút thần bí nói. Cậu nghe nói gì chưa? Thạch Bạch Mã chuẩn bị phát động thế tấn công với mỹ nữ phụ đạo viên của chúng ta. Tuy Trần Ngôn Đống không cao, gương mặt có hơi đen thế nhưng lại là người cực kỳ linh hoạt. Nghe nói năm xưa vị phó bí thư kia cam tâm tình nguyện gả con gái cho hắn, chủ yếu là bị cái miệng khôn khéo của hắn mỗi ngày nịnh hót cho vui sướng, thiếu chút nữa khóe miệng đã kéo đến tận mang tai. Thạch Bạch Mã chính là Thạch Nham Phong, người này cũng là một đàn ông độc thân số ít trong ban huấn luyện, nếu so sánh với Vương Tử Quân thì tên này mới thật sự là chưa lập gia đình. Còn tại sao thì có rất nhiều câu nói, nhưng nói nhiều nhất chính là ánh mắt của Thạch Nham Phong quá cao, thật sự không vừa mắt những cô gái bình thường. Vương Tử Quân nghe được lời của Trần Ngôn Đống mà trong lòng có chút chấn động, một cảm giác mất hứng bùng lên. Nhưng hắn đã nhanh chóng khôi phục lại bình thường trong nháy mắt. Anh nói thật sao? Tất nhiên, tôi là ai chứ? Cậu cứ chờ đó mà xem, chiều nay Thạch Bạch Mã sẽ mời phụ đạo viên Trương dùng cơm, nghe nói trong đó còn có người tác hợp. Nói ra thì vị Thạch Bạch Mã này là kẻ không tồi, dù không được gọi là ông chủ kim cương thế nhưng ít nhất cũng là người có tiềm lực, chẳng qua gương mặt có hơi dài mà thôi. Trần Ngôn Đống dùng giọng điệu có chút ê ẩm nói. Vương Tử Quân không tiếp lời, nhưng trong lòng hắn lại xuất hiện hình ảnh mềm mại đáng yêu của Trương Lộ Giai. Lý Tính nói rõ với hắn, chuyện này thật sự không tính là xấu với Trương Lộ Giai, nhưng cảm tính lại cho hắn một đáp án khác. Tiết của giáo sư kinh tế làm cho Vương Tử Quân sinh ra một loại cảm giác lợi ích không nhỏ, tuy sự việc Thạch Nham Phong chuẩn bị mời Trương Lộ Giai dùng cơm thật sự làm cho tâm thần của hắn có chút không yên. Thế nhưng những lời giảng giải với nội dung sâu sắc và lời lẽ dễ hiểu của vị giáo sư trên bục giảng càng làm cho hắn rơi vào trong biển tri thức vô tận. Vị giáo sư kinh tế này cũng là người rất ẩn giấu, sau khi sắp tan học thì cười nói với tất cả học viên. Tuy tôi là giảng viên kinh tế thế nhưng nếu nói đến phương diện động tay động chân làm kinh tế thì đó phải là các anh. Tôi chỉ là người cho ra lý luận suông để các anh tham khảo, nó khác xa với tình huống thực tế, các anh cần phải thật sự cầu thị. Cũng không nên cứng nhắc, cần phải thay đổi để phát triển. Hy vọng các anh có thể kết hợp lý luận với thực tiễn, nhập ra tùy tục, tạo ra con đường phát triển đặc sắc trong xu hướng thúc đẩy phát triển kinh tế hiện tại, cố gắng biến địa phương của mình thành trung tâm kinh tế của cả nước. Vị giáo sư kinh tế nói ra hàng loạt lời nói rất phù hợp làm cho đám học viên trong lớp nở nụ cười hiểu ý. Khi vị giáo sư này rời đi, 10 phút sau phụ đạo viên Trương Lộ Giai đã đi đến lớp. Khi Trương Lộ Giai đi đến thì có không ít người đưa mắt nhìn Thạch Nham Phong, tâm tư của Thạch Nham Phong với Trương Lộ Giai đã được truyền đi xôn xao, tuy làm cho không ít học viên sinh lòng đố kỵ, thế nhưng đối với một phụ nữ như Lý Tùng Mai thì đây lại là một cơ hội đáp cầu dắt mối. Người tham gia vào ban huấn luyện lần này có thể nói rằng đều là cán bộ ưu tú, Thạch Nham Phong không những là người vênh váo trong đơn vị, bản thân càng được coi trọng, được người ta cho rằng tương lai vô hạn. Nếu có quan hệ tốt với người này, tất nhiên mình sẽ tự tạo đường lớn thênh thang cho chính mình. Trương Lộ Giai cũng không ngờ hôm nay có tình huống đặc thù, nàng đi lên bục giảng, tùy ý nói về tình huống của lớp trong thời gian qua, sau đó kết thúc cuộc nói chuyện. Dù sao trong lớp đều là cán bộ lãnh đạo, có rất ít chuyện cần một phụ đạo viên như nàng phải quan tâm. Phụ đạo viên Trương, tôi có một vấn đề muốn hỏi. Khi Trương Lộ Giai chuẩn bị đi xuống thì Lý Tùng Mai đột nhiên cười hỏi. Có chuyện gì, chị nói đi. Trương Lộ Giai dừng bước theo bản năng rồi cười hỏi. Tôi muốn thay mặt bạn học của mình hỏi một câu, buổi tối có thể chiếm dụng chút thời gian tư nhân của chị hay không? Đám người đang xem kịch vui dưới đài chợt bắt đầu ồn ào, những người này tuy đều là lãnh đạo cơ quan nhưng càng là những loại người cực kỳ phóng khoáng không có ước thúc, vô tình những âm thanh ồn ào và trầm trồ khen ngợi vang lên không dứt. Chương 323 trước khi làm chuyện xấu là anh hùng, sau khi làm chuyện xấu là cẩu hùng. Gương mặt Trương Lộ Giai lộ ra nụ cười ngọt ngào xúc động lòng người, hai mắt sáng linh động, đầy ẩn tình, làn da cũng cực kỳ trắng, thật sự giống như một khối ngọc không chút tì vết, lại có dáng người thon thả, khí chất trang nhã, rung động lòng người. Đáng lý ra một tiểu mỹ nhân như vậy, nếu xét trên phương diện trí thông minh, chưa nói rằng ngu ngốc, ít nhất cũng không nên thông minh như vậy mới đúng. Nhưng khốn nổi ông trời lại rất quan tâm đến cô gái xinh đẹp này, không những cho nàng vẻ đẹp, hơn nữa còn tài hoa hơn người. Điều này khó tránh làm cho đám đàn ông sinh ra những ý nghĩ kỳ quái. Trương Lộ Giai nhìn tình huống đám học viên trong lớp ồn ào hô hào,
vẻ mặt nàng có chút xấu hổ, nàng khẽ nhíu mày rồi cười nói. Vị học viên nào muốn mời tôi dùng cơm, tôi sẽ cảm thấy rất hân hạnh, thế nhưng hôm nay ban thủ lĩnh Vương Tử Quân đã nói trước, anh ấy sẽ mời tôi dùng cơm, thế cho nên các anh cũng đừng tiếp tục ồn ào nữa. Tiếng cười vang lên rộn rã bên dưới chợt dừng lại, từng đôi mắt hoài nghi đều chuyển sang nhìn về phía Vương Tử Quân. Bọn họ vốn cho rằng người xuất hiện sau đó sẽ là Thạch Nham Phong, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ, ai cũng nghĩ rằng Thạch Nham Phong sẽ đứng lên gặt hái thành công, ngược lại bị Vương Tử Quân nhanh chân tiến lên cướp đoạt không một tiếng động. Khi Lý Tùng Mai nói xong thì Thạch Nham Phong cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để lên tiếng, thế nhưng lời nói của Trương Lộ Giai lại giống như một cây búa đập mạnh vào lòng hắn. Khoảnh khắc này hắn thật sự không dám tiếp nhận một kết quả, cô gái mà hắn nhung nhớ bao ngày qua lại bị người khác cướp đi mất. Vương Tử Quân lúc này cũng sững sờ, hắn còn đang rất mâu thuẫn, vì chuyện Trương Thiên Tâm hẹn mình và Trương Lộ Giai đi dùng cơm còn chưa nói ra, bây giờ không ngờ Trương Lộ Giai rơi vào tình huống đâm lao phải theo lao thì không nói nhiều mà trực tiếp kéo mình ra làm lá chắn. Không còn việc gì thì mọi người có thể giải tán. Trương Lộ Giai khẽ gật đầu với Vương Tử Quân, sau đó bước ra khỏi phòng. Lúc này ánh mắt của đám người trong phòng nhìn về phía Vương Tử Quân cũng càng thêm sắc bén. Hi hi, thì ra ban thủ lĩnh là người thích hoạt động bí mật. À, rất tốt, mưu kế này áp dụng rất tốt, có câu gần ban công sẽ thấy được trăng sớm hơn. Vương Tử Quân không hề quan tâm, thế nhưng Hào Nhiếp Quân lại giống như rất muốn bám theo không tha, lúc này bày ra bộ dạng thi nhân để lên tiếng châm chọc. Đám học viên trong phòng chợt cười vang. Hào Nhiếp Quân lại ôm quyền chắp tay với bốn phía giống như cực kỳ đắc ý vì những lời vừa rồi của mình. Vương Tử Quân dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Hào Nhiếp Quân, một cảm giác tức giận chợt bùng lên trong lòng, hắn không nói lời nào mà đi về phía Hào Nhiếp Quân. Nhìn thấy Vương Tử Quân đi về phía Hào Nhiếp Quân, không ít người ngậm miệng lại, càng có người thấy giống như sắp có gì đó phát sinh, thế là ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân. Thế nào, muốn đánh người sao? Hồng Nhan dù thế nào cũng sẽ gặp tri kỷ, ban thủ lĩnh ngài đã ra tay còn sợ người ta nói ra nói vào à? Tôi thấy cũng có một loại người thế này, khi làm chuyện xấu thì tỏ ra mình là anh hùng, khi làm xong chuyện xấu thì biến thành cẩu hùng. Hào Nhiếp Quân nói với gương mặt tràn đầy khiêu khích, giọng điệu châm chọc lỗ mãng, hắn vừa nói vừa chỉ vào mặt mình. Ban thủ lĩnh, nếu anh muốn đánh nhau thì cứ đánh vào chỗ này, tôi cũng không tin anh có gan như vậy. Hào Nhiếp Quân thấy Vương Tử Quân nổi giận đùng đùng đi đến, trong lòng thật sự có ý nghĩ bỏ cuộc giữa chừng, thế nhưng bây giờ đứng trước mặt bao người, Hào Nhiếp Quân hắn sao có thể tự làm mất mặt như vậy được. Vương Tử Quân nở nụ cười không quan tâm, hắn hỏi ngược lại. Anh thật sự cho tôi đánh sao? Còn không phải sao, chỉ cần ban thủ lĩnh dám, tôi sẽ cho đánh, đánh vào chỗ này. Hào Nhiếp Quân vừa nói vừa ngẩng mặt lên. Vậy thì được rồi. Vương Tử Quân nói. Bàn tay vung ra, một tát rất mạnh đánh lên mặt Hào Nhiếp Quân. Một tát giòn tan vang lên, chỉ sau nháy mắt thì trên mặt Hào Nhiếp Quân đã xuất hiện một dấu bàn tay đỏ ửng. Anh dám đánh người, ông sẽ không để cho mày yên. Hào Nhiếp Quân bị Vương Tử Quân cho một tát mà ngây cả người, hắn bụng lấy gương mặt nóng rát, sau đó thở hổn hển nói. Nhưng hắn dù có kêu gào cũng không dám nhào sang đánh Vương Tử Quân, vì trong lòng hắn thật sự có chút kiêng kỵ. Không ai ngờ lúc này Vương Tử Quân lại ra tay, hơn nữa còn không chút nương tay, từng cặp mắt sững sờ nhìn hai người Vương Tử Quân và Hào Nhiếp Quân, cùng đợi sự việc tiến triển thêm một bước. Không để yên, tôi mới là người không cho anh yên, vừa rồi anh nói gì thì mọi người đều nghe thấy rõ ràng, anh là một cán bộ đảng viên, anh mở miệng nói bậy, ảnh hưởng đến sự trong sạch của người khác. Tôi thấy nên phản ánh chuyện này với lãnh đạo trường đảng, chẳng lẽ thành phố Đỗ Dương các anh không còn cán bộ kế tục? Lại phái đến một cán bộ với tố chất thấp kém thế này. Vương Tử Quân cũng không nói lớn tiếng, thế nhưng lại rất đủ độ nặng, ngón tay chỉ vào mặt Hào Nhiếp Quân, giọng điệu cực kỳ khí phách. Gương mặt Hào Nhiếp Quân chợt trở nên cực kỳ khó coi, hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng nói cho sướng mà thôi, coi như vài câu ghép Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai. Đây vốn không là gì, nhưng Vương Tử Quân cho hắn một bạt tai, sự việc chợt biến thành lớn. Đến lúc đó Vương Tử Quân dù bị xử phạt thì cũng chỉ là ra tay vì tức giận, tối đa cũng chỉ bị phán là trẻ tuổi khó kiềm chế, cần tu dưỡng thêm. Nhưng sự việc liên quan đến Hào Nhiếp Quân thì lại khác, chưa nói đến những thứ khác, hắn sẽ đánh mất mối quan hệ tốt đẹp với các giảng viên trong trường. Đừng nói Trương Lộ Giai là người được sủng ái trong trường đảng, cho dù nàng là giảng viên bình thường thì trường đảng vì thể diện của mình cũng không bỏ qua cho hắn. Nếu trường đảng phản ứng lên tỉnh ủy,
như vậy phòng tổ chức tỉnh ủy chắc chắn sẽ ra tay xử lý, đến lúc đó chẳng những là Hào Nhiếp Quân, chỉ sợ cả thành phố Đỗ Dương cũng phải chịu sự phê bình nghiêm khắc. Sau khi sự việc xảy ra theo chiều hướng như thế, Hào Nhiếp Quân xem như chọc vào tổ ong vỏ vẽ, đừng nói là tiếp tục học tập để tiến bước phát triển, có thể tiếp tục ở lại trường đảng hay không cũng là vấn đề cực kỳ khó khăn. Vẻ mặt Hào Nhiếp Quân chợt biến đổi, lúc đỏ lúc trắng, hắn suy xét nặng nhẹ, nhưng càng suy xét thì càng cảm thấy bất lợi với mình. Hào Nhiếp Quân tự nghĩ mình là người có khát vọng chính trị rộng lớn, trên quan trường đều là nhìn vào nhau chằm chằm, anh chết tôi sống. Chính mình đến trường đảng học tập vì chút chỉ tiêu làm cho người ta ghen ghét, nếu đối phương mượn cơ hội mà nắm chặt tóc của mình không buông tha, chuyện bé xé ra to thì thế nào? Mình có chuyện lớn cần làm, quyết không thể nào lật thuyền trong mương như thế này được. Lúc này ánh mắt đám học viên khác nhìn về phía Vương Tử Quân càng thêm quái dị, trước kia Vương Tử Quân tuy trở thành lớp trưởng nhưng luôn có bộ dạng tươi cười hớn hở, dù gặp chuyện gì cũng tỏ thái độ rất tốt, nhưng lúc này không ít người ý thức được một vấn đề, đó chính là vẻ ngốc nghếch trên mặt Vương Tử Quân đã không còn, lại chuyển biến thành một người tâm cơ sâu sắc, ra tay sấm sét, thì ra cũng là một lão quan trường xảo quyệt nham hiểm. Có một số người biết rõ thân phận của Vương Tử Quân thì càng cảm khái. Người có thể nắm quyền một phương quả nhiên cực kỳ có khí phách. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng không biết phải làm sao của Hào Nhiếp Quân, hắn lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp bốn phía, sau đó ánh mắt rơi lên người Trương Thư Chí. Anh Trương, anh không phải là em họ của phụ đạo viên Trương sao? Thế nào, cậu làm em họ kiểu gì vậy? Trương Thư Chí vốn không có cảm tình gì với Vương Tử Quân, cũng có chút hảo cảm với Hào Nhiếp Quân mà thôi, hắn thấy hai tên kia va chạm vào nhau thì thật sự giống như xem kịch vui. Nhưng không ngờ bây giờ Vương Tử Quân lại chĩa mũi dùi sang bên mình. Trương Thư Chí nghe câu chất vấn của Vương Tử Quân mà trong lòng thầm hối hận, hắn biết rõ tên kia muốn đẩy mình lên đầu súng, nhưng lúc này hắn không lên đầu súng là không được, ai bảo hắn vào những lúc nhàn rỗi không có việc làm cứ bô bô mình là em họ của Trương Lộ Giai. Nếu như vào lúc mấu chốt thế này mà hắn khôn tỏ thái độ, chưa nói đến chuyện Trương gia sau này sẽ cho hắn biết tay, chỉ sợ đám học viên trong trường đảng sẽ coi thường hắn. Nếu hắn thật sự là em họ của Trương Lộ Giai, sao có thể để cho người ta làm ô nhục chị gái của mình? Con bà nó, đúng là đánh rắn dập đầu. Trương Thư Chí cắn răng, hắn đi đến trước mặt Vương Tử Quân và Hào Nhiếp Quân, sau đó chỉ vào mặt Hào Nhiếp Quân và chửi ầm lên. Con bà nó, mày dám nói bậy bạ về chị họ của tao, có phải thấy Trương gia chúng tao dễ ức hiếp phải không? Bây giờ ông đi gọi điện thoại cho lãnh đạo thành phố các người, để xem bọn họ phái loại người gì đến đây. Trương Thư Chí vừa lên tiếng thì bầu không khí đã ngưng trọng càng thêm cô độc, nhưng Hào Nhiếp Quân vừa rồi chỉ có chút không yên, bây giờ hắn lại càng thêm sợ hãi. Nếu chuyện này bị Trương Thư Chí chọc ra biến thành đại sự, như vậy tương lai của hắn sẽ coi như xong. Ban thủ lĩnh, trưởng phòng Trương, tôi sai rồi, tôi vừa rồi là nói không nghĩ kỹ, hai vị đại nhân có đại lược, nể tình chúng ta là bạn học, bỏ qua cho một lần. Vẻ mặt Hào Nhiếp Quân biến đổi dữ dội. Hắn ôm quyền với hai người Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói. Cúi đầu chịu thua, Hào Nhiếp Quân thật sự là người có được giãn được. Hắn cúi đầu nhận thua trước mặt bao người, hơn nữa lại bị cho một tát, như vậy chẳng khác nào ném mặt mình xuống đất cho Vương Tử Quân chà đạp trước mặt bao người. Nếu bây giờ Vương Tử Quân và Trương Thư Chí còn không chịu bỏ qua thì thật sự rất quá đáng. Hào Nhiếp Quân cũng xem như là một nhân vật. Dựa vào kinh nghiệm của mình thì Trương Thư Chí biết đối phương sẽ không bao giờ bỏ qua sự việc lần này. Dù biết đánh hổ không chết sẽ sinh ra hậu hoạn, thế nhưng bây giờ hắn cũng không thể tiếp tục ra tay. Hắn nhìn gương mặt đầy vẻ cầu xin của Hào Nhiếp Quân, hắn chợt sinh ra cảm giác không biết làm sao cho phải. Biết sai có thể sửa thì đều là đồng chí tốt, thực tế sự việc hôm nay cũng là tôi có chút xúc động, tôi là một người đàn ông thì không có vấn đề, chủ yếu là suy xét đến phụ đạo viên Trương mà thôi. Nhiếp Quân, anh cũng đừng quá so đo với tôi. Lúc này gương mặt tràn đầy khí lạnh của Vương Tử Quân đã trở nên tươi cười. Không có gì, anh cho một tát làm tôi tỉnh táo hẳn, tôi bây giờ thật sự rất hối hận vì những lời nói không kịp suy nghĩ vừa rồi của mình. Hào Nhiếp Quân giống như đã vứt bỏ thể diện của mình, bây giờ vò sứt lại mẻ, dù dấu bàn tay trên mặt còn rất rõ ràng, thế nhưng trên mặt lại xuất hiện nụ cười tươi rói như hoa. Vương Tử Quân cười cười dùng giọng ôn hòa nói. Chuyện này căn bản cũng không có vấn đề gì, mọi người ở cùng một chỗ với nhau, đầu lưỡi sao không có lúc đụng răng. Chút ma sát nhỏ cũng không tính là gì, nhưng tôi cảm thấy đồng chí Nhiếp Quân dù sao cũng phải xin lỗi phụ đạo viên Trương một tiếng, dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến thanh danh của người ta, anh cảm thấy thế nào?
Hào Nhiếp Quân vốn nghĩ rằng mình hạ thấp tư thái đến đúng quần thì sự việc sẽ nhanh chóng trôi qua, nhưng không ngờ Vương Tử Quân này hết lần này đến lần khác lại không buông tha, nhất quyết ép mình chết đuối mới chịu. Vì sao hắn không muốn xin lỗi Trương Lộ Giai? Nói ra một lời xin lỗi cũng không là vấn đề là khi sự việc này rơi vào trong tai Trương Lộ Giai, sau khi chấm dứt huấn luyện ở trường đảng, khi đó sẽ có lời bình với từng cán bộ, nếu như Trần Lộ Giao là người thích trả thù, như vậy sẽ cho mình những lời bình luận không tốt, điều này càng là một đòn chí mạng. Hào Nhiếp Quân nghĩ đến những vấn đề hiểm ác bên trong mà không khỏi sinh ra ý nghĩ từ chối ngay, thế nhưng nhìn ánh mắt không cho từ chối của Vương Tử Quân, hắn sợ mình phản đối thì Vương Tử Quân và Trương Thư Chí có thể kết hợp để ép mình chết tươi. Tôi, ngày mai sẽ xin lỗi trước mặt phụ đạo viên Trương. Hào Nhiếp Quân giống như ngậm một quả trứng trong miệng, lời nói lắp bắp và không được thoải mái. Vương Tử Quân khẽ gật đầu cười, sau đó hắn nói với Trương Thư Chí. Thiên Tâm mở tiệc đón gió cho tôi, chúng ta đi chứ. Trương Thư Chí tất nhiên biết rõ Thiên Tâm là ai, hắn thật sự không ngờ Vương Tử Quân cũng quen biết Trương Thiên Tâm, hắn ngẩn ngơ và nói. Anh có quen biết với Trương Thiên Tâm? Từ nhỏ đã chơi đùa cùng nhau. Nhưng khi Trương lão gia tử bị điều đến tỉnh Sơn Nam thì ít qua lại. Vương Tử Quân dùng giọng tùy ý nói. Trương Thư Chí rất muốn đi cùng Vương Tử Quân, thế nhưng nghĩ đến tình huống bình thường Trương Thiên Tâm cũng không chào đón mình, thế là có chút miễn cưỡng, hắn uyển chuyển từ chối. Ban thủ lĩnh cứ đi chơi vui vẻ, hôm nay tôi có chút việc, đợi hôm nào đó đẹp trời sẽ mời ban thủ lĩnh và Thiên Tâm đến dùng bữa. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không cưỡng ép. Hắn nói lời vừa rồi cũng không phải mời Trương Thư Chí, hắn chỉ muốn mượn lời đối thoại với Trương Thư Chí để xóa đi những ảnh hưởng của sự việc vừa rồi, cũng cho đám học viên trong lớp biết, từ nhỏ mình đã là bạn của Trương Lộ Giai. Dù Vương Tử Quân vừa rồi đã cho Hào Nhiếp Quân một tát vì tội nói bậy bạ, thế nhưng đối với đàn ông thì đây lại là thuốc kích thích trong những lúc trà dư tửu hậu, tin đồn thất thiệt sẽ không thiếu, sẽ có nhiều kẻ thêm mắm dặm muối, sẽ nhanh chóng bị miêu tả cực kỳ đặc sắc. Dù hắn không quan tâm đến đám người rảnh rỗi như vậy, thế nhưng vì cảm nhận của Trương Lộ Giai, hắn không thể không quan tâm được. Một tình huống khôi hài và vớ vẩn nhanh chóng kết thúc, đám học viên nhanh chóng rời khỏi phòng học, nhưng ánh mắt mọi người nhìn về Vương Tử Quân thì có chút khác thường. Bọn họ là những người chìm nổi trong quan trường nhiều năm, đã thắm thiết cảm nhận được trên người vị chủ tịch huyện trẻ tuổi này có một hương vị khác lạ. Vương Tử Quân chào hỏi vài câu với các vị học viên, sau đó hắn rời khỏi phòng học. Đi ra đường định bắt taxi, đột nhiên thấy chiếc xe Santana màu trắng của Trương Lộ Giai lù lù chạy đến. Khi Trương Lộ Giai thò gương mặt dò xét nhìn ra ngoài, Vương Tử Quân đã mở cửa xe ngồi vào bên trong. Lúc này Trương Lộ Giai vẫn ăn mặc giống như trước đó, thế nhưng Vương Tử Quân ngồi trên vị trí tay lái phụ thì cảm thấy giống như một bức tranh xinh đẹp xuất hiện trước mặt. Vừa rồi tôi lấy cậu ra làm tấm mộc, cậu cũng không trách gì đấy chứ. Trương Lộ Giai chạy xe đi được hơn 10 mét thì đột nhiên nghiêng đầu nở nụ cười bất cần nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thấy nụ cười của Trương Lộ Giai thì trong lòng đột nhiên có cảm giác khác thường, cảm giác này làm cho hắn sinh ra đau nhức, nhưng hắn là người xông lại sau hai đời, hắn nhanh chóng che giấu ý nghĩ của mình, hắn chỉ cười khẽ nói. Chị Lộ Giai, chị chỉ thật sự cầu thị, nào có phải lấy tôi ra làm tấm mộc? Xì. Trương Lộ Giai khẽ cười một tiếng. Cậu thật sự là nói gì cũng được, được rồi, cậu đã muốn mời chị dùng cơm, tôi sẽ cho cậu cơ hội. Cảm ơn chị Lộ Giai, lần này tôi mời khách nhưng cần gọi thêm một người đến thanh toán. Vương Tử Quân nói rồi lấy điện thoại ra bấm số của Trương Thiên Tâm. Vài tiếng chuông vang lên, bên kia có người nghe máy, nhưng Vương Tử Quân lại có thể nghe được vài âm thanh phụ nữ. Hắn là người từng trải, tất nhiên sẽ hiểu âm thanh kia có ý nghĩa thế nào. Trời lặn về Tây. Lúc này chỉ còn lại chút ánh sáng cuối cùng trong ngày xuyên thấu qua cửa sổ. Vương Tử Quân cảm nhận được luồng sáng màu đỏ máu, hắn thầm nghĩ, xem ra người này thật sự là lửa đốt trong lòng, giữa ban ngày ban mặt mà đã khó thể nào kìm chế được rồi. Thiên Tâm, tôi và chị Lộ Giai đang trên đường, cậu sắp xếp chỗ nào? Vương Tử Quân lúc này cũng không rông dài, hắn tranh thủ thời gian lên tiếng hỏi. Sảnh Phúc Đức trong khách sạn Phúc Đức, tôi đã sắp xếp xong, cậu và chị cứ chờ một lát. Tôi sẽ đến ngay. Trương Thiên Tâm lúc đầu lên tiếng còn tỉnh táo, nhưng ngay sau đó lại có hơi thở dốc, giống như có thứ gì đó làm hắn cảm thấy khó thể áp chế. Được rồi. Vương Tử Quân đang định cúp điện thoại, hắn hạ điện thoại xuống chuẩn bị bấm nút tắt, đúng lúc nghe thấy âm thanh của Trương Thiên Tâm trong điện thoại. Bảo bối, anh.
Vương Tử Quân nghe được âm thanh này từ đầu dây bên kia mà không khỏi cười khổ, trong lòng thầm nghĩ Trương Thiên Tâm này thật sự là thứ gì cũng có thể làm, không chịu tắt điện thoại được sao. Trương Lộ Giai tất nhiên sẽ không biết Vương Tử Quân vừa nghe được một khúc nhạc hay trong điện thoại, sau khi Vương Tử Quân cúp điện thoại thì nàng khẽ hỏi. Cậu còn hẹn cả Thiên Tâm? Không phải, là hôm nay cậu ấy đến trường đảng tìm tôi, hẹn hai người chúng ta hôm nay đi ăn cơm tối. Vương Tử Quân tranh thủ ném những suy nghĩ rối loạn ra khỏi đầu mình, hắn khẽ cười nó với Trương Lộ Giai. Đức Phúc xem như là khách sạn nổi tiếng trong thành phố Sơn Viên, không những lắp đặt trang thiết bị xa hoa, ngay cả các nữ nhân viên phục vụ mặc sườn xám cũng thon thả xinh đẹp, cực kỳ tươi mát. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên, Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai đi vào đại sảnh Đức Phúc. Khi nhân viên dùng tay đẩy cánh cửa đại sảnh Đức Phúc, ngay cả Vương Tử Quân cũng phải dừng bước. Đại sảnh Đức Phúc này trên 100 mét vuông, một cái bàn đủ cho 20 người dùng cơm vững vàng chiếm giữ vị trí trung tâm đại sảnh, xung quanh là những chiếc ghế đẹp đẽ, nước sơn đen bóng, có vẻ thần bí và cao quý, thậm chí trên mặt bàn còn có hình thêu 9 con rồng. Vương Tử Quân cũng thầm hiểu vì sao Trương Thiên Tâm lại sắp xếp dùng cơm ở chỗ này, thế là hắn cũng không khách khí, tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế, sau đó cười nói với Trương Lộ Giai. Thiên Tâm ta thật sự là người rất biết cách tìm chỗ. Trương Lộ Giai cũng hiểu rõ em trai của mình là hạng người gì, nàng nhìn Vương Tử Quân ngồi xuống đã làm người ta cảm thấy không giận mà uy, cảm thấy em mình dù thế nào cũng không thể so sánh với người này. Loại cảm giác này làm cho nàng cảm thấy có chút đáng tiếc, cũng có chút vui mừng. Nó sao, làm gì cũng mạnh tay mạnh chân, tiền đến cũng nhanh như đi còn nhanh hơn. Trương Lộ Giai dùng giọng yêu thương để trách em trai mình một câu, sau đó cầm lấy menu trên bàn lật qua lật lại xem xét. Khi Vương Tử Quân đang cố gắng tìm kiếm chủ đề thì lại nghe có người bên ngoài nói. Anh Đậu, anh phải nói người trong sảnh Đức Phúc dọn ra, tôi muốn mời khách, nếu anh để tôi mất mặt với khách, khách sạn Đức Phúc này đừng hòng có thể tiếp tục mở cửa. Vương Tử Quân cũng không thèm quan tâm đến âm thanh kia, dù là ở thành phố Giang Thị hay Sơn Viên, tình huống tranh đoạt một cái phòng cũng là rất nhiều. Trương Thiên Tâm cũng không phải kẻ vô danh ở tỉnh Sơn Nam, đã có thể quyết định vị trí, như thế cũng có xu thế bảo toàn. Nhưng khi ánh mắt của Vương Tử Quân rơi nhìn về phía đối diện, hắn chợt phát hiện gương mặt tràn đầy nụ cười của Trương Lộ Giai có chút tái nhợt, gương mặt mượt mà chợt tái xám làm cho người ta cảm thấy xúc động. Chẳng lẽ người lên tiếng ở bên ngoài có liên quan gì đến Trương Lộ Giai? Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, chợt nghe thấy bên ngoài tiếp tục có người lên tiếng. Anh Đậu, anh đừng ấp a ấp úng nữa, để tôi xem là ai ở bên trong mà không thèm nể mặt tôi. Khi giọng nói kia kết thúc thì cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn mặc tây trang đi vào trong phòng. Dưới ánh đèn sáng rực, gương mặt người đàn ông đẹp trai này thật sự rất sáng lạn, nhưng ánh mắt lại quá cao ngạo lại làm cho người ta nhìn vào và phát sinh phản cảm. Khi người đàn ông đi vào nhìn thấy Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai thì chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn bĩu môi dùng giọng khinh thường nói. Tôi còn tưởng là ai, thì ra là cô, đang đi ước hẹn với tình nhân sao? Hừ! Cô cũng không phải là loại người ba chinh chín liệt, còn suốt ngày tỏ ra mình không ăn khói lửa nhân gian. Người đàn ông kia lên tiếng xong thì cười lên ha hả. Người đàn ông nói bằng giọng điệu cực kỳ mỉa mai, nhưng Vương Tử Quân cũng có thể nghe thấy trong lời nói của đối phương tràn đầy ghen ghét. Khi trong đầu hắn đang lóe lên nhiều ý nghĩ và chuẩn bị đứng lên, lại nghe thấy Trương Lộ Giai dùng giọng lạnh lùng nói. La Sương Hào, tôi không muốn gặp lại anh cút đi ngay cho tôi. Cút đi. Hi hi, người ta nói phụ nữ thường hay trở mặt vô tình, quả nhiên là như vậy. Trương Lộ Giai, thế nào, có mới thì nới cũ sao? La Sương Hào tiếp tục nở nụ cười tràn đầy khiêu khích, giống như lúc này thật sự muốn cãi và một trận với Trương Lộ Giai vậy. Người này là chồng trước của chị Lộ Giai, như vậy chị Lộ Giai đã ly hôn. Vương Tử Quân mơ hồ nghĩ đến đám hỏi trong ký ức kiếp trước, hai hàng chân mày khẽ cau lại, nhưng lúc này mặc kệ đối phương là ai. Hắn cũng không thể cho đối phương tiếp tục ở lại. Này, tên mặt trắng này cũng xem như có dũng khí, cũng không biết chú đã thử cảm giác ăn hàng thừa của anh chưa? Anh nói cho chú biết, tiểu tử à, đi lại trong thành phố Sơn Viên này phải chú ý đấy. La Sương Hào nở nụ cười khiêu khích với Vương Tử Quân, sau đó hắn lại cười hì hì nói với Trương Lộ Giai. Tiểu Giai, nói cho em biết một tin tức tốt, anh sắp làm cha, chúc mừng anh đi, ha ha ha. Mời anh ra ngoài. Vương Tử Quân vung tay lên lạnh lùng nói. Đuổi anh ra ngoài, chú em, chú thật sự rất to gan, chú biết anh là ai không, mà dám khoa tay múa chân với anh.
Trương Lộ Giai, cô nói cho cậu trai này biết đi chứ, đỡ cho hắn không biết mình chết như thế nào. La Sương Hào chửi ầm lên, bàn tay cũng vung lên muốn chụp vào cổ áo của Vương Tử Quân. Sau khi trọng sinh thì Vương Tử Quân trở nên ổn định hơn rất nhiều, dưới tình huống bình thường thì hắn sẽ không ra tay đánh người. Nhưng lúc này hắn đã thật sự không nhịn được, hắn đang định ra tay thì chợt nghe thấy Trương Thiên Tâm từ bên ngoài xông vào quát lớn. La Sương Hào, mày là thằng khốn nạn, mày đứng đây uy phong lắm sao? Ông đấu với mày. Trương Thiên Tâm vừa nói vừa xông vào như một mãnh hổ nổi giận, hắn vung nắm đấm muốn đánh La Sương Hào. Có một người đàn ông trung niên mập mạp cùng theo sát Trương Thiên Tâm vào phòng, hắn nhanh chóng chen vào chính giữa Trương Thiên Tâm và La Sương Hào, sau đó lên tiếng. Hai vị công tử, xin hai anh cho tôi chút thể diện, chúng ta có gì cứ từ từ thương lượng, tất cả đều có thể thương lượng. Tên mập này nói chuyện tràn đầy nụ cười nhưng lại ra tay không chút do dự, nhanh chóng và trực tiếp đẩy hai người Trương Thiên Tâm và La Sương Hào ra cách xa nhau. La Sương Hào thấy Trương Thiên Tâm chạy vào thì vẻ mặt chợt biến đổi, có thể thấy hắn thật sự có chút e ngại Trương Thiên Tâm. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng là một người kiêu ngạo, khi tên mập đẩy hai người ra xa, hắn cười khiêu khích nói. Cậu em vợ, vài ngày không gặp mà càng ngày càng nóng tính và hùng hổ, nhưng cậu hùng hổ thì có được gì, tôi dù thế nào cũng từng là anh rể của cậu, ai bảo chỉ cậu là người không có chứng, bây giờ tôi lại sắp làm cha, ha ha ha. Trương Lộ Giai nghe được câu nói kia của La Sương Hào thì cơ thể càng thêm run rẩy, bộ ngực càng nhanh chóng phập phồng, tâm tình hạ thấp đến cực điểm. Ánh mắt La Sương Hào luôn đặt lên người Trương Lộ Giai, lúc này thấy Trương Lộ Giai tỏ ra xấu hổ, hắn không khỏi tiếp tục lên tiếng. Lộ Giai, cô nếu thật sự không gả được thì cứ theo chân anh, dù không có danh phận nhưng cũng xem như đến giúp tôi chăm con, tôi cũng có thể nuôi cô một cách danh chính ngôn thuận. La Sương Hào, anh đừng ngậm máu phun người, chị của tôi đã đến bệnh viện kiểm tra, chị ấy không có chút vấn đề, nếu có vấn đề thì đó là vấn đề của anh. Gương mặt Trương Thiên Tâm đỏ bừng bừng, hắn vừa nói vừa cầm một cái đĩa ném về phía La Sương Hào. La Sương Hào tránh đi có hơi chậm, thế là cái đĩa đánh lên vai. Một âm thanh giòn tan vang lên, cái đĩa rơi xuống vỡ nát. Lúc này La Sương Hào chỉ vào Trương Thiên Tâm nói. Cậu em vợ, thẹn quá hóa giận sao? Hi hi, anh nói cho cậu biết, anh không có vấn đề, anh đây muốn làm cha, mà con cũng đã được 4 năm tháng rồi. Thế nào, muốn xông lên cắn anh sao? Muốn cắn thì cứ há miệng ra, để ông xem răng của chú cứng rắn đến mức độ nào. Lúc này ánh mắt của Trương Thiên Tâm thật sự giống như một ngọn lửa, nếu như cho hắn một con dao. Sợ rằng hắn đã trực tiếp băm nát tên khốn La Sương Hào. Nhưng lúc này không những có tên mập trung niên, đám bảo vệ cũng chạy đến chặn lại, Trương Thiên Tâm có muốn tiến lên cũng không được. Vương Tử Quân vươn tay đỡ lấy cơ thể run rẩy của Trương Lộ Giai, hắn quay sang nói với Trương Thiên Tâm. Thiên Tâm, có một thợ săn bắn súng cực chuẩn, trăm phát trăm trúng, ngày nào đi săn cũng thắng lợi trở về. Một hôm hắn bắn hết đạn, đành phải quay về, trên đường về thấy một con thỏ chạy qua. Hắn giơ súng theo bản năng, con thỏ nhanh chóng ngã xuống đất. Cậu có biết vì sao tên thợ săn đưa khẩu súng không có đạn lên mà con thỏ lại ngã xuống chết ngất không? Trương Thiên Tâm không biết Vương Tử Quân vì sao lại kể ra một câu chuyện vào tình huống dương cung bạt kiếm thế này, hắn sững sờ và vô thức hỏi lại. Vì sao? Vì hắn căn bản không phải là người nổ súng. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Trương Thiên Tâm, sau đó nghiêm trang nói. Trương Thiên Tâm không phải kẻ ngu. Hắn là người cực kỳ linh hoạt, bây giờ đã hiểu ý của Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng cười ngất. Đúng vậy, tôi sao lại không nghĩ ra nhỉ? Tên thợ săn kia đã hồ đồ, ít nhất cũng có người cắm sừng lên đầu hắn, vậy mà còn vui mừng khi ôm con của người ta, ôi, thật sự là con bà nó quá đáng thương. Câu chuyện của Vương Tử Quân cũng không quá mức đáng cười, thế nhưng phối hợp với những lời vừa rồi của La Sương Hào lại làm cho người ta cảm nhận được hương vị. Ông chủ mập thì không có vấn đề. Vẻ mặt nghiêm túc không xuất hiện nụ cười, thế nhưng vài tên bảo vệ lại không thể nhịn được, cả đám thật sự rất muốn cười, thế cho nên đã có một tràng cười được phát ra. Hai mắt La Sương Hào chợt đỏ hồng, hắn chỉ tay vào Vương Tử Quân rồi hổn hển nói. Tiểu tử, mày chờ đó cho tao, ông không chặt đứt chân mày, sẽ không phải họ La. Nếu muốn thay tên đổi họ thì không cần nói với tôi, chỉ cần bố anh đồng ý, tôi cũng không có ý kiến gì khác. Vương Tử Quân căn bản không có hảo cảm với La Sương Hào, lúc này hắn càng dùng giọng khinh thường nói. Vương Tử Quân thấy Trương Lộ Giai có thể rời khỏi loại cặn bã như vậy, coi như cũng là một giải thoát. La Sương Hào tuy nảy sinh ý nghĩ ác độc,
thế nhưng nếu bàn về công phu ngoài miệng thì lại kém xa Vương Tử Quân. Sau khi nghe được câu nói đầy châm chọc của Vương Tử Quân, hắn tuy hận không thể nhai nuốt Vương Tử Quân, thế nhưng dựa vào một mình hắn thì thật sự không được. Tiểu tử, chờ đó cho anh. La Sương Hào vung tay áo lên, hắn quay đầu đi ra ngoài phòng, khi đến bên cửa chợt có người nói. Tên nào không có mắt dám chọc giận La công tử, để tôi cho hắn một bài học. Khi âm thanh này vang lên, một đám người đi vào với bộ dạng tiền hô hậu ủng. Chính giữa nhóm người này là một hình bóng quen thuộc, người này thật sự làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất khó quên. Hắn nhìn bộ dạng đầy khí thế của đối phương, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ thế giới này quá nhỏ, không phải oan gia thì không gặp mặt sao? Dương Quân Tài đang hưởng thụ cảm giác tiền hô hậu ủng, lúc này gương mặt chợt biến đổi, hắn không ngờ lại gặp mặt Vương Tử Quân ở nơi này. Lúc này tuy hắn đã lập được quyền uy của mình ở huyện Lô Bắc, nhưng bây giờ đối mặt với Vương Tử Quân thì trong lòng cũng sinh ra cảm giác ớn lạnh. Vừa rồi ai nói muốn sửa chị tôi? Là chính ủy Lý sao? Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Toàn Thành mặc đồng phục cảnh sát, hắn lạnh giọng hỏi. Một câu nói vừa rồi của Lý Toàn Thành chỉ là cố gắng nịnh nọt La công tử mà thôi, cũng không ngờ lại đụng mặt Vương Tử Quân. Tuy hắn rất muốn nói một tiếng cứng ngắc, thế nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Vương Tử Quân, trong lòng chợt sinh ra rung động khó hiểu. Chủ tịch Vương, tôi vừa rồi không biết là anh. Tuy Dương Quân Tài vẫn còn cảm giác sợ hãi với Vương Tử Quân, nhưng bây giờ hắn được Tề Chính Hồng giúp đỡ dần nắm chặt quyền lực ở huyện Lô Bắc, hắn nghe thấy Lý Toàn Thành trả lời như vậy thì trong lòng không khỏi sinh ra lửa giận. Hắn khẽ ho một tiếng rồi nói. Chủ tịch Vương, anh vừa rồi đã nói sai rồi, bây giờ đồng chí Lý Toàn Thành đã là Cục trưởng Cục Công an. Vương Tử Quân dù biết sau khi mình rời khỏi huyện Lô Bắc thì các cán bộ ở lại sẽ bị Dương Quân Tài mượn cớ điều chỉnh, nhưng lúc này nghe nói Lý Toàn Thành đã là Cục trưởng Cục Công an, hắn cũng không khỏi cảm thấy trong lòng có hơi lạnh. Hắn khẽ gật đầu nói. Làm Cục trưởng Cục Công an thì càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, Bí thư Dương, tôi có khách ở đây, cũng không thể giữ anh ở lại. Dương Quân Tài cười ha hả nói. Chủ tịch Vương bận rộn rồi, à, ngày mai anh có thời gian rảnh không? Dù sao chúng ta cũng là bạn bè cũ, anh đang học tập ở trường đảng, tôi dù thế nào cũng phải đến thăm anh chứ. Dương Quân Tài nói như vậy với mục đích gì, Vương Tử Quân sao không hiểu rõ cho được. Hắn khẽ nhìn Dương Quân Tài rồi nói. Không cần, Bí thư Dương nên đặt tất cả tinh lực lên chuyện đại sự của mình thì hay hơn. La Sương Hào vốn đang chuẩn bị xé toang ra mặt với Vương Tử Quân, bây giờ thấy khách quý mình muốn mời cơm lại đấu tranh náo nhiệt với Vương Tử Quân. Hắn đã từ trong trạng thái phẫn uất bình tĩnh trở lại. Nhưng khi hắn đang suy đoán thân phận của Vương Tử Quân, lại chợt nhớ đến câu chuyện cười của đối phương vừa rồi. Không phải mình nổ súng, chẳng lẽ đứa con trong bụng kia không phải là hạt giống của mình gieo xuống. La Sương Hào càng nghĩ càng uất ức, trong lòng càng cảm thấy vướng mắc, càng cực kỳ khó chịu. Chủ tịch Vương, tôi đang muốn thông báo cho anh biết vài tình huống, trong tỉnh cực kỳ xem trọng công trình 315 sắp được áp dụng ở huyện chúng ta. Trước mắt không những dựng lên danh tiếng tốt với cục chăn nuôi của tỉnh, ngay cả khối chính quyền tỉnh cũng xem công trình này là một trong 10 công trình trọng điểm của thành phố An Dịch. Tôi tin tưởng đợi đến khi Chủ tịch Vương quay về huyện Lô Bắc, sẽ phát hiện huyện Lô Bắc có sự biến đổi rất lớn. Dương Quân Tài nói đến công trình 315 thì gương mặt tràn đầy hưng phấn. Công trình 315. Vương Tử Quân nghe được chủ đề trong miệng Dương Quân Tài, trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, cũng không nói gì thêm. Chủ tịch Tử Quân, anh cứ an tâm học tập, huyện Lô Bắc đã có tôi cáng đáng. Đúng rồi, sau khi công trình 315 được tỉnh nghiệm thu, tôi nhất định sẽ cho tổ kiểm sát báo cáo, tuy Chủ tịch Vương đang học tập ở trường đảng tỉnh ủy, thế nhưng vẫn không quên kiến thiết kinh tế huyện Lô Bắc, đến lúc đó hy vọng Chủ tịch Vương có thể quan tâm nhiều hơn. Dương Quân Tài nói, sau đó hắn cười hì hì bước ra ngoài. Đám người đi theo sau lưng Dương Quân Tài phần lớn đều cúi đầu. Nhưng Vương Tử Quân có thể nhận ra trong số đó ngoài Lưu Truyền Pháp thì còn có vài vị lãnh đạo ban ngành trong huyện. Xem ra sau khi mình rời khỏi huyện Lô Bắc, Dương Quân Tài đã tiến hành thay máu ban ngành, lực khống chế đã gia tăng rất nhiều. Khi Vương Tử Quân đang suy xét xem công trình 315 là thứ gì, lúc này Dương Quân Tài và La Sương Hào đi ra khỏi đại sảnh Đức Phúc, nhưng bầu không khí trong đại sảnh vẫn rất nặng nề. Tử Quân, Thiên Tâm, hai cậu cứ ăn, tôi có chút không thoải mái. Tôi về nghỉ ngơi trước. Hai mắt Trương Lộ Giai lúc này đỏ ửng, nàng lên tiếng cũng không chờ hai người Vương Tử Quân đồng ý, thế là xách túi đi ra ngay. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Trương Thiên Tâm, tỏ ý bảo đối phương đuổi theo,
thế nhưng Trương Thiên Tâm lại khoát tay. Tử Quân, tôi đi cũng như không, từ nhỏ chị gái đã có quan hệ tốt với cậu, tôi thấy cậu đi khuyên nhủ là thích hợp hơn cả. Vương Tử Quân nghe Trương Thiên Tâm nói như vậy thì cũng chỉ có thể đứng lên đuổi theo, nhưng khi hắn đi đến cửa khách sạn thì thấy xe của Trương Lộ Giai đã chạy mất. Hắn không còn cách nào khác, đành phải bắt một chiếc taxi chạy theo xe của nàng. Lúc này thành phố Sơn Viên cũng không có quá nhiều xe, khốn nổi xe của Trương Lộ Giai chạy rất nhanh, dù không đến mức quá nhanh. Khi Vương Tử Quân đuổi theo đến nơi, chiếc xe Santana màu trắng đã dừng lại ở một quán ba tên là Thượng Thành. Trương Lộ Giai đến nơi này để uống rượu phát tiết, điều này làm cho Vương Tử Quân yên tâm hơn. Hắn đút 50 đồng cho tài xế taxi, sau đó cất bước vào trong quán ba mở loại nhạc nhẹ êm tai này. Lúc này thành phố Sơn Viên cũng chỉ vừa xuất hiện quán ba, thế cho nên bên trong bố trí khá tốt, có vài chục người bên trong quán. Vương Tử Quân đi tìm kiếm, đúng lúc thấy Trương Lộ Giai ngồi trong góc, trước mặt nàng là một chai rượu đã mở nắp. Chị Lộ Giai, chúng ta về thôi, loại đàn ông kia căn bản không đáng để chị như vậy. Vương Tử Quân khẽ ngồi xuống bên cạnh Trương Lộ Giai rồi khẽ nói. Tử Quân, tôi không phải vì hắn, cậu nếu còn coi tôi là chị thì uống vài ly, nếu không thì cậu đi đi. Lúc này Trương Lộ Giai rõ ràng đã có vài phần men say. Tất cả đều đã kết thúc. Trương Lộ Giai lẳng lặng nói, trên gương mặt xinh đẹp không có chút biểu cảm, giống như một con búp bê trong siêu thị, thậm chí cũng không thèm nháy mắt. Nàng vung tay chụp lấy chai rượu rồi rót cho Vương Tử Quân một ly đầy. Có câu, tâm bệnh cần tâm y, trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân khẽ cầm ly rượu lên uống một ngụm, lại suy nghĩ xem mình nên nói sao cho tốt. Nhưng hắn uống một ngụm lại làm cho bụng mình nóng lên, mắt đã ươn ướt, rượu này không phải là nhẹ, hắn dù uống ít rượu nhưng cũng cho ra phán đoán như vậy. Ực, ực, hai tiếng ực ực vang lên, Trương Lộ Giai đã uống cạn ly rượu của mình, hèn gì vừa rồi nàng có chút men say, thì ra uống rượu theo kiểu như vậy. Chị Lộ Giai, chị đừng uống nữa, chị cần gì phải làm khổ cơ thể mình như thế. Vương Tử Quân giữ lấy bình rượu trong tay của Trương Lộ Giai rồi nói. Tử Quân, cậu, đừng quan tâm đến tôi muốn uống. Trương Lộ Giai đưa tay ra, lại giữ lấy bình rượu, nhưng lúc này Vương Tử Quân lại dùng lực quá lớn, hắn đẩy tay ra. Trương Lộ Giai đã cởi bỏ áo lông trên người, thế là bộ ngực no đủ càng không bị gò bó, Vương Tử Quân vì đẩy tay quá mạnh, vì vậy bàn tay rơi vào ngực trái của nàng. Vương Tử Quân thấy mình động vào nơi không đúng, thế là vội vàng rụt tay ra, nhưng cảm giác mềm mại tuyệt vời vẫn lưu lại trong lòng. Tiểu bại hoại, đàn ông không kẻ nào tốt, thì ra cậu cũng không phải loại thành thật. Chương 324 quá trình kiến thiết huyện Lô Bắc phát triển cực nhanh. Mỹ nữ rượu ngon là trời sinh một đôi, thiếu đi một thứ thì sẽ mất hương vị, mà trong quán bar tất nhiên cũng không có gì hay. Một người đàn ông uống rượu Tây trong góc rõ ràng đã bị Trương Lộ Giai hấp dẫn, nãy giờ luôn ném đến nụ cười ấm áp. Dưới tiếng hát ấm áp ngọt ngào, Trương Lộ Giai lại rót cho mình một ly rượu. Nàng nâng ly lên long trọng cùng ly với Vương Tử Quân, sau đó uống cạn ly rượu mạnh và lạnh thấu xương vào bụng. Vương Tử Quân đặt ly xuống, hắn nhìn gương mặt hồng nhuận của Trương Lộ Giai, hắn nhìn cô gái gần như đã say trước mặt mình, không khỏi cảm thấy có chút cảm giác khác lạ. Lúc này gương mặt quyến rũ của Trương Lộ Giai đã được rượu phụ trợ mà biến thành màu hồng, càng hấp dẫn ánh mắt người khác. Vương Tử Quân nhìn gương mặt xinh đẹp ở ngay trước mắt, hắn chợt sinh ra một cảm giác mà đã lâu rồi chưa xuất hiện. Lúc này quán bar đầy ắp ánh đèn, bùng ra những luồng sáng màu hổ phách làm cho người ta cảm thấy vui sướng. Chị Lộ Giai, chị không phải chị ruột của tôi cũng không biết làm gì hơn, tôi cũng không phải là Liễu Hạ Huệ. Vương Tử Quân vừa áp chế những ý niệm trong lòng mình, hắn vừa âm thầm cầu mong Trương Lộ Giai tha thứ cho mình. Chị Lộ Giai, đừng uống nữa, con người luôn nhìn về phía trước. Nói thế nào thì tên kia cũng là loại cặn bã, hắn căn bản không xứng với chị. Hắn đứng trước mặt chị Dương Oai, chỉ là càng thể hiện sự tự ti mà thôi. Vương Tử Quân dù là kiếp trước hay kiếp này cũng không phải là người giỏi khuyên nhủ người ta vào tình huống thế này, hắn vắt hết óc mới có thể nói ra một câu như vậy. Hắn cảm thấy lúc này mình thật sự khô cằn ý tưởng, nhưng dù hắn có moi móc ruột gan ra thì cũng giống như khó thể khuyên nhủ làm cho Trương Lộ Giai trở nên thoải mái vui vẻ. Cậu cảm thấy tôi sẽ khổ sở vì hắn ta. Ha ha ha, tôi đã sớm quên đi tên đàn ông rác rưởi kia rồi. Thật ra nếu không có kinh nghiệm của cuộc hôn nhân kia, sẽ không có tôi hôm nay. Trương Lộ Giai nói mà vẻ mặt thật sự không có chút cảm giác đang đánh trống lãng.
Vương Tử Quân dùng ánh mắt chân thành nhìn chằm chằm vào Trương Lộ Giai một lúc lâu, sau đó yên lặng lắc đầu. Cậu không tin? Không, không phải. Vương Tử Quân giơ ly rượu trống rỗng lên, hắn nhìn qua chiếc ly thủy tinh và thấy gương mặt của Trương Lộ Giai chợt biến đổi, trong lòng xuất hiện cảm giác phiền muộn. Có lẽ một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm sẽ là rất khó quên đối với một người phụ nữ, điều này hắn không dám khẳng định, nhưng sau một đám cưới chính trị thất bại, Trương Lộ Giai thật sự đã phải trả giá với người đàn ông kia. Tôi chỉ là không thể xác định, người đàn ông kia đối với chị ngoài một cách xưng hô, còn có một thời từng có tình cảm. Trương Lộ Giai nghe thấy Vương Tử Quân lúng túng khuyên mình, hai mắt nàng chợt bừng lên ánh lệ, nàng hăng hái cúi đầu, không cho Vương Tử Quân thấy cảm giác của mình vào lúc này, nhưng trong lòng lại thầm mắng. Tiểu tử này thật sự ngốc nghếch, đúng là đầu đất khó đào tạo. Trương Lộ Giai nói tiếp. Tử Quân, khi cậu còn bé thật sự rất đáng yêu, mặt giống như một trái táo, khi đó tôi nhớ việc mình thích làm nhất chính là cắn lên mặt cậu một cái. Vương Tử Quân chợt đỏ mặt, hắn thật sự không ngờ Trương Lộ Giai lại nói ra chủ đề này, vô tình hắn không khỏi cảm thấy đổ mồ hôi đầm đìa. Hi hi, đỏ mặt, Tử Quân lại đỏ mặt, à, thật sự đáng yêu, để chị đây mi một cái nào. Trương Lộ Giai giống như thấy thứ gì đó rất đáng yêu, nàng trúng miệng lại, khẽ đưa đầu về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn cái miệng trúng chím của Trương Lộ Giai, tâm tình chợt rối loạn, chính mình bây giờ để cho nàng hôn, hay là không cho hôn. Khi Vương Tử Quân đang phân vân thì một thân hình mềm mại đột nhiên đổ xuống, Vương Tử Quân nhìn Trương Lộ Giai ngủ say như một đứa trẻ, hắn thầm cảm thấy khổ sở. Mới đó mà đã say, Vương Tử Quân thầm cảm khái một tiếng với Trương Lộ Giai, đồng thời cũng thở dài một hơi, cũng có chút tiếc nuối. Ánh mắt hắn không khỏi rơi vào cặp môi đỏ hồng của nàng, trong lòng càng sinh ra cảm giác khi bờ môi đó áp lên mặt mình. Vương Tử Quân cảm thấy miệng lưỡi của mình có chút khô đắng, hắn vội vàng ôm lấy Trương Lộ Giai. Nàng có dáng người thon dài, lúc này được Vương Tử Quân ôm thì càng không tự giác được mà sinh ra nhiều tiếp xúc, đặc biệt là ở những bộ vị gồ ghề. Lúc này hắn chợt sinh ra cảm giác giống như khó thể áp chế được ngọn lửa hừng hực trong lòng mình. Cũng may Chủ tịch Vương dù sao cũng là người sống cả hai đời, hắn cố gắng áp chế tâm lý của mình, sau đó dứt khoát đưa Trương Lộ Giai ra xe. Sau khi đặt nàng lên vị trí tay lái phụ, hắn mới thở dài một hơi. Dù biết say rượu lái xe là không hay, thế nhưng hắn vẫn phải vặn chìa khóa. Hắn uống không nhiều, thế cho nên lái xe cũng không có vấn đề. Cũng may ban đêm ở thành phố Sơn Viên cũng không có nhiều xe cộ, vì vậy mà Vương Tử Quân lái xe rất thuận lợi. Hắn chạy về phía trại an dưỡng của phân khu tỉnh Sơn Nam, hắn cũng không biết bây giờ Trương Lộ Giai ở nơi nào, thế cho nên chuẩn bị đưa Trương Lộ Giai về nhà của Trương Lão Gia Tử. Đi đến khu nhà cán bộ ở trường đảng, tôi đang ở đâu? Một âm thanh mềm mại dịu dàng từ trong miệng Trương Lộ Giai phát ra ngoài. Vương Tử Quân quay đầu nhìn về phía Trương Lộ Giai, hắn chợt thấy Trương Lộ Giai đang ngồi trên ghế lái phụ, hai mắt đã mở ra từ khi nào, lúc này gương mặt và ánh mắt được xe chạy ngược chiều chiếu sáng, thật sự sinh ra cảm giác phong tình khá khác lạ. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ chuyển động tay lái để chạy về phía khu nhà cán bộ trong trường đảng. Khu nhà cán bộ này không cách quá xa trường đảng. Chính là những căn nhà được xây dựng khi trường đảng mới thành lập và để dành cho cán bộ công nhân viên. Đêm mùa đông, khu nhà dành cho cán bộ trường đảng thật sự không có bóng người, điều này làm cho Vương Tử Quân lái xe mà thở dài một hơi. Tuy hắn không sợ người ta nói này nọ, nhưng ít gây chuyện thì vẫn hơn, nữa bên cạnh hắn trinh là Trương Lộ Giai, một giảng viên của trường đảng tỉnh ủy. Chị Lộ Giai, chúng ta đến rồi. Vương Tử Quân khẽ nói một câu với Trương Lộ Giai. Lúc này hắn lại phát hiện nàng đang ngủ trên ghế lái phụ. Hắn thầm nghĩ. Hèn gì nãy giờ không nói lời nào, thì ra đang ngủ. Vương Tử Quân khẽ lay Trương Lộ Giai hai cái mà không có chút phản ứng nào, thế là hắn cầm điện thoại gọi cho Trương Thiên Tâm, hỏi xem tên này đang ở đâu, nhưng gọi ba lượt mà không thể nào nối thông. Vương Tử Quân mắng một câu với hệ thống thông tin, hắn đành phải bỏ qua ý nghĩ liên lạc với Trương Thiên Tâm. Chị Lộ Giai, chị tỉnh lại đi. Chúng ta về đến nhà rồi, chị nói xem chúng ta nên đi nơi nào. Vương Tử Quân đưa miệng đến gần mặt Trương Lộ Giai rồi khẽ nói. Sở dĩ Vương Tử Quân đưa miệng đến sát mặt Trương Lộ Giai cũng vì nghĩ rằng nói lớn thì âm thanh sẽ truyền vào tai Trương Lộ Giai rõ ràng hơn, nhưng lúc này hắn lại chợt cảm nhận được mùi hương từ cơ thể nàng truyền đến. Mùi thơm nhàn nhạt làm cho Vương Tử Quân cảm thấy có chút mê say, trong mắt hắn càng sinh ra cảm giác như mộng như ảo. Đến rồi sao? Xuống xe. Trương Lộ Giai giống như bị Vương Tử Quân đánh thức,
nàng chợt đi xuống bên dưới, nếu không phải Vương Tử Quân vung tay ôm lấy nàng, chỉ sợ nàng sẽ té lăn quay ra đất. Lúc này Vương Tử Quân cũng bất chấp cái gì gọi là ôm người ngọc vào lòng, hắn giữ chặt lấy nàng rồi dìu lên cầu thang. Trương Lộ ra nghiêng đầu, cơ thể mềm nhũn, trong lúc đi lên cũng không tránh khỏi tình huống va chạm với Vương Tử Quân. Tuy áo quần mùa đông khá dày thế nhưng những lúc va chạm cũng làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác rất tuyệt. Vương Tử Quân cố gắng áp chế cảm giác của mình, hắn cuối cùng cũng đưa Trương Lộ Giai đi đến đúng điểm dừng. Trương Lộ Giai run rẩy muốn lấy chìa khóa đưa cho Vương Tử Quân, nhưng bàn tay run rẩy giống như không thể nào thò vào túi áo lấy ra được. Sao lại nhét chìa khóa vào đấy? Vương Tử Quân nhờ vào ánh đèn mờ mờ mà thấy Trương Lộ Giai đang cố gắng thò tay vào túi áo để lấy chìa khóa. Hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể tự đưa tay đi lấy chìa khóa, dù sao thì hai bên cũng không phải tiếp xúc lần đầu tiên, bây giờ có tiếp xúc nhiều hơn cũng không là vấn đề. Túi không lớn, hơn nữa lại khá chật, vì vậy khi tay của Vương Tử Quân đưa vào, hắn cảm thấy nơi đó truyền đến cảm giác mềm mại kinh người, cảm giác vừa mới áp chế lại tiếp tục được thể hiện. Cũng may Vương Tử Quân dùng tốc độ nhanh nhất để lấy chìa khóa ra, lúc này mới thở phào một hơi, hắn nhanh chóng mở cửa và dìu Trương Lộ Giai vào trong phòng. Vương Tử Quân nhanh tay mở đèn, lúc này hắn cũng không còn tâm tư xem xét cách sắp xếp đồ đạc trong phòng Trương Lộ Giai, hắn chỉ vội vàng đặt nàng xuống giường. Lúc này hắn cảm thấy mình có chút mệt mỏi, hắn nhìn Trương Lộ Giai nằm trên giường với đường cong lung linh, hắn thầm nghĩ cô chị này nhìn thì có vẻ rất mạnh mẽ, thực tế cũng có lúc yếu đuối như vậy. Vương Tử Quân cố gắng vứt bỏ những ý nghĩ rối loạn trong lòng, hắn cầm lấy một cái chăn mỏng đắp lên người Trương Lộ Giai rồi chuẩn bị bỏ đi. Nhưng khi hắn cúi xuống đắp chăn thì Trương Lộ Giai không biết vì sao lại có hành động, hai cánh tay mềm mại duỗi ra ôm lấy cánh tay của Vương Tử Quân. Đừng đi, tôi sợ. Giọng điệu dịu dàng và mềm mại như nói mớ, khung cảnh lúc này thật sự rất êm dịu, đèn mờ ảo, không khỏi làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác yêu thương trìu mến vô hạn. Vương Tử Quân cũng không cử động, hắn nhìn những giọt nước mắt trong suốt đang chảy trên mặt Trương Lộ Giai, các loại ý niệm trong lòng đều biến mất. Lúc này hắn chỉ còn cảm giác yêu thương trìu mến với nàng mà thôi. Khoảnh khắc này giống như hắn quay về dĩ vãng, giống như quay về thời điểm mình là một bé trai nghiêm trang, đang bảo vệ một cô gái cao hơn hắn một cái đầu. Không đi, tôi sẽ không đi. Vương Tử Quân khẽ lên tiếng, dưới âm thanh dịu nhẹ của hắn, Trương Lộ Giai ngủ càng say hơn, cũng ngày càng thoải mái hơn. Vương Tử Quân nhìn Trương Lộ Giai đã trở lại bình tĩnh, hắn cảm thấy mình vui vẻ giống như chiến thắng một cuộc chiến khủng bố. Hắn khẽ giữ lấy bàn tay của nàng, 10 ngón tay mịn màng, giống như hắn đang thủ hộ một vật phẩm cực kỳ trọng yếu, làm cho hắn không thể động đậy. Vương Tử Quân nhìn Trương Lộ Giai ngủ say, tuy không biết trên người nàng có xảy ra vấn đề gì, nhưng nhìn vào những tranh chấp giữa nàng và người đàn ông kia để có thể sinh ra kết luận, cuộc hôn nhân trước đó của nàng chắc chắn không được tốt đẹp cho lắm. Vương Tử Quân nghĩ về tình cảnh của Trương Lộ Giai, hắn chợt cảm thấy men say bùng lên não, hai mí mắt sụp xuống. Hắn vô thức chìm vào giấc ngủ. Vương Tử Quân đang ngủ say, hắn chợt cảm thấy cơ thể mình khẽ động, hắn chợt bừng tỉnh, vội vàng mở to mắt. Khi hai mắt hắn mở lớn ra, thứ đập vào hai mắt hắn đầu tiên chính là một cặp mắt như làn thu thủy, nhưng cặp mắt này lại mang theo 3 phần ngượng ngùng, 2 phần chờ mong và có 5 phần ngơ ngẩn. Khoảnh khắc này Vương Tử Quân thật sự không thể nào đoán ra được ý nghĩa của những biểu hiện trong cặp mắt kia. Nhưng ngay sau đó hắn đã thấy được gương mặt tràn đầy lười biếng của Trương Lộ Giai ở ngay trước mặt mình. Tại sao mình lại nằm gần Trương Lộ Giai như vậy? Vương Tử Quân chợt cảm thấy kinh hoàng, hắn chợt phát hiện mình không biết khi nào thì đã nằm cùng giường, hơn nữa còn cùng Trương Lộ Giai gối đầu trên một chiếc gối. 3 chữ Trương Lộ Giai xuất hiện trong đầu làm cho Vương Tử Quân vội vàng thu cánh tay của mình lại, nhưng khi hắn vung tay lên, lại phát hiện hai tay của mình dừng lại ở một địa điểm không đúng. Một bàn tay đang đặt trên bộ vị cao ngất trước ngực của Trương Lộ Giai, một đang lần mò ở bên dưới. Ý nghĩ trong đầu nhanh chóng được chứng thực, nhưng cảm giác truyền đến từ hai bàn tay lại làm cho Vương Tử Quân thật sự không muốn thu hồi, nhưng ngay sau đó ý chí kiên định đã chặt đứt những ý nghĩ viễn vông kia, hai bàn tay nhanh chóng được thu về. Tiểu bại hoại không thành thật. Vương Tử Quân kinh hoàng thu tay lại làm cho hai mắt Trương Lộ Giai lóe lên cái nhìn vui vẻ và nghịch ngợm, nàng nhìn bộ dạng thừa thãi chân tay của Vương Tử Quân. Trong lòng chợt bùng lên cảm giác ấm áp, những cảm giác bức bối tối hôm qua giống như cơn gió thổi về phương xa, không còn chút dư âm nào. Soạt, Trương Lộ Giai ngồi dậy, tuy cơ thể vẫn được che đậy bằng một bộ quần áo mỏng, thế nhưng dáng người xinh đẹp vô hạn vẫn được ánh sáng mặt trời bên cửa sổ chiếu rọi sáng ngời.
chỉ có đẹp không? Trương Lộ Giai quấn những lọn tóc đẹp đẽ lên đầu, nàng khẽ nói, gương mặt cực kỳ sinh động, nàng dùng giọng dịu dàng hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân mới bình phục tâm tình rối loạn, lúc này hắn chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng thầm nghĩ chị thật sự là tiểu yêu tinh cực kỳ quyến rũ. Tuy lúc này hắn đã tỉnh táo, thế nhưng cũng không nhịn được phải nói. Rất đẹp. Chương 324, ba quá trình kiến thiết huyện Lô Bắc phát triển cực nhanh. Lúc này Trương Lộ Giai cũng đang đắm chìm trong một giấc mộng như vậy, nàng đang hưởng thụ vẻ đẹp của chính mình, trong đầu thỉnh thoảng lóe lên hình tượng của Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân thức dậy, hắn cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, cơ thể xương cốt rã rời, xem ra tư thế ngủ tối qua thật sự không tốt, thật sự không thoải mái. Nhưng Trương Lộ Giai kia xem ra là người thật sự có tính cách, lúc này Vương Tử Quân cũng không vội vã, hắn nằm ườn ra một cách thoải mái, một mùi hương thơm nhàn nhạt bao phủ lấy hắn. Nửa giờ sau, Vương Tử Quân ăn một bữa sáng do chính Trương Lộ Giai ra tay nấu nướng, hắn cảm thấy tà niệm của mình đã được thanh lý sạch sẽ, cảm giác khó khống chế được vào lúc vừa rồi đã khôi phục lại như thường, con người cũng thoải mái tự tin hơn. Tình yêu chính là một thứ rất xa xỉ của con người, thứ tình cảm quý giá nhất thường được cảm nhận trong cuộc sống bình thản, Vương Tử Quân có thể cảm nhận được Trương Lộ Giai có tình yêu thương với mình, nó giống như một loại rượu lâu năm, hương vị càng ngày càng nồng. Vương Tử Quân cuối cùng cũng không thể nào ức chế được những con sóng mãnh liệt trong lòng, trong đầu hắn đầy ảo tưởng sáng lạn về tình yêu. Hắn thầm hạ quyết tâm, tuần sau nhất định phải gọi điện thoại cho Tần Hồng Cẩm đến thành phố Sơn Viên hoặc là chính mình đến thành phố Giang Thị gặp Y Phong, cũng không cần để chính mình phải đối diện với mình, hắn cũng cần có được sự an ủi về phương diện tình cảm. Vương Tử Quân không biết vẻ quyến rũ của Trương Lộ Giai nằm ở sự lương thiện và tha thứ được chôn sâu trong vẻ ngoài xinh đẹp. Nàng là một người phụ nữ xinh đẹp lương thiện, vẻ quyến rũ của nàng tràn đầy độc tố. Hơn nữa từ nhỏ Trương Lộ Giai đã được giáo dục rất tốt, nàng cũng quyến rũ ở phương diện đoan trang và thanh nhã, tất cả đều là những biểu hiện vô tình, không chỉ thu hút ánh mắt của người khác, hơn nữa còn đầy ma lực. Lúc này Vương Tử Quân chợt nhớ đến câu nói của một vĩ nhân, phụ nữ giống như chất gây nghiện, càng muốn từ tỏ thì càng nghiện. Vương Tử Quân tuy không phải là loại hoa hoa công tử, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận vẻ quyến rũ của Trương Lộ Giai thật sự là đòn hấp dẫn chí mạng với mình, dù nói đó là cảm tính hay lý tính thì cũng như nhau mà thôi. Trong quá trình dùng cơm, Vương Tử Quân thật sự rất muốn hỏi Trương Lộ Giai xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với La Sương Hào, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói ra khỏi miệng. Trương Lộ Giai cũng lẳng lặng dùng cơm, cũng không nói gì, bộ dạng giống như không quá quan tâm đến những chuyện khác. Chị Lộ Giai, tôi đi đây. Vương Tử Quân giúp Trương Lộ Giai thu dọn chén bát vào nhà bếp, sau đó hắn khẽ nói. Cậu ngồi xem TV một giờ nữa rồi đi. Trương Lộ Giai đeo lên người một chiếc tạp dề, nhìn qua giống như khoác lên một chiếc váy nhỏ, nàng dùng giọng chân thật đáng tin chỉ ra ngoài phòng khách nói. Xem TV. Vương Tử Quân thật sự cảm thấy không hiểu gì cả. Bây giờ nếu cậu đi ra ngoài, người ta nhìn thấy thì sẽ nghĩ thế nào? Trương Lộ Giai duỗi một ngón tay như ngó hành khẽ chỉ vào đầu Vương Tử Quân, bộ dạng giống như đang chỉ trích một đứa bé ngốc. Vương Tử Quân cười cười, trong lòng thầm nghĩ, đúng là như vậy, thế là cũng không tranh chấp mà đi ra khỏi nhà bếp. Trương Lộ Giai rửa bát đũa xong thì dọn dẹp và lên ngồi xem TV với Vương Tử Quân, tuy chỉ là muộn bộ phim buồn tẻ thế nhưng hai người lại xem rất tập trung. Hai người đều tập trung tinh thần xem phim, thế cho nên dù là ai cũng không lên tiếng. Một bầu không khí ấm áp nhàn nhạt đang liên tục lan tràn giữa hai người. Vì hôm nay là chủ nhật không có tiết học nào thế nên Vương Tử Quân có thể ngồi thêm một giờ và sau đó cất bước bỏ đi. Khi ra khỏi gian phòng của Trương Lộ Giai, hắn cảm thấy có chút thất lạc, cũng cảm thấy có chút thoải mái. Tút, tút, tút. Tiếng máy nhắn tin vang lên bên tai Vương Tử Quân, lúc này hắn đã quay về phòng của mình, hắn lấy máy nhắn tin ra xem, phát hiện là một dãy số lạ, nhưng đằng sau đó lại có một cái tên. Là Tiếu Tử Đông. Tiếu Tử Đông liên lạc với mình, Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại di động gọi đi, hai tiếng chuông vang lên, Tiếu Tử Đông nhanh chóng nghe máy. Chủ tịch Vương, hôm nay có tiết học nào không? Giọng điệu của Tiếu Tử Đông vẫn vang dội như trước, âm thanh truyền qua điện thoại mà giống như người đang đứng nói ở bên cạnh. Vương Tử Quân cười cười nói. Hôm nay là chủ nhật, cho dù chúng tôi có muốn học thì cũng phải xem các giảng viên có thời gian hay không. Tiếu Tử Đông cười cười nói. Chủ tịch Vương, tôi đang ở thành phố Sơn Viên, tôi muốn đến thăm lãnh đạo một chút, cũng xem như báo cáo công tác cho lãnh đạo. Được,
không bằng chúng ta gặp nhau ở quán cơm Lục Như ở bên cạnh trường đảng, vì lúc này đã đến giờ cơm rồi, chúng ta đến đó vừa ăn vừa nói chuyện. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ đeo tay, hắn nhanh chóng nói lời quyết định sự việc. Vì tạm rời cương vị công tác để đi học tập, thế cho nên Vương Tử Quân trên cơ bản là thoát ly khỏi các công tác ở huyện Lô Bắc. Tuy hắn vẫn là chủ tịch huyện Lô Bắc, thế nhưng dù là trong mắt cán bộ huyện hay thành phố, ai cũng ngầm hiểu một điều, sau khi chấm dứt huấn luyện ở trường đảng, Vương Tử Quân nhất định sẽ không thể quay về huyện Lô Bắc. Vì thế sự kiện ở huyện Lô Bắc đã căn bản rời xa cuộc sống của Vương Tử Quân. Quán Lục Như không lớn nhưng thức ăn lại rất vừa miệng, bây giờ lại là chủ nhật, tê thế cho nên quán ăn rất đông khách. Nếu Vương Tử Quân đến hơi muộn một chút, chỉ sợ sẽ không còn phòng riêng, sau khi hắn đi vào phòng ngồi được một lát hát ti Tiếu Tử Đông cũng nhanh chóng chạy đến. Tiếu Tử Đông chỉ đến đây một mình, dù là thư ký hay lái xe cũng không đi theo. Trước kia Tiếu Tử Đông làm Vương Tử Quân sinh ra cảm giác một vị phó chủ tịch huyện cực kỳ uy vũ, dám ra tay và liều mạng. Nhưng mới qua nửa tháng mà Tiếu Tử Đông đã làm người ta sinh ra cảm giác tiều tụy, cảm thấy tâm tình của Tiếu Tử Đông luôn có thứ gì đó khác thường. Tử Đông, mời anh ngồi. Vương Tử Quân đứng lên mời Tiếu Tử Đông ngồi xuống, sau đó cầm lấy thực đơn gọi 4 món mặn 1 món canh, sau đó cho nhân viên kia rời đi. Thức ăn được dâng lên rất nhanh, giò heo nấu đông, cua biển hấp, đậu hũ nấu thịt, thịt dê nướng và canh hạt sen. Tiếu Tử Đông thấy Vương Tử Quân gọi những món mình thích. Thế là vẻ mặt cực kỳ vui sướng. Hắn dùng giọng quan tâm hỏi về tình hình học tập của Vương Tử Quân ở trường đảng, sau đó thật lòng lên tiếng. Chủ tịch Vương, ngài không có mặt ở huyện Lô Bắc, bây giờ cả huyện Lô Bắc đã biến thành nhà của một hộ cá thể, chuyện gì cũng không thể nào mặc cả. Vương Tử Quân khẽ uống một ngụm trà, hắn không mở miệng, vì trước khi đến hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe những lời kêu khổ của Tiếu Tử Đông. Chương 324-4 quá trình kiến thiết huyện Lô Bắc phát triển cực nhanh. Chủ tịch Vương, Dương Quân Tài không cho phép mặc cả trong huyện, điều này tôi không phản đối, thế nhưng anh ấy làm bừa là không được. Khi nói chuyện với Tiếu Tử Đông thì Vương Tử Quân xem như dần dần hiểu rõ kế hoạch 315 đang dần được Dương Quân Tài phổ biến ở huyện Lô Bắc là thế nào. Tuy kế hoạch này còn đang được xây dựng và chuẩn bị, thế nhưng đã được hội nghị thường ủy thông qua, tiến vào giai đoạn áp dụng chỉ là vấn đề thời gian. Kế hoạch 315 chính là yêu cầu từ cuối năm nay đến đầu năm sau thì huyện Lô Bắc phải trồng 150.000 hecta táo, nuôi 150.000 con bò và dê, gọi tắt là kế hoạch 315. Dựa theo kế hoạch của Dương Quân Tài thì phải biến huyện Lô Bắc thành một nơi cây ăn quả thành rừng, dê bò thành đàn, đặc biệt là cây nông nghiệp, cần phải thông qua quá trình quản lý kinh doanh và tiêu thụ đặc biệt, làm cho cả huyện Lô Bắc tiến lên một bậc thang mới. Vương Tử Quân nhìn bản kế hoạch mà Tiếu Tử Đông lấy ra. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Phát triển nông nghiệp đặc sắc cũng có chỗ tốt, Dương Quân Tài tuy đi quá nhanh nhưng lại rất hay ở phương diện hào phóng. Tiếu Tử Đông dùng ánh mắt giật mình nhìn Vương Tử Quân, thật không ngờ Chủ tịch Vương lại nói như vậy. Nhưng hắn cũng không nói lời nào, trong ấn tượng của hắn thì Chủ tịch Vương dù làm bất kỳ chuyện gì cũng sẽ cho người ta một lý do để tin phục. Tuy tôi và Dương Quân Tài có ý niệm chấp chính bất đồng, nhưng chỉ cần có lợi cho sự phát triển của huyện Lô Bắc, có lợi cho việc tăng thu nhập của quần chúng ta sẽ chung tay giúp sức. Vương Tử Quân đặt bản kế hoạch xuống trước mặt Tiếu Tử Đông rồi khẽ nói. Gương mặt Tiếu Tử Đông khẽ biến đổi, hắn biết rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, nếu đã không cản được thì chỉ có thể đi theo để phát triển, biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Nhưng nghĩ đến địa vị của mình ở huyện Lô Bắc, nghĩ đến tình huống sau khi Vương Tử Quân rời khỏi huyện Lô Bắc thì Dương Quân Tài đã thay máu các vị cán bộ ban ngành, lại đề bạt đám người chỉ biết nịnh nọt và hành vi mờ ám. Vẻ mặt Tiếu Tử Đông chợt có chút ảm đạm. Nhưng Tiếu Tử Đông cũng biết rõ tình huống của Vương Tử Quân vào lúc này, tuy Vương Tử Quân bây giờ vẫn là chủ tịch huyện Lô Bắc, thế nhưng thực tế đã không còn chút liên hệ nào với các công tác ở huyện Lô Bắc nữa rồi. Dù hắn muốn ảnh hưởng đến quyết sách của huyện Lô Bắc, cũng là một chuyện không dễ dàng. Tiếu Tử Đông trầm ngâm giây lát rồi không tiếp tục ở chủ đề này, hắn nói ra một vài sự việc và con người có liên quan sau khi Vương Tử Quân đến trường đảng học tập. Dù ít nhiều gì hắn cũng tìm việc vui để nói, thế nhưng giữa hai người vẫn cảm nhận được bầu không khí khổ sở. Nếu so với cuộc sống nhàn nhã đi qua đi lại trong khu trường đảng thì Bí Thư Dương lại thật sự rất bận, dù là chủ nhật nhưng hắn vẫn ngồi trong phòng làm việc. Khu văn phòng vẫn giống hệt như lúc Vương Tử Quân bỏ đi, không chú thay đổi, nhưng nếu như Vương Tử Quân vào trong gian phòng này, hắn sẽ phát hiện trong phòng có thêm hai bức thư pháp. Bức thư pháp phía bên trái dùng kiểu chữ lệ như rồng bay phượng múa.
chỉ cần là người có chút hiểu biết về thư pháp cũng có thể thấy rõ hai chữ trên bức thư pháp là không tầm thường, hai chữ lập chi thật sự rất phiêu dật tiêu sái, nét chữ cứng cáp có lực. Mỗi chữ đều hơn 2 mét vuông, thật sự không nhỏ. Bức thư pháp còn lại cũng được viết bằng kiểu chữ lệ, nhìn độ lớn của chữ cũng biết nó được một người viết ra, nhưng nội dung của bức thư pháp này lại là chữ tố sự. Lập chí, tố sự. Đây chính là hai tấm thư pháp Dương Quân Tài treo lên sau khi Vương Tử Quân rời khỏi huyện Lô Bắc, đám cán bộ nhìn vào hai tấm thư pháp này đều sinh ra những nhận thức của riêng mình với bí thư Dương. Lập chí, tố sự là hai chữ có nội dung, nhưng nó lại viết lớn như vậy, chứng tỏ bí thư Dương muốn đứng trên đại trí tuệ để làm chuyện đại sự. Khi những chữ này được lan truyền sâu rộng trong huyện Lô Bắc, đám người đầu cơ trục lợi bắt đầu tận trung đến bên cạnh Dương Quân Tài. Khi luồng ánh sáng đầu tiên chiếu vào phòng làm việc của bí thư Dương Quân Tài, lúc này bí thư Dương đã ăn điểm tâm từ lâu, hắn đang cầm một cây kéo để cắt tỉa cành là của vài chậu phát tài đặt trên bàn làm việc. Hai bí thư Dương, hèn gì hai cây phát tài này lại tươi tốt như vậy, thì ra mỗi ngày đều được lãnh đạo ngài cắt tỉa chăm bón như thế. Lưu Truyền Pháp đẩy cửa đi vào, hắn nhìn thấy Dương Quân Tài thì dùng giọng nịnh hót vuốt mông ngựa nói. Khi Vương Tử Quân rời đi thì cuộc sống của Lưu Truyền Pháp lại được kéo lên xe ngựa, ngày hôm qua hắn có thể lớn tiếng với Tả Minh Phương vì một chút chuyện nhỏ trong khu văn phòng huyện ủy. Tuy chuyện vừa rồi không giải quyết được vấn đề gì, thế nhưng lại làm cho uy danh của Lưu Truyền Pháp tăng lên rất nhiều. Dương Quân Tài tuy nghe những lời nịnh hót của Lưu Truyền Pháp và cảm thấy vui sướng, nhưng hắn dù sao cũng là một người đại trí làm đại sự, hắn khẽ vung tay lên nói. À, chăm sóc cây cối cũng giống như chính mình. Tôi chẳng qua chỉ là bảo dưỡng nó mà thôi, chỉ có thể coi là một sở thích nho nhỏ. Lưu Truyền Pháp cười hì hì, cũng không phản bác lại lời Dương Quân Tài. Hắn giúp Dương Quân Tài cầm lấy bình phun nước ở một góc lên. Bí thư Dương, phải nói là ngài làm việc gì cũng nhanh gọn, Cục Chăn Nuôi và Phòng Lâm Nghiệp của tỉnh đã có văn kiện phê duyệt, bọn họ tỏ ra giúp đỡ những hạng mục của chúng ta, mỗi cục mỗi phòng tài trợ chúng ta số tiền 1 triệu đồng. Tốt, chuyện này cần phải chứng thực ngay. Cần phải để bọn họ nhanh chóng chuyển tiền vào trong tài khoản của chúng ta. Dương Quân Tài đặt bình xịt nước xuống, lại dùng giọng không thể chờ đợi được nói. Lưu Truyền Pháp cười hì hì. Bí thư Dương cứ yên tâm, dưới tình huống như thế này thì tôi thấy trong tỉnh sẽ nhanh chóng chuyển số tiền kia xuống trong thời gian 1 tuần. Lưu Truyền Pháp nói vài lời tỏ ra trung tâm với Dương Quân Tài, sau đó mới tiếp tục. Bí thư Dương. Đây là những phương án áp dụng kế hoạch 315 do văn phòng khởi thảo ra, mong anh xem qua và giao cho khối chính quyền huyện. Dương Quân Tài tiếp nhận một xấp tài liệu đã được đóng dấu sẵn trong tay Lưu Truyền Pháp, sau đó dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thật kỹ. Hơn 10 phút sau hắn ném những tài liệu này ra, mặt trắng bệch như dãy núi Trường Bạch, hắn lớn tiếng nói. Truyền Pháp ơi là Truyền Pháp, phương án này do anh tự định ra sao? Lưu Truyền Pháp thấy vẻ mặt Dương Quân Tài không tốt đẹp chút nào. Sao dám lên tiếng cự cãi? Thế là vội vàng tươi cười bồi tội. Đây là phương án mà tôi tập hợp vài cán bộ tốt trong văn phòng khối chính quyền cùng nhau khởi thảo ra. Rõ ràng là trình độ quá thấp, đúng là quá cứng nhắc, cũng không biết giải phóng tư tưởng sao. Ý nghĩ của nó là không rõ ràng, không đủ khả năng khai thác. Đồng chí Truyền Pháp, người khác có thể bảo thủ, nhưng anh là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, cũng không thể làm như vậy. Chương 324 năm quá trình kiến thiết huyện Lô Bắc phát triển cực nhanh. Phải nói là trải qua cố gắng của chúng ta, cục diện phát triển như ngày hôm nay của huyện Lô Bắc là không dễ dàng, trạng thái phát triển kinh tế như vậy là cực kỳ đáng quý. Bây giờ là lúc nào rồi, trước mắt chính là thời điểm mà huyện Lô Bắc phát triển bùng nổ, thời gian căng cứng, nhiệm vụ nặng nề, không tiến thì sẽ lùi, chẳng lẽ ngay cả điều này bọn họ cũng không hiểu sao? Còn nói là phát động tuyên truyền. Đây đều là những tốt đối với dân chúng, cần mất nhiều thời gian để tuyên truyền như vậy sao? Hôm nay tôi lên tiếng rõ ràng, dù là bất kỳ ai làm chậm trễ quá trình phát triển của huyện Lô Bắc thì sẽ biết tay với tôi. Dương Quân Tài chợt vỗ lên mặt bàn, âm thanh khá lớn cho thấy bí thư Dương rất phẫn nộ. Hai mắt Lưu Truyền Pháp biến thành màu nâu đen vì tối qua thức khuya làm việc, bây giờ nghe thấy lãnh đạo không hài lòng thì trong bụng đầy uất ức. Hắn không tự trách mình không hiểu rõ tâm tính của Dương Quân Tài. Hắn chỉ trách đám cán bộ trong văn phòng huyện ủy quá mức dài dòng, nếu không phải gần đây mình được sủng ái trước mặt bí thư Dương, chỉ sợ lần này sẽ bị lãnh đạo phê bình ác liệt hơn, thậm chí còn mất hết mặt mũi ấy chứ. Vâng, bí thư Dương, tôi sẽ để cho bọn họ sửa chữa lại. Lưu Truyền Pháp đợi Dương Quân Tài nói xong thì vội vàng khẽ nói.
Dương Quân Tài giống như cũng cảm thấy mình phê bình lưu truyền pháp có hơi chút độc ác, nhưng cũng không thể trách mình nổi giận được, tình thế trước mắt quá tốt, sao có thể trì hoãn được. Cái hắn muốn chính là đại kiến thiết kinh tế huyện Lô Bắc để nó phát triển cực nhanh. Vương Tử Quân không phải chỉ là tu sửa một con đường cho huyện Lô Bắc sao? Đây chẳng qua chỉ là một bước đệm mà thôi, kinh tế chính thức phát triển là nhờ vào Dương Quân Tài hắn, hắn so ra thì mạnh hơn Vương Tử Quân rất nhiều lần. Khi kế hoạch 315 được thông qua, như vậy huyện Lô Bắc sẽ được đưa lên một con đường làm giàu cao tốc. Không, không phải, mình chính là muốn thông qua kế hoạch này để biến huyện Lô Bắc trở thành địa phương phát triển kinh tế mạnh mẽ nhất thành phố An Dịch, nói không khách khí thì phải phát triển hàng đầu trong tỉnh Sơn Nam. Chỉ với thành tích chói lọi như vậy, lại có những mối quan hệ mà bố mình để lại ở tỉnh Sơn Nam, dù là Trịnh Đông Phương cũng sẽ không thể ngăn cản được Dương Quân Tài hắn tiến lên. Một ngày nào đó mình sẽ phóng lên tận 9 tầng trời với khí thế khủng bố mà không ai có thể ngăn cản được. À, tất cả vấn đề này cũng không thể trách anh được, những ngày qua anh cũng vì tôi mà bận rộn tối mắt, đã làm rất nhiều công tác. Tôi biết, nhưng anh là một cán bộ lãnh đạo, có rất nhiều chuyện cũng không cần tự mình làm, anh tìm một vị phó chủ nhiệm có thể tin tưởng được để giao cho phụ trách những việc nhỏ nhặt không được sao. Dương Quân Tài cũng không muốn làm cho thủ hạ của mình quá nản chí. Thế cho nên sau khi phê bình thì cũng không quên vỗ vỗ vai Lưu Truyền Pháp, xem như an ủi vị cán bộ trung thành và tận tâm với mình. Lưu Truyền Pháp khẽ gật đầu, sau đó lại dùng giọng có chút trần trừ nói. Vài vị phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy rất xảo quyệt, bọn họ đều có tư cách, thật sự không dễ dàng bố trí công tác. Cái này thì do anh quyết định, trước tiên thay đổi tư tưởng sau đó mới thay người, không thể thay đổi tư tưởng thì thay người. Anh không thể thu phục được một vị trí phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy sao? Dương Quân Tài dùng giọng chỉ điểm Giang Sơn với khí thế mạnh mẽ nói với Lưu Truyền Pháp. Lưu Truyền Pháp chỉ chờ những lời này của Dương Quân Tài, nhưng khi hắn chuẩn bị lên tiếng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó thư ký của Dương Quân Tài chợt xuất hiện. Bí thư Dương, bí thư Triệu của xã Hà Loan đến. Dương Quân Tài vừa nghe thấy như vậy thì nụ cười trên mặt chợt sáng lạn thêm vài phần. Hắn tranh thủ thời gian phân phó. Anh Triệu đến rồi à, mời anh ấy vào, còn đứng đó làm gì nữa? Lưu Truyền Pháp nhìn bộ dạng mừng rỡ của Dương Quân Tài thì thấy giống như ăn phải ruồi bọ, nhưng càng là như vậy thì hắn càng phải cố gắng tỏ ra mừng rỡ. Ai bảo Dương Quân Tài chính là ngọn núi lớn, là chỗ dựa vững chắc của hắn. Khi Lưu Truyền Pháp đang cố gắng điều chỉnh tâm tính thì một người đàn ông cao lớn cực kỳ khí thế đi vào phòng làm việc của Dương Quân Tài. Người đàn ông này hơn 40. Dáng người cao giáo phối hợp với gương mặt vuông vức và khá lớn dễ dàng làm cho người đối diện sinh ra hảo cảm. Người này có kẹp một tấm bản đồ ở bên hông, khi đi đến bên cạnh Dương Quân Tài thì cúi người nói. Chào bí thư Dương, chúc buổi sáng tốt lành. Anh Triệu, anh đến rất sớm, đã dùng điểm tâm chưa? Dương Quân Tài thật sự rất coi trọng vị bí thư xã Hà Loan này, sau khi bắt chặt tay với đối phương thì dùng giọng thân thiết nói. Bí thư Triệu giả vờ tỏ ra cực kỳ chăm chú. Thưa bí thư, tôi thật sự còn chưa ăn. À, như vậy là sáng sớm anh đã xuất phát rồi. Dương Quân Tài ngồi lên chiếc ghế xoay của mình, sau đó hắn cười nói. Bí thư Dương, tôi vốn định ăn một bữa cơm rồi đến gặp ngài, nhưng lại cảm thấy thời gian của ngài quá quý giá, tôi không ăn một bữa cũng không có vấn đề, lại không làm trễ nãi thời gian và chuyện đại sự của ngài. Công phu nịnh hót của bí thư Triệu thật sự cao hơn Lưu Truyền Pháp khá nhiều. Dù nói ra những lời nịnh hót nhưng lại có vẻ cực kỳ chính nghĩa, cực kỳ có tư tưởng quên mình phục vụ nhân dân. Dương Quân Tài gật đầu thỏa mãn, hắn khẽ nói. Đồng chí Trung Trạch, sức khỏe mới là tiền vốn của cách mạng, sau này anh cũng không nên tùy ý như vậy. Anh phải nhớ kỹ, sức khỏe không phải chỉ là của riêng anh, nó còn là của toàn thể dân chúng xã Hà Loan. Hơn 30.000 nhân dân xã Hà Loan còn đang chờ anh đưa bọn họ tiến lên trên con đường làm giàu. Triệu Trung Trạch là bí thư đảng ủy xã Hà Loan, hắn có xuất thân là quân nhân. Lúc này hắn nghe thấy Dương Quân Tài phân phó như vậy thì nhanh chóng đứng nghiêm chào. Triệu Trung Trạch kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của thượng cấp, mong đồng chí thủ trưởng cứ yên tâm. Dù biết Triệu Trung Trạch có chút giả tạo nhưng Dương Quân Tài vẫn rất thoải mái hưởng thụ, hắn nhìn tấm bản đồ mà Triệu Trung Trạch kẹp bên hông, dùng giọng tò mò nói. Anh cầm theo thứ gì vậy? Bí thư Dương. Đây chính là nguyên nhân làm tôi ngày hôm qua phải đến huyện thành và sáng sớm phải vội vàng chạy đến gặp anh xem. Triệu Trung Trạch vừa nói vừa lấy tấm bản đồ ra, hắn khẽ bày ra trước mặt Dương Quân Tài. Đây là một tấm bản đồ,
bên dưới còn có một dòng chữ, bản đồ chứng thực kế hoạch 315 của xã Hà Loan huyện Lô Bắc. Trên tấm bản đồ có nhiều khu vực được tô màu đỏ, màu vàng và màu trắng, nhìn qua có giới hạn rõ ràng, cực kỳ đẹp mắt. Bí thư Dương, khi tôi nghe ngài nói về kế hoạch 315 thì cực kỳ phấn chấn, cơ thể tràn đầy nhiệt tình. Sau khi về xã, tôi căn cứ vào tình huống thực tế của xã Hà Loan, nhanh chóng mở hội nghị đảng ủy chính quyền xã suốt một đêm. Sau khi tôi truyền đạt kế hoạch của ngài thì tất cả thành viên đảng ủy xã đều cực kỳ phấn chấn, cảm thấy đây là thời cơ để xã Hà Loan chúng tôi vươn lên thoát nghèo. Triệu Trung Trạch chỉ vào bản đồ, giọng điệu thật sự vui sướng làm cho người ta cảm thấy thật sự ái mộ. Lưu Truyền Pháp dù có chút ghen ghét Triệu Trung Trạch, thế nhưng lúc này cũng không khỏi bội phục sức mạnh lừa dối của đối phương. Hắn là một người tâm phúc của Dương Quân Tài, trong lòng hắn biết rõ kế hoạch 315 kia là thứ quái quỷ gì, còn cần Triệu Trung Trạch nói ra như vậy với Dương Quân Tài sao? Bây giờ Triệu Trung Trạch không nhận chút thành tích nào, lại đổ tất cả thành tích lên người Dương Quân Tài, hèn gì có thể làm cho Dương Quân Tài vui vẻ như vậy. Chương 325, một dê bò thành đàn, cây ăn quả thành rừng. Xem ra chính mình còn phải học hỏi nhiều hơn, Lưu Truyền Pháp nhìn gương mặt đầy nụ cười của Lưu Truyền Pháp, trong lòng sinh ra cảm khái vô hạn. Bí thư Dương, đây là tấm bản đồ kế hoạch, là kết quả của hội nghị bí thư chi bộ toàn xã Hà Loan và được mọi người thông qua xác nhận. Triệu Trung Trạch nói đến đây thì dùng ánh mắt có chút ngượng ngùng nhìn qua Dương Quân Tài, sau đó lại tỏ ra ngại ngùng giống như làm sai việc gì đó. Bí thư Dương, các thôn quá nhiệt tình, tuy tôi cảm thấy ngài sẽ khó xử, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản nổi lòng chân thành trong công tác thúc đẩy phát triển xã Hà Loan. Kính xin bí thư có chút thiên hướng cho xã Hà Loan trong lúc phân phối chỉ tiêu, để cho phần kế hoạch này được thông qua. Anh đấy, cứ giở trò, nói đi, cần bao nhiêu? Lúc này Dương Quân Tài thật sự rất có phong thái của lãnh đạo, Triệu Trung Trạch tuy lớn hơn hắn 1-2 chục tuổi, thế nhưng trong mắt hắn thì giống như một đứa bé mà thôi, bí thư Dương chính là trưởng bối của đứa bé như vậy. Xã chúng tôi chuẩn bị trồng 20.000 hecta táo, nuôi 30.000 bò và sơn dương. Triệu Trung Trạch càng nói càng hạ thấp âm thanh, thật sự giống như phạm vào sai lầm giác ngộ, chỉ sợ Dương Quân Tài không đồng ý. Cao, người này quả nhiên là cao thủ. Chưa nói đến phương diện khéo hiểu lòng người, nói năng lại rất chuẩn xác, làm cho Lưu Truyền Pháp không khỏi sinh ra cảm giác tâm phục khẩu phục. Triệu Trung Trạch này là cán bộ lãnh đạo dưới cơ sở, nhưng mình nếu so với người ta thì thật sự giống như gặp phải sư phụ, rõ ràng là đối phương đi đúng nhịp đập của lãnh đạo, làm cho lãnh đạo thật sự thoải mái, người ta giống như không phải mang đến phiền toái cho lãnh đạo, tư thái như vậy thật sự quá tuyệt. Bây giờ Dương Quân Tài cần nhất là thứ gì? Còn có người không chịu chứng thực và chấp hành kế hoạch 315 của hắn nữa sao? Triệu Trung Trạch làm như vậy chẳng khác nào Dương Quân Tài vừa mới cụp mắt, Triệu Trung Trạch người ta đã biết lãnh đạo buồn ngủ, thế là nhanh chóng chuẩn bị sẵn gối đầu, hơn nữa còn hầu hạ ân cần, còn hỏi xem lãnh đạo nằm nghỉ có thoải mái hay không. Quả nhiên bí thư Dương khẽ gật đầu tràn đầy vui sướng, khuyến khích đồng chí Triệu Trung Trạch cần phải làm việc lớn gan, sau này hắn và huyện ủy sẽ làm hậu thuẫn kiên cố cho Triệu Trung Trạch. Bí thư Dương, có những lời này của anh thì tôi cũng an tâm hơn rất nhiều, tôi quay về cũng có thể lớn tiếng nói tin tức tốt cho các vị thành viên đảng ủy và nhân dân trong xã, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn tất cả. Triệu Trung Trạch cuối cùng cũng ngồi không yên, hắn vươn tay cuốn tấm bản đồ trên bàn, nhưng chẳng biết có phải là cố ý hay vì không cẩn thận, khi cuốn bản đồ lại để lộ ra một bức tranh ở bên dưới. Dương Quân Tài nhìn thấy một thứ gì đó giống như bức tranh phong cảnh, hắn vươn tay ra tranh thủ thời gian nhìn cho kỹ. Sau đó dùng giọng nghi hoặc hỏi. Anh Triệu, anh đến đây còn che giấu cái gì vậy? Mau cho tôi xem, đây là thứ gì? Triệu Trung Trạch giả vờ tỏ ra có chút bất an, nhưng hắn vẫn để Dương Quân Tài cầm lấy bức tranh kia trải ra xem. Đó là một bức tranh vẽ một ngôi làng nhỏ, bốn phía là những vườn táo đầy trái chín, phía sườn núi bên kia lại có hàng đàn cừu trắng như mây trang điểm cho sườn núi vàng óng, bầy cừu đang lười biếng ăn cỏ, khung cảnh tất nhiên cực kỳ đồ sộ. Mặt trời sáng sớm xuyên qua cành lá chiếu xuống đất làm cho ngôi làng giống như được phủ lên một luồng sáng dịu dàng, luồng sáng này không những trong trẻo, còn giống như tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Bức tranh có khói bếp lượn lờ, có cây cối hoa cỏ, dê bò thành đàn, vườn trái cây rộng lớn tỏa hương thơm, bức tranh này thật sự là một bản thuyết minh cực kỳ hùng hồn sinh động không nói nên lời cho kế hoạch 315. Nhìn bức tranh mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh của đàn cừu, có thể cảm nhận được vị ngọt của táo. Nếu nói một cách khách quan sẽ làm cho lòng người vui sướng, làm cho người ta rơi vào trạng thái mơ màng,
chỉ cần mặc sức tưởng tượng thì sẽ làm cho tâm tình người ta cực kỳ sảng khoái. Bí thư Dương, tố chất của thôn dân chúng tôi không quá cao, ánh mắt cũng thiển cận, chỉ cần có chút của ăn là tỏ ra an tâm, có chút của để thì tự mãn, coi mảnh đất cằn nhà mình là cỏ cây cứu mạng. Tôi sợ nhân dân với tư tưởng tụt hậu sẽ không chịu tham gia kế hoạch của lãnh đạo, thế cho nên tôi mới làm ra bức tranh này để cho số nhân dân chỉ vì cái trước mắt không nghĩ đến lâu dài nhìn cho rõ ràng. Tôi cảm thấy chỉ cần dựa vào bức tranh mà giảng dạy, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều so với biện pháp cưỡng chế hành chính, sẽ không bao giờ trực quan và có sức thuyết phục như một bức tranh thế này. Anh nói xem, tôi làm như vậy có được hay không, có hiệu quả thực tế không? Triệu Trung Trạch vừa trà sát tay vừa dùng giọng khiêm tốn thỉnh giáo Dương Quân Tài. Hay, bàn về công tác nông thôn thì anh Triệu thật sự mạnh hơn tôi rất nhiều. Dương Quân Tài tán thưởng một tiếng từ tận đáy lòng, sau đó hắn cười lớn, âm thanh kéo dài không dứt, sau đó mới nói tiếp. Bức tranh này để lại cho tôi, chính anh nên đi làm một cái khác, tôi cũng không lấy không bức tranh của anh, hai hôm sau tôi sẽ cho anh niềm vui bất ngờ. Gương mặt Triệu Trung Trạch chợt sáng lên. Nhưng ngay sau đó lại được che giấu bằng tâm cơ thâm trầm, hắn vội vàng cúi đầu và nói. Bí thư Dương, anh nói như vậy sao được, đừng nói là một bức tranh, dù là ngài muốn chính Triệu Trung Trạch này, tôi cũng không nói hai lời mà trực tiếp ném cho anh. Nếu có thể phục vụ cho lãnh đạo, dù là lên núi đao xuống biển lửa thì tôi cũng cảm thấy vui lòng, đáng giá. Được rồi, đừng nói những lời vô dụng, tôi cũng không bắt anh ở lại, nhanh chóng đến nhà ăn dùng cơm, sau đó hãy quay về. Dương Quân Tài giống như cực kỳ động tình vì tình huống Triệu Trung Trạch bày tỏ sự trung tâm, hắn vỗ vai Triệu Trung Trạch rồi dùng giọng ân cần nói. Triệu Trung Trạch thật sự cảm thấy muốn rơi nước mắt, hắn đi cũng rất vội vã, nhưng lưu truyền pháp lại sinh ra cảm giác ghen tuông. Con bà nó, đối phương có công phu tâng bốc quá cao, chỉ là hai bức tranh mà có thể dùng tay không bắt sói, lừa gạt một vị phó chủ tịch huyện vào trong túi, cuộc mua bán này đâu phải chỉ là quá mức lợi nhuận. Truyền pháp, anh thấy chưa? Các vị lãnh đạo dưới cơ sở thật sự có tâm tính công tác cực cao, bước chân của chúng ta phải làm sao nhanh thêm, chúng ta không thể để cho nhân dân huyện Lô Bắc tiếp tục chờ đợi được nữa. Dương Quân Tài cầm lấy bức tranh phong cảnh mà Triệu Trung Trạch để lại, hắn dùng giọng hăng hái nói. Bí thư Dương, bây giờ tôi phải đến văn phòng huyện ủy để sửa lại văn kiện. Đúng rồi, Bí thư Dương, nếu quần chúng đã nhiệt tình như vậy, chúng ta có nên mở rộng kế hoạch 315 này không? Lưu truyền pháp tuy biết rất rõ vấn đề là thế nào, tình huống bên dưới chắc chắn sẽ không được tốt như những lời báo cáo của Triệu Trung Trạch, nhưng nếu muốn tranh chấp chuyện tình cảm với Triệu Trung Trạch, hắn cần phải nhanh chóng tiến lên theo đúng yêu cầu của Dương Quân Tài. Chương 325, 2, dê bò thành đàn, cây ăn quả thành rừng. Không được, chúng ta nếu đã sử dụng cái tên kia thì sẽ không sửa lại, điều cần thiết là mở rộng kế hoạch. Dương Quân Tài khẽ ngẩng đầu lên. Hắn quay sang nói với Lưu Truyền Pháp. Lưu Truyền Pháp đồng ý một tiếng rồi rời khỏi phòng làm việc của Dương Quân Tài. Dương Quân Tài nhìn bức tranh trước mặt, càng nhìn càng vui, hắn giống như mình đang đứng ở giữa huyện Lô Bắc mà bốn phía đang là cảnh tượng vào mùa thu hoạch. Vương Tử Quân, tôi cho anh xem, Dương Quân Tài tôi tuyệt đối không thua kém anh. Vương Tử Quân ngồi trước bàn làm việc, hắn cầm bút trầm tư, đã nửa giờ trôi qua mà hắn còn chưa đặt bút xuống viết được một chữ nào. Còn chưa thể bày ra nội dung sơ lược của bài luận văn. Tâm thần không tập trung. Vương Tử Quân thầm cảm khái một tiếng, sau đó vung tay dọn dẹp đống giấy trên bàn. Thực tế cũng không trách được hắn, ai bảo hôm qua Tần Hồng Cẩm bắt máy bay đến thành phố Sơn Viên, hắn và nàng đã có một đêm quá điên cuồng. Hai người Vương Tử Quân và Tần Hồng Cẩm đã lâu rồi chưa gặp nhau, Tần Hồng Cẩm định ở lại một tuần mới quay về. Nhưng không ngờ sau khi hai người ân ái điên cuồng như nghiêu lang trước nữ gặp lại nhau, đang định đi dạo một vòng quanh tỉnh Sơn Nam thì bị một cuộc điện thoại quấy nhiễu. Hạng mục hệ điều hành Quân Thành cuối cùng đã được mở ra ở thị trường Âu Mỹ, cần một vị tổng giám đốc như Tần Hồng Cẩm đến xử lý công tác. Nói đến cái tên của hệ điều hành Quân Thành thì thật sự cũng có vài vấn đề, đó là Vương Tử Quân và Tần Hồng Cẩm đã chuẩn bị cho nó một cái tên khá hay, nhưng Mạc Tiểu Bắc lại nhất quyết gọi nó là Quân Thành. Vương Tử Quân thầm cảm thấy hổ thẹn. Mạc Tiểu Bắc cũng không làm rõ sự việc mà giả vờ hồ đồ, cũng không có phân biệt. Kết quả là hệ điều hành kia được gọi là Quân Thành, nhưng công ty phần mềm máy tính Quân Thành và tập đoàn kinh doanh và đầu tư tài chính Quân Thành cũng có sự khác biệt. Vương Tử Quân nghĩ đến bộ dạng cực kỳ tình cảm và vẻ lưu luyến của Tần Hồng Cẩm lúc ra đi, hắn nào có tâm tư ngồi đây bình tâm tĩnh khí để viết luận văn. Sau khi có nhiều kinh nghiệm và cơ hội thực chiến trên thương trường,
lúc này Tần Hồng Cẩm càng có khí thế mạnh mẽ của một doanh nhân thành đạt. Dù khi đứng trước mặt người đàn ông của mình thì nàng luôn biểu hiện xinh đẹp động lòng người, nhưng tác phong sấm sét cũng lơ đãng xuất hiện, điều này làm cho Vương Tử Quân mẫn cảm ý thức được nàng đã thay đổi. Vương Tử Quân buông luận văn, hắn thuận tay cầm một quyển tạp chí doanh nhân lên xem. Hắn nhìn người phụ nữ mặc một bộ trang phục công sở màu trắng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy tự tin trên ảnh bìa mà không khỏi nở nụ cười hiểu ý, còn những đánh giá của tờ báo với Tần Hồng Cẩm thì hắn căn bản không quan tâm. Cuốn tạp chí này là Tần Hồng Cẩm đưa cho Vương Tử Quân đọc, tuy chỉ là hành động lơ đãng nhưng Vương Tử Quân lại biết rõ, Tần Hồng Cẩm đang muốn bày tỏ năng lực của mình với hắn. Tất nhiên hắn sẽ không keo kiệt mà mở miệng tán dương vài câu, chỉ vài câu đã làm cho Tần Hồng Cẩm vui tươi hớn hở. Vương Tử Quân suy nghĩ về đủ mọi vấn đề, sau đó hắn lại phải đặt tâm tư của mình lên bài luận văn. Học tập ở trường đảng cũng không có vấn đề, nhưng khốn nổi bài tập thì có chút đáng ghét. Bây giờ Vương Tử Quân đang rất đau đầu với những luận văn thiên về kinh tế như thế này. Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì đối với kinh tế, làm một bài luận văn thì lúc mở đầu cũng không có gì là khó, nhưng bây giờ khi nhấc bút thì hắn lại cảm thấy vô tình không biết ra tay thế nào cho phải. Lúc này hắn thật sự suy nghĩ lung tung, thế là những ký ức về kiến thiết kinh tế được biết vào kiếp trước và kinh nghiệm nắm công tác kinh tế gần đây đã kết hợp với nhau tạo nên một điểm sáng trong lòng. Xúc tiến phát triển kinh tế, càng phải xúc tiến thay đổi phương thức tăng trưởng kinh tế. Khi ghi ra những chữ này trên giấy, Vương Tử Quân chợt cảm thấy dòng suy nghĩ của mình giống như ngựa thoát cương, tiếng vó ngựa dồn dập, từng dòng chữ dần xuất hiện trên mặt giấy. Chỉ mất 10 phút thì hai trang bản thảo đã được sử dụng sạch sẽ, khi Vương Tử Quân đang múa bút cực kỳ sảng khoái thì điện thoại di động đổ chuông. Lúc này hắn không muốn tiếp nhận điện thoại, thế nhưng vẫn lấy điện thoại của mình nhìn thoáng qua. Trương Thiên Tâm, tiểu tử này có chuyện gì? Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân trực tiếp nhấn nút nghe. Alo, Tử Quân, mau đến đây, hôm nay tôi làm ăn lớn, mời cậu đến uống ly rượu mừng. Không đợi Vương Tử Quân mở miệng, Trương Thiên Tâm đã dùng giọng hưng phấn và tràn đầy niềm vui nói. Sau nhiều lần tiếp xúc thì Vương Tử Quân cũng xem như hiểu nhiều về hiện trạng của Trương Thiên Tâm, tiểu tử này không khác biệt gì với những đại thiếu gia trong tỉnh, cả đám thích ăn chơi lêu lổng, thấy có gì kiếm được tiền thì thò tay thò chân vào. Có Trương lão gia tử tỏa chấn, tuy Trương Thiên Tâm không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng xem như đủ tiêu xài phá phách. Vương Tử Quân cũng không có hứng thú với những lời mời thế này, khi hắn chuẩn bị nói mình đang làm luận văn không thể đi thì chợt nghe thấy Trương Thiên Tâm ở đầu dây bên kia nói. Xe của tôi đã đi đến cổng trường đảng, cậu mau đi ra đây. Trương Thiên Tâm căn bản không cho Vương Tử Quân cơ hội từ chối, hắn nói xong thì nhanh chóng cúp điện thoại. Vương Tử Quân lắc đầu bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại thật sự rất hâm mộ bộ dạng thoải mái không chút gò bó của Trương Thiên Tâm. Tuy hắn rất không muốn bỏ bài luận văn đang viết dang dở, thế nhưng hắn trầm ngâm một lát, sau đó đặt bản luận văn xuống, đi ra khỏi phòng. Vương Tử Quân đi đến cổng trường đảng thì Trương Lộ Giai cũng vừa lúc đi đến, hắn nhìn dáng người lồi lõm hoàn hảo của nàng, không khỏi nghĩ đến tình huống mình cho tay vào túi áo nàng để lấy chiếc chìa khóa ra mở cửa. Tuy tối hôm đó giữa hai người chưa từng có gì phát sinh, thế nhưng Vương Tử Quân lại cảm thấy vài ngày qua Trương Lộ Giai giống như trốn tránh mình, dù là gặp mặt thì giống như sinh ra chút ngăn cách khó thể nói cho rõ. Vương Tử Quân hiểu cảm giác này với Trương Lộ Giai, nhưng dù hiểu thì hắn vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Chị Lộ Giai. Vương Tử Quân áp chế tâm tình của mình, hắn nhanh chóng đi đến trước mặt Trương Lộ Giai rồi mở miệng chào hỏi. Trương Lộ Giai đang đi chợt nghe thấy Vương Tử Quân lên tiếng. Nàng quay đầu sang nhìn, hai con ngươi nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, nàng khẽ cười một tiếng. Thiên Tâm đúng là chỉ được cái như thế này là giỏi, nghĩ gì làm nấy, cậu cũng bị bắt cóc sao? Không phải cậu ấy muốn mời cậu đi dùng cơm sao? Vương Tử Quân cười và gật gật đầu, hắn vừa muốn lên tiếng thì một chiếc xe Audi màu đen chạy đến như bay, sau khi quay một vòng thì nhanh chóng dừng lại. Trương Thiên Tâm mặc một bộ tây trang màu đen xuống xe, hắn vung tay về phía hai người Vương Tử Quân rất có phong cách. Lên xe. Chương 325, 3, dê bò thành đàn, cây ăn quả thành rừng. Trương Lộ Giai trừng mắt lên với bộ dạng hiện tại của Trương Thiên Tâm, nhưng nàng vẫn ngồi vào trong xe. Vương Tử Quân không biết làm sao được cũng phải chui vào trong xe, nhưng hắn cũng không ngồi phía sau mà leo lên vị trí tay lái phụ. Sao vậy, hôm nay có vẻ vui sướng như thế, hay là kiếm được một đống tiền rồi? Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt hưng phấn của Trương Thiên Tâm. Hắn khẽ nói. Không nói được một đống tiền,
thế nhưng dư sức tìm được một khoản bằng với tiền lương cả đời của chủ tịch Vương. Trương Thiên Tâm cũng không tỏ ra khiêm tốn trước mặt Vương Tử Quân, hắn vừa khởi động xe vừa dùng giọng tùy tiện nói. Bằng số tiền cả đời tôi kiếm được. Vương Tử Quân cười thầm, hắn cũng không đáp lời. Nói thật, bây giờ Vương Tử Quân thật sự không biết một năm mình kiếm được bao tiền chứ đừng nói là cả đời, nhưng có một sự thật có thể đảm bảo, đó là lần này Trương Thiên Tâm kiếm được một khoản tiền không bằng một năm lợi nhuận của hắn. Tất nhiên Trương Thiên Tâm cũng không biết sau lưng Vương Tử Quân có một Tần Hồng Cẩm. Nói ra thì cũng là may mắn, có một người bạn nắm trong tay hơn 1.000 chiếc TV, vì lúc này đang kẹt tiền nên chuyển cho tôi, không ngờ mới cầm được 2 ngày thì đã có người mua, thanh toán ngay bằng tiền mặt, hơn nữa giá cả lại tăng lên gấp đôi. Hi hi, những năm nay đúng là có chí làm quan có gan làm giàu. Trương Thiên Tâm căn bản không chờ Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai lên tiếng hỏi, hắn dùng giọng như súng máy nói. Hơn 1.000 chiếc TV, lúc này TV là thứ tốt. Không những giá cả đắt đỏ còn cực kỳ khó mua, thậm chí muốn mua TV cũng cần phải có người quen. Trương Thiên Tâm vung tay nắm hơn 1.000 chiếc TV, thật sự kiếm được không ít tiền. Thiên Tâm, hơn 1.000 chiếc TV cũng cả triệu bạc, với chút tiền của cậu thì đào đâu ra lắm tiền như vậy. Trương Lộ Giai cũng không bị lời nói của cậu em trai làm cho mê hoặc, nàng trầm ngâm một lát rồi dùng giọng nghi hoặc hỏi. Trương Thiên Tâm quay sang cười nói với Trương Lộ Giai. Chị à! Chị dù là phụ đạo viên của trường đảng nhưng xét trên phương diện kinh doanh thì kém em đây xa cả vạn dặm. Những năm nay người làm kinh doanh nào quan tâm đến chuyện có bao nhiêu tiền? Không đủ thì có thể đi vay ngân hàng, vay mượn như vậy không có gì là khó, quan trọng là chỉ có thể trả được hay không mà thôi. Vương Tử Quân cũng không cảm thấy bất ngờ vì vấn đề này, những chuyện thế này hắn đã nghe thấy rất nhiều, hắn nghe hai chị em Trương Lộ Giai lên tiếng, chỉ lẳng lặng ngồi đó mà không chịu mở miệng. Trương Lộ Giai trách móc em mình một phen, cố tình lớn tiếng dạy cho cậu em của mình một bài học, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, nàng chợt thu nắm đấm của mình vào, không tiếp tục cho Trương Thiên Tâm một bài học. Trương Thiên Tâm không biết mình vừa thoát khỏi một kiếp nạn, hắn quay đầu nhìn Vương Tử Quân nói. Tử Quân, hôm nay làm ăn thành công, tôi đưa cậu đi ăn hải sản tươi sống, nghe nói có một đầu bếp nổi tiếng đến đây, là phong cách và hương vị rất tuyệt, hôm nay đưa mọi người đi nếm thử xem thế nào. Tôi và chị Lộ Giai sẽ vùng đao chém cậu thật đau, như vậy thật sự không tồi, ha ha ha. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi cười nói. Ba người cười cười nói, xe của Trương Thiên Tâm đã đi đến và dừng lại ở một kho hàng. Khi xe dừng lại thì từ trong kho hàng có 3-4 tên thanh niên chạy ra nhìn giống hệt như côn đồ, có 2 tên còn cầm bài trong tay. Trương thiếu gia, ngài đến rồi đấy à? Một tên thanh niên cắt tóc rất ngắn, cái đầu lớn khẽ đung đưa qua lại. Hắn cũng không chờ Trương Thiên Tâm đi xuống mà cười nói. Hoa tử, tất cả bình thường chứ? Trương Thiên Tâm khẽ vỗ lên vai tên thanh niên kia một cái, sau đó cười lớn hỏi. Tên thanh niên có biệt danh là Hoa tử dùng nắm đấm của mình vỗ lên ngực nói. Trương thiếu gia nói vậy sao được, có Hoa tử ở đây thì làm sao có chuyện xảy ra được. Tôi làm việc thì ngài cứ yên tâm. Không có gì là tốt, còn bà nó nếu mối làm ăn này thành công, ông sẽ cho các ngươi nghỉ. Uống rượu ngon, thỏa sức mà chọc gái đẹp, sẽ cho các anh em chơi bời thoải mái vài ngày. Trương Thiên Tâm rất hài lòng với thái độ của Hoa tử, hắn cười hì hì nói với vài người khác đang đi đến. Vương Tử Quân không xuống xe, hắn nhìn tình huống Trương Thiên Tâm nói chuyện với những người phía bên kia, chỉ khẽ nở nụ cười. Khi hắn quay đầu thì thấy vẻ mặt Trương Lộ Giai trong kính chiếu hậu có chút biến đổi. Vương Tử Quân sao không hiểu rõ lo lắng của Trương Lộ Giai? Hắn khẽ cười và an ủi. Trong xã hội này đều phải tiếp xúc với mọi hạng người, có thể là chính nhân quân tử, tam giáo cửu lưu, chỉ cần nắm chắc tâm tính ái tài và không trái pháp luật thì đều có thể thực hiện. Trương Lộ Giai nghe lời an ủi của Vương Tử Quân thì cũng gật đầu nói. Thiên Tâm là đứa tùy tiện, thích nói về nghĩa khí huynh đệ, tôi thật sự lo lắng có ngày nó nóng đầu mà làm ra những chuyện khó thể cứu vãn được. Tử Quân, hai cậu tuổi tác tương đồng, nhưng từ nhỏ đến lớn chỉ có cậu làm người ta bớt lo mà thôi. Nói xong hai chữ bớt lo, không biết Trương Lộ Giai nghĩ đến điều gì mà gương mặt trắng nõn chợt trở nên đỏ hồng. Vương Tử Quân lúc này đang nhìn Trương Lộ Giai, hắn nhìn bộ dạng xinh đẹp quyến rũ nhưng lại hiền thục của nàng, trong lòng hắn chợt nóng lên, chợt sinh ra xúc động muốn ôm cô gái này vào lòng, giữ chặt lấy nàng trong lòng mình. Chị, Tử Quân, hai người xuống xem những chiếc TV của tôi này. Trương Thiên Tâm từ phía bên kia đi đến, hắn lớn tiếng nói,
giống như một đứa trẻ muốn khoe khoang thành tích của mình với mọi người vậy. Hai người Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai đang rơi vào tình huống xấu hổ, bọn họ vội vàng xuống xe. Vương Tử Quân dù sao cũng có kinh nghiệm hai đời, hơn nữa còn được tôi luyện trên quan trường, thật sự không có biểu hiện gì khác thường. Nhưng nếu so sánh với Vương Tử Quân thì Trương Lộ Giai thật sự kém xa, gương mặt nàng lúc này đang đỏ lên hừng hực. Chị làm sao vậy? Chị có phải cảm thấy không khỏe không? Dù là một người không tim không phổi, thế nhưng Trương Thiên Tâm lại rất quan tâm đến chị gái của mình. Không có gì, vừa rồi có hơi say xe. Trương Lộ Giai khẽ cười, nàng cảm thấy khó thể trả lời cho rõ ràng, vì vậy chỉ có thể tranh thủ thời gian tìm ra một lý do như vậy mà thôi. Vậy thì mau nghỉ ngơi một lát. Trương Thiên Tâm đỡ lấy Trương Lộ Giai, hắn tỏ ra cực kỳ quan tâm đến chị mình, sau đó lớn tiếng hét lên với đám tiểu đệ của mình. Mau rót cho chị của anh ly nước. Đám người Hoa Tử ở phía bên kia nghe thấy Trương Thiên Tâm phân phó thì không những đưa nước đến, còn mang ra ngoài vài chiếc ghế và một cái bàn. Trương Thiên Tâm nhìn Trương Lộ Giai uống nước xong, lúc này mới chỉ vào Vương Tử Quân rồi nói với đám tiểu đệ. Đây là huynh đệ của anh, là Vương Tử Quân, các người nhớ kỹ cho anh, sau này gặp mặt cứ gọi là anh Vương. Chương 325 4, dê bò thành đàn, cây ăn quả thành rừng. Anh Vương. Hoa Tử cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, hắn và đám người chung quanh chỉnh tề lên tiếng bắt chuyện với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không phải là lần đầu được nghe người ta gọi mình là như vậy, nhưng là lần đầu tiên được nghe đám côn đồ lên tiếng chào hỏi, nhưng hắn vẫn rất thản nhiên, dù sao đó cũng chỉ là một cách xưng hô mà thôi. 10 phút trôi qua, gương mặt Trương Lộ Giai khôi phục như thường, sau đó Trương Thiên Tâm kéo Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai tiến vào kho hàng xem tivi. Vừa vào bên trong thì thấy có một chiếc TV 21 inch đang chiếu phim, màu sắc của màn hình là rất tốt. Tử Quân, thế nào, tốt hơn so với sản phẩm trong nước chứ? Hi hi, nếu bán ra nhóm hàng này, ít nhất cũng thu được một nửa lợi nhuận. Trương Thiên Tâm đắc ý chỉ vào hàng đống thùng các tông trong kho hàng rồi cười hi hi nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng chỉ là người ngoài đối với những trò mua bán thế này, vì thế cũng không có ý kiến gì cả. Tút, tút. Tút. Những tiếng còi hơi vang lên, Trương Thiên Tâm đang định nói thêm vài lời với Vương Tử Quân, nghe thấy tiếng còi thì hắn quay đầu nói. Xem ra là trưởng phòng trình đến, người này tuy đến hơi sớm nhưng như vậy lại rất tốt, đến sớm xong việc sớm. Trương Thiên Tâm vừa nói vừa đi ra ngoài cửa kho hàng, Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai cũng cùng đi theo. Nhưng khi đi ra đến cổng kho hàng thì nụ cười trên mặt Trương Thiên Tâm đã biến mất, hắn nhìn đám người trước mắt mà nhổ một bãi nước miếng nói. Thằng khốn, mày đến đây làm gì, muốn ăn đòn sao? Trương Lộ Giai thấy người trước mắt thì gương mặt cũng biến đổi, nhưng nàng vẫn kiên định đứng nơi đó, hai tròng mắt đầy hận ý. Một chiếc xe thể thao thật sự khó thấy ở thành phố Sơn Viên xuất hiện bên ngoài kho hàng, La Sương Hào mặc một bộ tây trang đứng trước chiếc xe hút thuốc, hắn cười hì hì nhìn về phía Trương Thiên Tâm. Hắn thật sự không thèm tức giận vì lời nhục mạ của Trương Thiên Tâm, ngược lại còn nở nụ cười khinh thường. Thiên Tâm! Chú quá nóng tính rồi, chú như vậy không có hợp với đạo đãi khách không? La Sương Hào khẽ gạt tàn thuốc, sau đó dùng giọng tiêu sái nói. Đãi khách, thằng khốn, ông mày từ khi nào có loại khách như mày? Thức thời thì cút đi, nếu không ông đây sẽ phế mày. Trương Thiên Tâm nói, sau đó đi thẳng về phía La Sương Hào. La Sương Hào giống như có cảm giác sợ hãi theo bản năng với Trương Thiên Tâm, khi thấy Trương Thiên Tâm đi về phía mình thì nụ cười chợt cứng đờ. Hắn cười ha hả nói. Trương Thiên Tâm, tôi đến đây cũng không phải cãi nhau với cậu, tôi đến để lấy hàng, nghe nói cậu đã chuẩn bị xong 1000 cái TV, vậy thì chúng ta cũng đừng nói nhiều làm gì nữa. Mua TV. Vẻ mặt Trương Thiên Tâm không khỏi biến đổi, hắn tuy làm việc có chú xúc động nhưng chỉ số thông minh cũng xem là hạng nhất. Chính mình ký hợp đồng với người Hong Kong, vì sao bây giờ lại liên quan đến La Sương Hào? Giám đốc Trương, thật sự xin lỗi. Đã quên nói cho anh biết, tôi chỉ là cấp dưới của giám đốc La, bây giờ tôi nói cho anh biết sự thật, tôi cảm thấy nó cũng không muộn. Một người đàn ông cao gầy hơn 30 tuổi xuất hiện, người này cũng mặc tây trang, hai cằm rung động nói ra những lời khá nhanh. Trương Thiên Tâm thấy người này thì vẻ mặt trở nên rất khó coi, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương rồi nói. Dám đùa giỡn với ông, tiểu tử mày đừng để ông bắt gặp ở thành phố Sơn Viên này. Giám đốc Trương. Cần gì phải tức giận như vậy, chúng ta không phải đang làm ăn mua bán sao?
Người đàn ông gầy gò kia không chút sợ hãi, trong miệng còn cười hì hì đùa giỡn với Trương Thiên Tâm. Thiên Tâm, đưa hàng cho bọn họ, để cho bọn họ cút đi. Trương Lộ Giai dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn La Sương Hào rồi trầm giọng nói. La Sương Hào thật ra chỉ đặt chú ý lên người Trương Lộ Giai và Vương Tử Quân, lúc này thấy Trương Lộ Giai mở miệng thì hắn càng cười thoải mái hơn. Vẫn là một câu tục ngữ thế này, một ngày làm vợ chồng trăm ngày ân, vẫn là Giai Giai tốt với anh. Ha ha ha, vậy thì nghe theo Giai Giai, chúng ta đi xem hàng. La Sương Hào nói cũng không thèm nhìn Vương Tử Quân, hắn cất bước đi về phía kho hàng, tên đàn ông gầy gò sau lưng cũng ngửa đầu đi theo. Vương Tử Quân nhìn thấy tất cả tình huống diễn ra, nhưng trong lòng chợt sinh ra cảm giác xấu. La Sương Hào tuyệt đối sẽ không để cho Trương Thiên Tâm kiếm được khoản tiền lời như vậy, trong chuyện này chắc chắn sẽ có vấn đề. Khi Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy thì thấy cơ thể Trương Lộ Giai chợt run rẩy. Khi nàng đang kiên định xoay người đi vào trong kho hàng thì Vương Tử Quân đã tiến lên giữ chặt lấy bàn tay lạnh như băng của nàng, sau đó xoải bước đi vào trong kho hàng. La Sương Hào vốn đang đi cùng Trương Thiên Tâm, lúc này thấy Vương Tử Quân giữ chặt tay Trương Lộ Giai thì vẻ mặt chợt biến đổi, nhưng hắn đến đây cũng không phải cãi vã với Trương Lộ Giai. Hắn chỉ cười hì hì, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Thiên Tâm. Thiên Tâm, đưa tôi đi xem, tivi của cậu đâu? Đều ở đó, tự đến mà xem. Trương Thiên Tâm chỉ về phía những thùng các tông chất đống bên trong rồi lạnh giọng nói. Tốt, trước khi mua bán, tôi phải xem chất lượng của nó thế nào đã. La Sương Hào vừa nói vừa phất tay với tên đàn ông gầy gò, tên kia nhanh chóng đi về phía những thùng đựng tivi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Trương Thiên Tâm và tên đàn ông gầy gò bên kia, trong lòng hắn chợt sinh ra phán đoán, nhưng hắn cũng không ngăn cản. Sự việc đã đến mức độ thế này. Hắn dù có nôn nóng cũng không có tác dụng, phương pháp tốt nhất chính là xem La Sương Hào rốt cuộc muốn làm gì. Xoẹt! Thùng đựng TV nhanh chóng được mở ra, trong kho hàng ánh đèn sáng tỏ, dưới ánh đèn sáng như ban ngày, trong thùng lộ ra một chiếc TV, nhưng đó là một chiếc TV cũ, thật sự quá cũ. TV cũ! Trương Thiên Tâm trừng mắt, hắn thật sự không tin vào mắt mình, đó là một chiếc TV cũ, không ngờ một chiếc TV cũ như vậy lại xuất hiện trước mặt hắn. Thiên Tâm, dù hai người chúng ta có thù oán, cậu cũng đừng hãm hại tôi như vậy chứ. Cậu cầm một đống tivi cũ bảo là tivi mới, bán thu tiền lời, cậu không phải đang muốn lừa người sao? Chỉ có kẻ ngốc mới bị hãm hại như vậy. Nụ cười trên mặt La Sương Hào càng thêm sáng lạn, hắn chỉ tay về phía chiếc tivi cũ, sau đó cười hì hì nói với Trương Thiên Tâm. Sao có thể như vậy được? Hai mắt Trương Thiên Tâm chợt đỏ bừng, hắn bước nhanh về phía chiếc tivi. Sau đó hắn cũng bất chấp tất cả, mở một thùng cắt tông khác ra, đập vào mắt hắn vẫn là một chiếc tivi cũ như vậy. La Sương Hào, đây là anh làm sao? Trương Lộ Giai lúc này càng thêm tỉnh táo, nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn La Sương Hào, sau đó trầm giọng hỏi. Đúng vậy, chính là tôi làm, tất cả là tôi bày ra, đống rác tivi này, còn có cả hắn, đều là người của tôi, điều này có thể oán ai? Chỉ trách em trai cô quá ngu xuẩn, còn bà nó, muốn đấu trí với tôi. Thật sự quá non, ông đã nếm qua đủ đắng cay mặn ngọt, ông muốn chơi thì nó đừng hòng thoát chết. La Sương Hào dùng tay vỗ lên vai tên đàn ông gầy gò ở bên cạnh rồi cười ha hả nói. Chương 325, năm, dê bò thành đàn, cây ăn quả thành rừng. Tên đàn ông gầy gò bị vỗ rất đau, tuy nhe răng nhếch miệng nhưng vẫn phải phối hợp cười lớn. Hai người cất tiếng cười không chút kiêng nể, thật sự giống như hai tiếng gào khóc thảm thiết vang lên trong kho hàng. Nếu là anh làm, tôi khuyên anh nên thu tay lại, nếu không cũng đừng trách chúng tôi không khách khí. Trương Lộ Giai lúc này biểu hiện đầy đủ sự trấn tĩnh của mình, nàng lặng lặng nhìn La Sương Hào, nói ra từng chữ một. Ha ha ha, Giai Giai, em là người hiểu rõ anh nhất, anh đã làm gì thì lúc nào lại phải sợ. Các người không khách khí thì thế nào? Tuy anh đây thừa nhận làm việc này, thế nhưng người khác hỏi thì anh sẽ không thừa nhận. Em hỏi thằng em của mình xem. Hắn mua những thứ này có hợp đồng gì không? La Sương Hào duỗi hai tay dùng giọng tiêu sái nói. Không, hắn không có hợp đồng, nhưng anh lại có, đây chính là hợp đồng giao ước. Thiên Tâm, nếu trước tối mai mà cậu còn không giao hàng, hì hì, như vậy sẽ phải bồi thường gấp đôi. Đứa bé đáng thương, chú mua những thứ rác rưởi này phải ném ra cả triệu bạc, bây giờ lại phải bồi thường 2 triệu, anh thấy đời này chú chỉ sợ bán hết máu cũng không đủ trả nợ. La Sương Hào nhìn Trương Thiên Tâm đang cúi đầu mà dùng giọng hả hê nói. La Sương Hào,
con bà nó, tao giết mày. Trương Thiên Tâm nói, hắn chợt phóng về phía La Xương Hào như một người phát điên. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn La Xương Hào vẫn đứng bên kia không nhúc nhích, hắn tiến lên giữ chặt lấy tay của Trương Thiên Tâm, sau đó trầm giọng an ủi. Thiên Tâm, tỉnh táo một chút, đừng xúc động. Trương Thiên Tâm dùng sức muốn tránh khỏi sự trói buộc của Vương Tử Quân, nhưng lại bị Vương Tử Quân giữ chặt lấy tay. Trương Lộ Giai lúc này cũng nhanh chóng đi tới, cũng giữ chặt lấy tay của Trương Thiên Tâm. La Xương Hào thấy Trương Thiên Tâm bị giữ lại thì trên mặt có chút thất vọng, lúc này có vài tên mặc đồng phục cảnh sát đứng ngoài đường, khi thấy bên trong không phát sinh vấn đề gì thì cũng nhanh chóng lui ra. Thời điểm giao hàng muộn nhất là tối mai, như vậy bây giờ các anh có thể đi. Vương Tử Quân chờ Trương Thiên Tâm khôi phục lại vẻ bình tĩnh thì lạnh giọng nói với La Xương Hào. Tốt, trước tối mai thì trước tối mai, anh đây chờ thêm một chút cũng không là vấn đề. La Xương Hào nói, ánh mắt rơi lên người Trương Thiên Tâm và Trương Lộ Giai. Thiên Tâm, tôi chờ nhận TV từ cậu, dù thế nào thì năm xưa chị cậu từng chung chăn gối với anh cũng từng là chồng chị cậu, nể tình chút nhân tình giữa chúng ta, cậu cũng đừng để anh phải đi tố cáo một cậu em vợ nhé. Những tiếng cười lớn vang lên, La Xương Hào cùng người đàn ông gầy gò đi ra khỏi kho hàng. Lúc này hai con ngươi của Trương Thiên Tâm đã đỏ hồng, hắn thoát khỏi sự trói buộc của Trương Lộ Giai, nhưng khi ánh mắt rơi lên những chiếc TV cũ, vẻ mặt chợt trở nên chán chường. Thiên Tâm, lúc này rốt cuộc là bồi thường bao nhiêu? Trương Lộ Giai đi đến trước mặt Trương Thiên Tâm đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, nàng khẽ hỏi. Chị cũng đừng quan tâm, chuyện của em, sẽ do em xử lý. Trương Thiên Tâm vừa nói vừa đấm mạnh xuống mặt đất. Dám chơi ông, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Thiên Tâm, cậu tỉnh táo một chút, vấn đề này còn chưa đến mức như vậy, cũng đừng nói những lời ngốc nghếch. Vương Tử Quân khẽ đi đến bên cạnh Trương Thiên Tâm, hắn trầm giọng nói. Trương Thiên Tâm nhìn vẻ mặt vẫn trầm ổn như bình thường của Vương Tử Quân, một lúc lâu sau mới nói. Tôi vay hơn 500 ngàn để mua những thứ này, nhưng bây giờ biết đi đâu để tìm ra 1.000 chiếc TV. 1.000 chiếc TV vào thời điểm này là một số lượng không nhỏ, hơn nữa Trương Thiên Tâm đã đem tiền chất lên số TV ở chỗ này, dù bây giờ có 1.000 chiếc TV cũng không còn xu nào để thu vào tay. Hơn nữa bây giờ rất vội vàng, dù tìm khắp thành phố Sơn Viên cũng không cho ra được nhiều TV như thế. Trương Lộ Giai căn bản chưa từng tham gia kinh doanh, thế cho nên thật sự là vô kế khả thi, còn Trương Thiên Tâm thì càng rối loạn, đám người hoa tử thì càng không dám nói một lời. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, hắn mượn điện thoại gọi cho Tần Hồng Cẩm, bây giờ hắn cũng chỉ còn cách gọi điện cầu cứu Tần Hồng Cẩm mà thôi. Trương Thiên Tâm đã hoàn toàn rơi vào bẫy của La Xương Hào, muốn lật ngược thế cờ là rất khó. Alo, chồng à, nghĩ đến em rồi sao? Điện thoại vang lên hai lượt chuông, Tần Hồng Cẩm ở bên kia đã dùng giọng mềm mại nói. Vương Tử Quân đi ra khỏi kho hàng, hắn nói vài câu dỗ dành ngon ngọt với Tần Hồng Cẩm, sau đó nói rõ vấn đề của Trương Thiên Tâm. Tần Hồng Cẩm ở bên kia trầm ngâm một lát, sau đó mới nói. Chồng, chuyện này muốn lật ngược lại thì hơi khó, dù sao thì khi cậu ấy mua vào không có chút giấy tờ gì cả. Nhưng muốn xử lý chuyện này thì không có gì lớn, xí nghiệp của chúng ta ở Việt Đông có sản xuất TV, em cho người đưa đến 1.000 cái là được, đảm bảo sẽ không chậm trễ. À, cũng chỉ như vậy mà thôi. Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn đột nhiên nói. Hồng Cẩm. Sau khi đưa hàng đến thì đừng tiếp tục sản xuất kiểu dáng kia, đẩy mạnh sản xuất loại mới hơn tốt hơn nữa giá cả cũng phải hạ xuống. Tần Hồng Cẩm cũng là người đầy kinh nghiệm kinh doanh, bây giờ nghe Vương Tử Quân phân phó thì hiểu rõ ý đồ, nàng cười cười nói. Chồng, anh thật sự không bao giờ chịu thiệt thòi, được rồi, em biết rồi. Vì hai người Trương Lộ Giai còn trong kho hàng, vì vậy Vương Tử Quân cũng không nhiều lời mà cúp điện thoại. Hắn đi vào kho hàng. Liếc mắt nhìn Trương Thiên Tâm, sau đó hắn khẽ nói. Trương Thiên Tâm, đã liên lạc tốt, ngày mai sẽ có 1.000 chiếc TV được vận chuyển đến. Trương Thiên Tâm chợt ngẩng đầu lên, hắn dùng ánh mắt không thể tin nhìn Vương Tử Quân, sau đó nói. Tử Quân, cậu cũng đừng gạt tôi, nhiều TV như vậy cũng không dễ dàng thu gom được. Tôi có một người bạn có xí nghiệp sản xuất TV. Vương Tử Quân cười cười đi đến bên cạnh Trương Thiên Tâm rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân an ủi Trương Thiên Tâm thêm vài câu, sau đó hắn cười hì hì nói. Thiên Tâm, những chuyện buôn bán đông một chút tây một chút của cậu tuy nhìn qua cũng có chút lợi nhuận, thế nhưng trong mắt của tôi, cũng chỉ là chút tiền lời mà thôi. Chút tiền lời,
Trương Thiên Tâm thật sự không ngờ Vương Tử Quân lại nói như vậy, hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, thật sự tỏ ra kiên nhẫn lắng nghe. Biết đâu cậu cảm thấy kinh doanh qua tay như vậy là nhanh có tiền lời, hơn nữa cũng không cần hao tâm tổn trí, nhưng tôi muốn nói cho cậu biết phương thức này không có thị trường, cũng không thiếu nguy hiểm. Bạn của tôi chuẩn bị mở một cửa hàng điện đa dụng cực lớn ở thành phố Sơn Viên, cậu có hứng thú đầu tư không? Cửa hàng điện gia dụng cực lớn, Trương Thiên Tâm trầm ngâm một chút rồi vỗ đầu nói. Tử Quân, chưa nói những thứ khác, cậu đã giúp tôi một ân nghĩa lớn, tôi dù thế nào cũng phải hoàn lễ, cậu yên tâm, tôi sẽ làm hạng mục này. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng trượng nghĩa của Trương Thiên Tâm thì cười cười mà không vạch trần, hắn biết vì sao Trương Thiên Tâm lại phải nói như vậy. Trương Thiên Tâm thấy hạng mục mở cửa hàng gia dụng như vậy thì lợi nhuận như ốc sên, căn bản không được nhiều tiền. Sau khi thương lượng tốt sự việc, Vương Tử Quân kéo hai chị em Trương Thiên Tâm đi ăn một bữa, hắn biết rõ lúc này càng phải làm sao cho Trương Thiên Tâm buông lỏng và thoải mái. Chương 326, một mèo sao có thể mang tiếng oan thay chuột. Lúc không có việc gì làm thì Tần Hồng Cẩm thích gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, hai bên anh em tâm sự với nhau. Trong mắt một người phụ nữ có sự nghiệp mạnh mẽ, người đàn ông nàng yêu giống như một con sư tử mạnh mẽ, chính mình là thiên sứ có thể khống chế con sư tử mạnh mẽ đấy. Lúc này Tần Hồng Cẩm gọi điện thoại cho Vương Tử Quân để sắp xếp đoàn xe chở 1.000 chiếc TV đến thành phố Sơn Viên. May mà hai ngày này cũng không có tiết học nào, Vương Tử Quân vừa hoàn thành luận văn vừa gọi điện thoại với Tần Hồng Cẩm, cuộc sống xem như tạm ổn, cũng không quá cô đơn. Giữa trưa ngày thứ hai, đoàn xe đi một ngày một đêm cuối cùng cũng đến thành phố Sơn Viên, Trương Thiên Tâm nhìn những chiếc TV đóng hộp vừa được xuất xưởng mà trên mặt tràn đầy nụ cười. Có những chiếc TV này, dù hắn thật sự có tổn thất, thế nhưng trả tiền vay ngân hàng cũng vẫn còn dư ra 200-300 ngàn. Thiên Tam, cậu đi đi, không cần rông dài với loại người kia làm gì. Vương Tử Quân vỗ vỗ lên vai Trương Thiên Tâm, tỏ ý mình sẽ không cùng đi với đối phương. Trương Thiên Tâm khẽ gật đầu, cũng không chạy chiếc Audi. Trực tiếp nhảy lên vị trí tay lái phụ của một chiếc xe tải, dẫn đầu đoàn xe dài rằng giặc chạy về phía cổng công ty của La Sương Hào. La Sương Hào thản nhiên tự đắc ngồi trong phòng làm việc lắp đặt xa hoa, để cho thư ký tùy ý mát xa trên vai mình. Thư ký này mới được tuyển vào công tác, gương mặt đẹp như hoa đào, mày mắt như vẽ, làn da trắng nõn như ngọc, da thịt mềm mại, đáng yêu động lòng người, thật sự là một vưu vật. Nếu như không phải tối qua dùng sức quá độ, La Sương Hào thậm chí cảm thấy nếu mình tâm huyết dâng trào, sợ rằng sẽ đẩy ngã cô thư ký này xuống mà thực hiện một vài động tác trao đổi thân mật. Thật ra phòng làm việc của giám đốc La còn có một phòng xếp, bên trong còn có một gian khác, đối với La Sương Hào thì những tình huống tình yêu oanh liệt sẽ không thoát khỏi gian phòng bên trong. Đó là nơi tốt nhất và lý tưởng nhất với tình yêu, không những nó là nơi chứng kiến sự thân mật giữa đàn ông và phụ nữ, cũng chứng kiến nhiều lời nói dối trá của đám phụ nữ kia. Cũng chính trong gian phòng đó, hắn đã qua tay biết bao nhiêu phụ nữ, đủ mọi loại khoái cảm kéo đến, thật sự là thần tiên cũng không hơn. Thử nghĩ mà xem, thời đại này hồng nhan xuất hiện lớp lớp, mình ở nơi đây thật sự giống như tụ điểm tập trung vậy, xét duyệt đủ mọi mỹ nữ. Giám đốc La, một âm thanh mang theo vài phần làm nũng giống như chất nhất của bánh trưng chợt vang lên bên tai La Sương Hào, hắn mở mắt ra thấy ánh mắt quyến rũ của cô thư ký, thế là cơ thể mất hết sức lực của hắn không khỏi bừng lên chút sức sống. Có chuyện gì? La Sương Hào khẽ duỗi tay ra sau lưng sờ soạng một chút, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ mà cũng cực kỳ lười biếng. Tối qua em thấy một cái dây chuyền, rất đẹp, giám đốc La. Tiểu thư ký rõ ràng không phải là lần đầu tiên làm những chuyện như thế này, thế cho nên cách ăn nói cũng rất rõ ràng. Vậy thì mua đi thôi. La Sương Hào được hai cánh tay trắng nõn của cô thư ký quấn quanh cổ, hắn chợt dùng giọng cực kỳ có hào khí nói. La công tử là một người hào phóng, là người nổi tiếng ở thành phố Sơn Viên, đặc biệt là khi đối đãi với những người phụ nữ đã từng có quan hệ thì càng vung tiền như rác, căn bản là không thèm chớp mắt. Những người phụ nữ từng có quan hệ với La công tử đã nói, nếu muốn giám đốc La mua cho thứ gì đó thì phải nắm chắc thời cơ, nắm giữ mức độ, yêu cầu phải chuẩn, như vậy hầu như có cầu sẽ có ứng nghiệm. Bây giờ La Sương Hào dù chưa đạt đến mức bồng bềnh thiên cảnh, thế nhưng hắn nghĩ về những gì xảy ra tối hôm nay. Trong lòng chợt cảm thấy cực kỳ phấn khởi. Trương Thiên Tâm, tiểu tử mày không phải rất vênh váo sao? Ông cho mày biết thế nào là lợi hại, không có tiền sao? Hi hi, vậy đừng trách ông không khách khí. Đúng rồi, còn phải gọi điện thoại cho anh Nhâm ở ngân hàng, để cho bọn họ làm thật căng, tốt nhất phải náo loạn đến Trương gia, để cho bọn họ xấu hổ.
La Sương Hào nghĩ đi nghĩ lại và cảm thấy giống như thấy được tình huống Trương Thiên Tâm quỳ gối trước mặt mình, hạ thấp thân phận để cầu xin mình tha thứ, mà người phụ nữ sau khi kết hôn không coi mình ra gì kia cũng nhất định phải đến cấp xin mình. La Sương Hào nghĩ đến con đàn bà kia mà không tự chủ được nghĩ đến tên đàn ông họ Vương khốn kiếp, trong lòng càng căm hận, càng bức bối. Hắn thấy Trương Lộ Giai nép sát vào Vương Tử Quân, hắn cảm thấy con đàn bà này nhất định có liên quan đến tên mặt trắng họ Vương kia. Sau khi thu thập xong Trương Thiên Tâm, mình nhất định sẽ làm cho tên khốn mặt trắng kia biết tay. La Sương Hào càng nghĩ càng nhớ đến tình huống tên họ Vương kia cười nhạo mình, một cảm giác hoài nghi chợt xuất hiện trong tận đáy lòng. Dù đánh chết hắn cũng không tin năng lực sinh con của mình có vấn đề, thế nhưng một câu nói kia thật sự giống như kim châm vào trong lòng cố chấp của hắn. Đặc biệt là vài năm qua mình rong chơi vùa hoa dập liễu khắp nơi, nhưng lại chưa từng có bất kỳ người phụ nữ nào dính phải phiền toái vì có mang, thế là cây kim kia càng đâm sâu vào lòng. La Sương Hào nghĩ đến đây thì một cảm giác bực bội xuất hiện, hắn chợt phung tay giữ lấy đùi của cô thư ký phía sau, sau đó lại kéo nàng về phía mình. Cô thư ký có nhiều kinh nghiệm với hành động thế này của La Sương Hào, thế cho nên nàng cũng không phản kháng, hai bàn tay nhỏ bé mịn màng đã duỗi ra, muốn nhanh chóng giúp hắn cởi bỏ quần áo. Ông chủ, Trương Thiên Tâm đến. Cửa bị đẩy ra, tên đàn ông gầy gò họ Trình nhanh chóng xông vào phòng, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi lên người cô thư ký đang ngã vào lòng La Sương Hào, hắn chợt ý thức được mình có chút lỗ mãng. Trương Thiên Tâm đến rồi à? Tốt, cho hắn ta vào. Trước kia nếu bị thủ hạ quấy rối chuyện tốt thì La Sương Hào với tâm tình khó chịu nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nhưng hôm nay hắn phá lệ, không những không tức giận, ngược lại còn cười ha ha, tiếp tục vung tay sờ soạng cô thư ký, lại khẽ phân phó với tên đàn ông họ Trình. Tên đàn ông họ Trình sao không biết tâm tư của La Sương Hào? Rõ ràng là muốn làm nhục Trương Thiên Tâm ở chỗ này. Hắn có chút chần chừ, cuối cùng lên tiếng báo cáo. Giám đốc La, Trương Thiên Tâm nói ngài đi xuống một chuyến. Hắn đến để chuyển tivi cho chúng ta. Đến đưa tivi. Động tác của La Sương Hào chợt dừng lại, bàn tay đang sờ soạng trên người cô thư ký cũng dừng lại, chợt buông lỏng. Cô thư ký vốn bị bàn tay của La Sương Hào làm cho sinh ra cảm giác đau đớn, bây giờ được giải phóng, thế là nhanh chóng ngẩng đầu lên. Nhưng thật sự không ngờ cô thư ký ngẩng đầu lên thì có chuyện xảy ra, lúc nãy nàng bị ép cho cúi xuống, bây giờ nàng ngẩng đầu lên và đập vào hạ bộ của La Sương Hào. Lúc này La Sương Hào cảm thấy bên dưới căng cứng, va chạm đột nhiên làm hắn cảm thấy tê dần, thiếu chút nữa đã té lăn xuống đất. Chương 326 P2, mèo sao có thể mang tiếng oan thay chuột. Con khốn nạn này, cút ra cho tao, cút xa ra cho tao, ôi, đau chết mất. La Sương Hào đau đến mức nhe răng nhếch miệng, lúc này hắn nào có tâm tư thương hoa tiếc ngọc. Hắn nhấc chân trái lên cho cô thư ký một đạp. Nhưng khi chân của hắn nhấc lên sắp đạp vào cơ thể mềm mại của nàng, một cảm giác đau đớn khác lại từ bên dưới truyền đến. Tên đàn ông họ Trình thấy tình huống buồn cười kia thì trong lòng cười thầm, nhưng hắn cũng chỉ có thể để nụ cười đó trong lòng, cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài. Hắn nhanh chóng chạy đến bên cạnh La Sương Hào, cố gắng đỡ ông chủ của mình ngồi lên mặt ghế. Anh nói gì, Trương Thiên Tâm thật sự đến đây sao? La Sương Hào vừa buồn bực vừa đau đớn. Sau đó hắn bức bối hỏi tên đàn ông họ Trình. Đúng vậy, hắn đưa theo hơn 10 chiếc xe, mỗi chiếc xe đều chở đầy tivi, có lẽ cũng có hơn 1.000 chiếc tivi. Tên đàn ông họ Trình dùng giọng cẩn thận nói. Hơn 1.000 cái tivi, La Sương Hào chợt trầm ngâm, sau đó hắn lạnh lùng nói. Tiểu tử Trương Thiên Tâm này muốn chơi tôi sao? Muốn chơi trò lừa dối à? Hừ, ông đã sớm đề phòng rồi, anh gọi điện thoại đến Cục Công Thương, để bọn họ điều người đến. Nói chỉ cần ngày hôm nay đến hiện trường, ông sẽ có thưởng cho mọi người. Vâng. Tên đàn ông họ Trình nghe được lời của La Sương Hào thì lập tức hạ trái tim vào lồng ngực, hắn cầm lấy điện thoại của La Sương Hào, nhanh chóng gọi ra ngoài. Sau vài câu thì tên đàn ông họ Trình đã làm xong những phân phó của La Sương Hào, hắn nhìn bộ dạng ngồi giang chân của La Sương Hào, thế là tiến lên nói. Ông chủ, chúng ta có cho Trương Thiên Tâm đi lên không? Đi lên làm gì? Ông sẽ xuống gặp hắn, để xem sau khi Cục Công Thương đến khám xét những sản phẩm rác rưởi của hắn, khi đó bộ dạng chó nhà tang của nó là thế nào. Đúng rồi, anh có hỏi Cục Công Thương sau khi xét xử có thể tiến hành phạt tiền hành vi lừa gạt của hắn không? La Sương Hào khẽ nhúc nhích cơ thể, sau đó cẩn thận đứng lên. Sẽ có, sao lại không chứ? Lần này phạt tiền nhất định sẽ cho tên khốn kia biết tay.
chỉ bằng vào chút thủ đoạn của Trương Thiên Tâm mà muốn đấu với ngài thì còn kém xa lắm. Tên đàn ông họ Trình dìu La Sương Hào xuống lầu, thật sự giống như một tên công công thời cổ đại. Vẻ mặt La Sương Hào cũng đã giãn ra rất nhiều, hắn đi ra ngoài khu văn phòng, nhìn thấy bên dưới là một hàng xe tải, không nhịn được phải lên tiếng. Anh xem đoàn xe kia kìa, chút nữa sẽ cho cục công thương xử lý sạch sẽ. Trương Thiên Tâm đứng bên dưới nhìn La Sương Hào khập khiễng đi xuống, tuy không biết đối phương có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ. Sao vậy giám đốc La, có phải làm nhiều quá rồi khuỵu gối không? Ôi, đúng là quá hay, không biết là bà chị nào ra tay mà tuyệt diệu như thế. La Sương Hào nghe được câu nói của Trương Thiên Tâm thì vẻ mặt chợt biến đổi, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Thiên Tâm, sau đó bật cười nói. Thiên Tâm, cậu còn non lắm, đó là đoàn xe cậu chở TV đến sao? Chờ lát nữa thì cũng đừng hối hận. Trương Thiên Tâm nở nụ cười lạnh lùng, mặc kệ La Sương Hào thích nói gì thì nói. Nhưng bộ dạng này rơi vào trong mắt La Sương Hào, hắn cảm thấy Trương Thiên Tâm rõ ràng là có tật giật mình, hắn phân phó với tên đàn ông họ Trình ở bên cạnh. Trình nhị, nói các anh em xem xét thật kỹ, nếu đã đến đây thì cũng không thể cho đi được. Vâng. Trình nhị đồng ý một tiếng, sau đó hắn vung tay lên với một đám người đứng cách đó không xa, tỏ ý canh chừng những chiếc xe tải. Nếu không có tiền thì ông cũng không phải chơi không với mày, mày có hợp đồng thì bố cũng có hợp đồng, mày cứ đợi đó mà bồi thường đi. Trương Thiên Tâm thật sự rất căm hận tên khốn từng là anh rể của mình này, hắn vừa nói vừa nhổ xuống một bãi nước miếng. La Sương Hào cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn cười hì hì nói. Thiên Tâm, cậu gấp làm cái gì, nóng vội không ăn được đậu hũ nóng, anh đây có rất nhiều tiền, chờ lát nữa chỉ cần chất lượng hàng không có vấn đề, như vậy anh đây sẽ không nói hai lời, sẽ nhận hàng và trả tiền. Khi La Sương Hào lên tiếng thì một chiếc xe có tiêu chí chấp pháp của Cục Công Thương chạy đến, trên xe bước xuống 7-8 tên đàn ông đội mũ nhân viên chấp pháp. Tên đàn ông đi đầu ngậm một điếu thuốc. Hắn vừa xuống xe thì hô lên với La Sương Hào ở phía đối diện. La thiếu gia, ngài có gì cần phân phó sao? Hừ, tứ máu, chỗ này của tôi có một thằng khốn đưa TV rác rưởi vào, thật sự không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể kéo ngài đến đây làm chủ cho đám dân đen chúng tôi. La Sương Hào nói dù cực kỳ khách khí thế nhưng cảm giác kiêu ngạo lại không thể nào che giấu được. Tên đàn ông kia ném điếu thuốc xuống đất rồi nói. Thằng nào không có mắt mà dám động vào La thiếu gia? Đúng là loại không biết nông cạn. Khi tứ máu nói chuyện thì Trương Thiên Tâm cũng chậm rãi nghiêng đầu qua, tứ máu nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Trương Thiên Tâm thì không khỏi cảm thấy run lên. Hắn là người công tác ở thành phố Sơn Viên, tứ máu sao không biết Trương Thiên Tâm. Bây giờ hắn chợt nghĩ ra vấn đề, hắn cũng không muốn bị kẹp trong cuộc chiến giữa hai vị công tử này. Trương thiếu gia. Trương Thiên Tâm cũng căn bản không quan tâm đến tứ máu, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn La Sương Hào. Thì ra anh không tin những mặt hàng tôi cung cấp sao? Thiên Tâm, tôi đây cũng là đề phòng mà thôi, nếu như chất lượng TV được đảm bảo, anh đây chút nữa sẽ dập đầu bồi tội với chú. La Sương Hào nói bằng lời cực kỳ toan tính, nụ cười trên mặt cực kỳ sáng lạn, nhưng trong nụ cười sáng lạn này lại mang theo vẻ tự tin vô cùng. La Sương Hào cảm thấy dù anh có mạnh mẽ thế nào cũng phải căn cứ vào lực lượng của mình, dưới tình huống bình thường hắn sẽ rất cứng nhắc nhưng lại nói lời mềm mại. Đây mới thật sự là biểu hiện của câu nói, an phận là cách khoe khoang tốt nhất. Mày sẽ dập đầu bồi tội với tao sao? Vẻ mặt Trương Thiên Tâm chợt biến đổi, hắn thuận miệng nói, không muốn buông tha cho La Sương Hào. Dập đầu bồi tội. Đây chẳng qua chỉ là một lời nói trong giang hồ của La Sương Hào, hắn nào sẽ làm thật giống như vậy. Nhưng lúc này bị Trương Thiên Tâm khích tướng, hắn cũng thật sự không thể lui về phía sau. Là đương nhiên, La Sương Hào này trước nay nhất ngôn cửu đỉnh. Tứ mã nan truy, một giọt nước miếng rơi xuống đất cũng tạo nên một hố sâu. La Sương Hào nghĩ đến những phán đoán của mình, hắn lại tiếp tục lên tiếng cực kỳ khí thế. Tốt, vậy thì kiểm hàng. Trương Thiên Tâm chỉ chờ những lời này, sau khi xác nhận lời nói của La Sương Hào thì hắn vung tay lên với đám hoa tử ở phía sau. Đưa vài chiếc TV xuống cho giám đốc La và các nhân viên công tác của Cục Công Thương kiểm tra. Chương 326-3, mèo sao có thể mang tiếng oan thay chuột. Tứ Máu là một tên đồn trưởng của Cục Công Thương, hắn cũng không dám đắc tội với Trương Thiên Tâm, nhưng sự việc đã đến nước này, hắn cũng không còn cách nào khác. Giữa hai người Trương Thiên Tâm và La Sương Hào thì phải đắc tội một người, hắn suy xét một phen, cuối cùng hắn chọn Trương Thiên Tâm.
không những vì đơn vị của hắn có liên quan đến La Xương Hào, càng là vì bố của La Xương Hào là thường ủy tỉnh ủy, bí thư thị ủy thành phố Sơn Viên. Chiếc này, còn có chiếc này. Tứ Máu là người công tác trong thể chế nhiều năm, một khi đã hạ quyết tâm thì làm việc cực kỳ nhanh gọn linh hoạt, hắn trực tiếp chạy đến vài chiếc xe tải, chỉ vào vài thùng hàng nói. Trước đó Trương Thiên Tâm đã xem xét hàng hóa rất kỹ, tất nhiên hắn cũng không luống cuống, hắn vung tay lên với đám người oa tử, hơn 10 chiếc tivi được lấy từ trên xe xuống. La Xương Hào nhìn 10 chiếc tivi trước mặt, trong lòng chợt sinh ra cảm giác không nỡ. Hắn có chút cảm giác e sợ cũng vì thái độ của Trương Thiên Tâm vào lúc này, thằng nhãi kia có biểu hiện trấn định tự nhiên và ung dung, còn điềm nhiên như không, chẳng lẽ chất lượng tivi không có vấn đề. Nhưng sự việc đã đến mức này, cũng không phải hắn có thể quyết định được. Mở thùng kiểm tra. La Xương Hào cắn răng một cái, hắn nói với đám người Tứ Máu. Thùng đựng tivi được mở ra, khi tem của tập đoàn Phi Hồng bị xé ra, một chiếc tivi mới tinh xuất hiện trước mặt La Xương Hào. Vẻ mặt La Xương Hào chợt biến đổi, nhưng hắn lại nhanh chóng chỉ sang một chiếc thùng khác. Khui ra. Chỉ sau vài phút thì 10 thùng đã được khui ra, bên trong đều là những chiếc tivi mới tinh. Những chiếc tivi này phản xạ dưới ánh sáng mặt trời càng làm cho La Xương Hào cảm thấy rất chướng mắt. Cái này, chẳng qua chỉ là mày may mắn mà thôi. La Xương Hào cũng không nhận thua, cũng không muốn thua, hắn chỉ vào Trương Thiên Tâm, giọng điệu có vài phần không thể tin được. Tốt, La Xương Hào, nếu mày đã nghi ngờ, như vậy mày cứ mở ra mà kiểm tra, nếu có thùng hàng nào có vấn đề, hôm nay Trương Thiên Tâm tao sẽ dập đầu nhận lỗi, nhưng nếu không có vấn đề, hôm nay mày phải có câu trả lời rõ ràng. Trương Thiên Tâm lúc này càng có thêm lòng tin, lúc này tất cả oán khí trước đó chợt phát tiết, hắn cũng không chờ La Xương Hào phản ứng, nhanh chóng vung tay lên phân phó với đám hoa tử ở phía sau. Đám người hoa tử đi theo Trương Thiên Tâm, tất nhiên sẽ thuần phục chủ nhân của mình. Lúc này Trương Thiên Tâm tìm về mặt mũi, đám người tất nhiên sẽ rất phấn chấn, bọn họ nhanh chóng đưa xuống hơn chục chiếc thùng khác. 12 cái, 105 cái, 321 cái. Một đống tivi được khui ra, chất chồng trong khoảng sân rộng, vẻ mặt La Xương Hào biến đổi khi từng chiếc tivi được lấy ra khỏi thùng, trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không quan tâm đến số tiền mình phải bỏ ra, hắn chỉ chú ý đến thể diện mà thôi. Đám công tử ở thành phố Sơn Viên này chú trọng nhất hai thứ, một là tiền, hai là thể diện, chỉ cần nhổ một bãi nước bọt cũng phải xuất hiện một hố sâu. La Xương Hào nói ẩu tả trước mặt nhiều người, nếu như không có tính toán gì cả, cho dù người ta không ai dám nói gì, thế nhưng cũng là mất hết thể diện. La Xương Hào, còn khui thùng ra xem nữa sao? Nếu như không khui ra nữa, tao cũng chỉ có thể chờ lúc mày dập đầu nhận sai mà thôi. Trương Thiên Tâm nhìn bộ dạng có chút run rẩy của La Xương Hào, hắn cố ý châm chọc. Có vấn đề về chất lượng không? Có gì cứ nói thẳng đừng sợ, có tôi đây rồi. La Xương Hào cũng không nhìn sang Trương Thiên Tâm, lúc này hắn giống như một con bạc đang thua sạch vách, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tứ Máu, ý nghĩa là gì thì quá rõ ràng rồi. Dù đám khốn nạn chúng mày làm gì cũng phải tìm ra chút vấn đề trong lô hàng này, nếu không thì ông đây cũng khó thể vượt qua được. Dưới ánh mắt tràn đầy bức bách và chăm chú của La Xương Hào, Tứ Máu cảm thấy thật sự khổ sở, hàng điện tử của tập đoàn Phi Hồng nổi tiếng cả nước, là xí nghiệp được Tổng cục Công Thương bình luận là chất lượng, chính mình sao có thể tùy tiện nói hàng có vấn đề. Không, không có vấn đề. Tứ Máu khổ sở nuốt một ngụm nước miếng, giọng điệu càng thêm trầm thấp. La Xương Hào tuy có quyền thế nhưng dù sao cũng là nhân viên chấp pháp, nếu như nói lời bịa đặt, lại gặp phải Trương Thiên Tâm là kẻ không dễ trêu vào, chắc chắn đến lúc cuối cùng sẽ khó thể xong việc, mèo sao có thể chịu tiếng xấu thay cho chuột. Vẻ mặt La Xương Hào chợt trở nên vô cùng dữ tợn, cảm giác đau đớn dưới háng lúc vừa rồi đã biến mất, nhưng bây giờ giống như lại đột nhiên bùng lên. Hắn thẹn quá hóa giận, hắn chỉ vào Trương Thiên Tâm rồi thở hổn hển nói. Đưa tiền cho nó, để bọn nó cút đi. La Xương Hào nói rồi đi về phía khu văn phòng của mình, hắn cũng bất chấp cảm giác đau đớn. Tuy lúc này hai chân của hắn khá căng cứng, thế nhưng đi được vài bước thì vẫn có thể khôi phục lại như bình thường. La Xương Hào là một người thích sạch sẽ, hắn yêu cầu văn phòng phải được lau dọn một ngày ba lượt. Trước kia hắn đi nhanh sẽ không có vấn đề, nhưng bây giờ hắn quá mức vội vàng, hơn nữa chân lại có hơi đau, lúc lên lầu vì quá tức giận, cũng không quá để ý đến dưới chân, thế là bước hụt ngã đập đầu xuống đất. Ha ha ha, thằng nhãi họ La, đừng tưởng rằng ông nội có thể tha cho mày, tao chờ mày dập đầu bồi tội.
Trương Thiên Tâm nhìn bộ dạng La Xương Hào chó ngã dập đầu mà không khỏi cười lên thích ý, sau khi cười ha hả vài tiếng thì tất cả oán khí trước đó đều đã tan biến. Tuy hắn chỉ tổn thất vài trăm ngàn, nhưng bỏ ra vài trăm ngàn để mua một cái dập đầu của La Xương Hào thì cũng cho ra cảm giác cực kỳ an ủi. Theo những gì hắn biết thì mặt mũi của đám công tử trong thành phố Sơn Viên này nặng như núi Thái Sơn, tiền chỉ xếp hạng thứ hai mà thôi. Trương Thiên Tâm cười lớn, lúc này trong lòng hắn chợt xuất hiện hình bóng của Vương Tử Quân. Hắn biết rất rõ, nếu không có Vương Tử Quân thì lần này kẻ khốn khổ khốn nạn chính là mình, mà không phải là La Xương Hào đang ngã xuống đất. Khi Vương Tử Quân đến thành phố Sơn Viên, hắn dù có chút bội phục vị trí của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn lại nghĩ rằng mình cũng không thua kém bao nhiêu. Lần này Vương Tử Quân ra tay rất tùy ý, điều này lại làm cho những nhận thức của hắn về Vương Tử Quân có chút biến đổi, đột nhiên cảm thấy khó thể nào cân nhắc được. Vương Tử Quân, người bạn nối khố của Trương Thiên Tâm còn bao nhiêu thứ đang che giấu mà chính mình không biết. Trương Thiên Tâm đưa nhóm hoa tử và cánh lái xe đi ăn một bữa no nê, sau đó hắn cầm theo một chiếc túi ni lông màu đen đi đến ký túc xá của Vương Tử Quân. Hắn nhìn bộ dạng múa bút như bay của Vương Tử Quân, sau đó đặt túi nhựa bên cạnh Vương Tử Quân rồi nói. Tử Quân, cảm ơn cậu. Vương Tử Quân nhìn và biết túi kia có tiền, hắn khẽ đẩy ra nói. Số tiền này cậu không nên cho tôi, cậu phải trả tiền nhà xưởng, mặt khác mỗi chiếc tivi giá thành phẩm là 700, cậu lời 100. Chương 326, 4, mèo sao có thể mang tiếng oan thay chuột. Vương Tử Quân nói làm cho Trương Thiên Tâm rất cảm động, hắn biết rõ Vương Tử Quân đang giúp mình, nếu như dựa theo giá cả như vậy, lần này hắn không phải mất tiền, cũng không có gì thiếu hụt. Tử Quân, chúng ta là anh em cũng phải tính toán cho rõ ràng. Tôi đang tính toán rõ ràng với cậu đấy. Vương Tử Quân lên tiếng cắt ngang lời Trương Thiên Tâm, hắn nói tiếp. Có muốn cho tên khốn kia chịu thiệt không? Bạn của tôi đã cho sản xuất một mẫu mã mới, tuy khá giống nhau nhưng lại cao cấp hơn, bề ngoài đẹp hơn, giá cả lại rẻ hơn 300 đồng. Một chiếc tivi rẻ hơn 300, 1.000 chiếc là 300 ngàn, hơn nữa La Xương Hào mua tivi của mình với giá cao, xem ra lần này có thể làm cho La Xương Hào thiệt hại kha khá. Ít nhất cũng là 4 đến 500 ngàn, xem như La Xương Hào chính thức gặp chuyện không may. Trương Thiên Tâm nhìn sang Vương Tử Quân, người này vẫn cực kỳ bình thường với gương mặt vô hại, hắn không khỏi cho đối phương một đấm rồi dùng giọng không che đậy miệng nói. Con bà nó, từ nhỏ tôi đã thấy cậu là kẻ không thành thật, bây giờ xem ra tính xấu càng ngày càng phát triển. Vương Tử Quân chỉ cười ha hả với những lời thô tục không cần che giấu của Trương Thiên Tâm, hắn không nói gì. Khi hắn chuẩn bị đuổi Trương Thiên Tâm đi để mình tiếp tục làm luận văn, lại bị Trương Thiên Tâm kéo đi uống rượu. Dưới tác phong hầu như là vô lại của Trương Thiên Tâm, Vương Tử Quân cũng bị ép phải đi. Hắn đặt bài luận văn đã viết một nửa của mình lên mặt bàn, sau đó cùng Trương Thiên Tâm rời khỏi ký túc xá. Thời gian dần trôi qua, cuộc sống của Vương Tử Quân ở trường đảng lại càng thêm phong phú, tuy hắn vì trở thành ban thủ lĩnh mà đắc tội với vài người, thế nhưng sau khi tiếp xúc với các học viên trong lớp, hắn càng ngày càng có thêm nhiều bạn bè hơn. Tuy những người bạn này phần lớn đều là kẻ phú quý, nhưng mọi người đều cố gắng dệt hoa trên gấm, vậy là những mối quan hệ được xác lập một cách vô hình. Ban thủ lĩnh, anh thật sự không tầm thường, bài luận văn của anh được đưa lên báo tham khảo nội bộ. Lý Tùng Mai cầm một tờ báo trong tay, nàng từ phương xa chạy đến nói. Trong khoảng thời gian này Lý Tùng Mai liên tục dựa về phía Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân cũng không có hảo cảm gì với người phụ nữ này, thế nhưng hắn cũng không muốn đắc tội với người, dưới tình huống lá mặt lá trái, cũng có vài phần phản ứng với nàng. Lý Tùng Mai là người rất nhẫn nại, nàng luôn trăm phương ngàn kế để làm sao kéo gần khoảng cách giữa mình và Vương Tử Quân. Lý Tùng Mai hô lên như vậy đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, khi Lý Tùng Mai đặt tờ báo tham khảo nội bộ trên mặt bàn của Vương Tử Quân, những người khác cũng nhanh chóng đến vây quanh. Báo tham khảo nội bộ chính là một tờ báo lưu hành nội bộ của trường đảng tỉnh ủy, những bài báo là những thiên lý luận của các giáo sư trường đảng về một vài vấn đề, tính lý luận rất mạnh. Báo này không những được phát hành trong trường đảng tỉnh ủy, thậm chí còn có chút lực ảnh hưởng ở trong tỉnh ủy và chính quyền tỉnh. Các vị thường ủy tỉnh ủy cũng thường hay xem tờ báo này, thế cho nên có thể khẳng định sức nặng của nó trong mắt lãnh đạo tỉnh ủy. Xúc tiến phát triển kinh tế, cần phải xúc tiến thay đổi phương thức tăng trưởng kinh tế. Vương Tử Quân nhìn bài viết vẫn còn thơm mùi mực in mà khẽ cười cười, tuy hắn không quá coi trọng bài viết của mình, nhưng luận văn của mình được phát hành trên báo nội bộ của trường đảng, đây cũng là một sự kiện đáng giá khẳng định. Những ngày này La Xương Hào cảm thấy rất bức bối,
động chút đã sốt ruột và tức giận, thậm chí là tự dưng nổi giận. Chưa nói đến chuyện cô thư ký làm cho bộ phận bên dưới của hắn bị ảnh hưởng, nhưng một đống tivi chất chồng chất đống trong kho cũng làm cho hắn rất là bực bội. Lúc đầu hắn cũng không quan tâm đến đống tivi kia, tuy Trương Thiên Tâm có thể lọt qua cửa hẹp, thế nhưng hắn thu vào những chiếc tivi mới cũng không sinh ra bất kỳ vấn đề gì. Chỉ cần cửa hàng đồ điện của tập đoàn Quân Thành được khai trương, 1.000 tivi của hắn sẽ nhanh chóng được tiêu thụ mà thôi. Nhưng sau khi cho người điều tra tin tức, La Sương Hào phát hiện cửa hàng đồ điện gia dụng kia không những có bán tivi, lại bán một loại sản phẩm cao cấp hơn của mình, nghe nói thì đó là sản phẩm nâng cấp so với tivi của mình. Còn bà nó, thăng cấp thì thăng cấp nhưng giá cả của nó lại rẻ hơn tivi của mình 300 đồng, chưa nói đến vấn đề chất lượng, chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài thì thấy sản phẩm nâng cấp đẹp hơn nhiều, lại rẻ hơn 300, thậm chí dù là hắn có ngu thế nào cũng sẽ mua bản nâng cấp này về sử dụng. Theo phong cách của La Sương Hào thì có đồ rẻ mà không mua, như vậy không phải thằng ngu cũng uổng. Hơn 1.000 chiếc tivi với tổng số tiền là 2 triệu, tuy La Sương Hào không rơi vào tình huống thâm hụt tài chính, nhưng một mớ sản phẩm đắp mền trong kho lại làm hắn cảm thấy rất nhức đầu. Không được, hôm nay dù làm thế nào cũng phải tìm bố mình xem xét biện pháp, cần phải xử lý ngay đống tivi kia, nếu không sẽ thật sự thua lỗ lớn. Tuy La Sương Hào là kẻ tranh cường háo thắng nhưng cũng có nhiều tri thức kinh doanh, hắn biết rõ hàng điện tử gia dụng sẽ ngày càng rẻ, nếu để người ta tiếp tục cho ra bản nâng cấp đời thứ hai và thứ ba, như vậy chỉ sợ đống tivi của mình sẽ biến thành đống rác. Ông chủ, đã hỏi thăm được chút tin tức từ ông chủ cửa hàng đồ điện Quân Thành. Trình Nhị chạy vào phòng của La Sương Hào với gương mặt tràn đầy hưng phấn, hắn dùng giọng cực kỳ nịnh hót nói. Nói, rốt cuộc là ai muốn đối nghịch với ta? La Sương Hào dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trình Nhị, hắn dùng giọng không chờ đợi được hỏi. Từ sau ngày hôm đó thì Trình Nhị cảm thấy địa vị của mình ngày càng hạ thấp trong mắt La Sương Hào, đây thật sự không phải là chuyện gì tốt với hắn. Dựa vào địa vị của La Sương Hào ở thành phố Sơn Viên, nếu như La Sương Hào có thành kiến với mình, như vậy tương lai của mình coi như đi tong. Trình Nhị nở nụ cười nịnh nọt với La Sương Hào, sau đó hắn khẽ nói. Ông chủ, cửa hàng Quân Thành là công ty con của tập đoàn Quân Thành ở thành phố Giang Thị, bây giờ bọn họ mở cửa hàng ở Sơn Viên, Trương Thiên Tâm cũng có cổ phần. Tập đoàn Quân Thành, La Sương Hào nhai nuốt cái tên mà trong lòng không nhịn được phải thở dài. Hèn gì mình nghe thấy cái tên cửa hàng điện tử gia dụng Quân Thành có gì đó quen quen, hóa ra đều là của tập đoàn Quân Thành. Hắn thật sự không xa lạ gì với tập đoàn Quân Thành và chuỗi siêu thị Quân Thành, dù đây là tỉnh Sơn Nam, nhưng hắn chỉ cần đi sang Chiết Giang sẽ thấy đầy tiêu chí của tập đoàn Quân Thành. Trương Thiên Tâm vì sao có liên lạc với tập đoàn Quân Thành? La Sương Hào gõ tay lên mặt bàn rồi hỏi Trình Nhị. Nghe nói là do Vương Tử Quân nối liên hệ. Trình Nhị vừa trả lời vừa thầm kêu may mà mình nghe kỹ càng, nếu như không biết gì, chỉ sợ giám đốc La sẽ càng không hài lòng với mình. Chương 326, năm, mèo sao có thể mang tiếng oan thay chuột. Vương Tử Quân, cái tên này thật sự làm cho La Sương Hào sinh ra cảm giác như kim đâm, đặc biệt là bộ dạng tên khốn kia cầm tay Trương Lộ Giai càng làm cho cảm giác ghen tuông của hắn bùng lên dữ dội. Chỉ là những năm nay ai cũng sợ ném chuột vỡ bình. Người này là học viên của ban huấn luyện trong trường đảng, lại có Trương gia che chở, mình muốn đánh cũng không dám. Hừ, La Sương Hào hừ lạnh một tiếng, hắn đi ra ngoài phòng làm việc, còn chưa đi ra đến cửa thì thấy thư ký đứng đó với hai mắt đẫm lệ, nhìn bộ dạng thì rõ ràng là muốn đến nhận tội. La Sương Hào nhìn bộ dạng thấm đẫm nước mắt của cô thư ký mà không khỏi cảm thấy mềm lòng, nhưng hắn đi lại và vẫn cảm thấy bên dưới có chút đau đớn, vậy là lửa giận trong lòng lại bùng lên. Cút đi. La Sương Hào quát một tiếng lạnh lùng, sau đó hắn nhanh chóng đi xuống lầu, cũng không quan tâm đến vẻ mặt khốn khổ của cô thư ký sau lưng. Hắn leo lên chiếc xe chờ sẵn dưới lầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi công Tiểu Y. Dù là thường ủy tỉnh ủy nhưng vì cũng là bí thư thành phố Sơn Viên, thế cho nên La Nhân Uy cũng không ở trong khu nhà dành cho thường ủy tỉnh ủy, lão ở trong khu nhà của thường ủy thành phố Sơn Viên. Tuy nói ở nơi nào cũng không là vấn đề. Thế nhưng điều này cũng phản ánh tâm tư của La Nhân Uy. Trong tỉnh Sơn Nam thì lão là thường ủy, nhưng có quá nhiều người sắp xếp trước lão. Lão ở trong khu thường ủy tỉnh ủy thì vị trí cũng không thấp, nhưng nếu so với bí thư và chủ tịch tỉnh thì căn bản chẳng có chút ánh sáng nào. Nhưng nếu lão ở trong khu thường ủy thị ủy thì lại khác, lão là một lãnh đạo đứng đầu, đám thường ủy thị ủy đều phải vây quanh lão. Một căn biệt thự 2 tầng nhìn có vẻ khá xưa cũ nhưng lại cực kỳ khí phái.
La Sương Hào xuống xe và đi vào bên trong. Mẹ của La Sương Hào đã nhiều ngày không thấy con về nhà, tất nhiên lúc này sẽ vui mừng vô hạn, nhưng La Sương Hào chủ yếu về tìm bố, thế nên hắn ứng phó vài câu với mẹ, sau đó đi về phía phòng làm việc của La Nhân Uy với bộ dạng không thể chờ đợi thêm. La Nhân Uy hơn 50 tuổi, có gương mặt khá giống với La Sương Hào, ngoài có nhiều nếp nhăn và có phần uy nghiêm hơn La Sương Hào. Lúc này lão đang lẳng lặng ngồi trên ghế lật qua lật lại một bản tài liệu, một bình trà thơm đặt trên bàn. Còn biết về nhà sao? La Nhân Uy nhìn thoáng qua La Sương Hào rồi lạnh lùng nói. La Sương Hào cũng không dám tùy ý với La Nhân Uy, hắn khẽ chào một tiếng, gọi bố, sau đó đi đến bên cạnh La Nhân Uy. Nói đi, lần này về vì cái gì? La Nhân Uy là bí thư thị ủy, hai mắt lão sáng như tuyết, lão căn bản không cần nghĩ cũng biết La Sương Hào về nhà vội vã như vậy để tìm mình là có phiền toái xảy ra. Bố, còn mua vào một đống tivi, bây giờ thật sự khó xử lý. La Sương Hào cũng không nói nhảm, hắn trực tiếp nói. Nghiệp chướng, anh xem, anh đã hơn 30 rồi mà còn ép tôi mỗi ngày chùi đít cho anh nói xem, những năm qua anh làm được gì? Sao, một cô gái tốt như Lộ Giai cũng bị anh ép cho tức giận mà bỏ đi, anh còn có thể lo lắng cho bố mẹ anh một chút không? Vừa nhắc đến Trương Lộ Giai thì vẻ mặt La Nhân Uy trở nên cực kỳ khó coi, tài liệu trên tay cũng rơi xuống đất. La Sương Hào thấy bố nhắc đến Trương Lộ Giai thì vẻ mặt cũng trầm xuống, nhưng hắn cũng không dám tranh luận, chỉ có thể đứng im mà thôi. Có đôi khi tôi hoài nghi anh có phải là con của La Nhân Uy tôi không? Cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, ngoài ăn uống thì cũng chỉ biết vui đùa. Bây giờ bố của anh còn đang tại vị, anh tưởng rằng dựa vào tên tuổi của tôi để kinh doanh thì tôi không biết sao. Nói cho anh biết, lúc này tôi còn tại vị, đến lúc tôi rời khỏi chức vụ, anh cảm thấy tiền còn dễ kiếm sao? Đã lớn như thế này rồi mà sao không chịu suy nghĩ cho đường lui của mình? La Nhân Uy mạnh mẽ lên án đứa con không ra gì của mình, lão tỏ ra rất tức giận, sau đó vỗ bàn lấy ra một tờ báo tham khảo nói. Anh xem người ta này, người ta trẻ hơn anh 5 tuổi mà đã là một chủ tịch huyện, hơn nữa còn có một bài luận văn được bí thư Nhiếp tự mình khen ngợi không dứt miệng. Các anh đều là thanh niên, làm sao hai bên so sánh lại cách biệt một trời một vực như vậy? La Sương Hào cũng không quan tâm đến tạp chí mà bố mình đang cầm trong tay, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi lên vị trí tác giả bài viết thì trong lòng chợt sinh ra cảm giác oan gia ngõ hẹp. Con bà nó, bố mình sao lại khen ngợi thằng khốn kia, đúng là quá mất hứng. La Sương Hào bị La Nhân Uy mắng như xối máu chó lên đầu, hắn cảm thấy trong lòng bừng bừng lửa giận. Hắn ở nhà ăn cơm như sói như hổ, sau đó cũng không tiếp tục ở lại, hắn ra khỏi cửa và ném cho mẹ mình một câu. Con còn có việc. Con phải đi đây. Thằng khốn nạn, đôi cẩu nam nữ. La Sương Hào ngồi trong xe thầm nghiến răng nghiến lợi mắng Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai là đôi cẩu nam nữ, thế là tâm tình sảng khoái hơn một chút. Nhưng hắn càng mắng thì càng thật sự không có kế sách nào có thể áp dụng với Vương Tử Quân, tên kia được bí thư Nhiếp khen thưởng, loại người này càng khó động vào. Tút, tút, tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên, La Sương Hào bức bối nhìn dãy số, hắn phát hiện bên trong là ba chữ Dương Quân Tài. Thế là cảm giác chán nản biến mất không còn tăm hơi. Anh Quân Tài, anh có gì phân phó sao? Bởi vì hợp tính nhau, hơn nữa còn có cùng kẻ địch là Vương Tử Quân, thế cho nên mối quan hệ của La Sương Hào và Dương Quân Tài dần dần ấm lên. Sương Hào, đến Cẩm Viên đi, tôi có hẹn vài người bạn, chúng ta đến tâm sự một chút. Tuy âm thanh của Dương Quân Tài rất khách khí, lại mang theo hương vị chân thật đáng tin, thế nhưng nó lại khá cường thế làm cho La Sương Hào không thoải mái. Dù không thoải mái thì cũng phải chịu, La Sương Hào vẫn biết sự chênh lệch của mình và Dương Quân Tài. Hắn cúp điện thoại và mắng một câu, nhưng sau đó vẫn phải chạy xe về phía Cẩm Viên. Khách sạn Cẩm Viên thật sự có danh tiếng ở thành phố Sơn Viên, là nơi các công tử thành phố ăn chơi trác táng, danh tiếng bừng bừng. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ cần được đám nhân viên bộ dạng bốc lửa tiếp đãi nồng nhiệt cũng làm cho đám khách cảm thấy rất thoải mái. La Sương Hào đi đến đại sảnh số 1 của khách sạn Cẩm Viên. Hắn phát hiện không những có Dương Quân Tài, còn có vài người ngồi cùng. Nhưng trong đám người đó hắn chỉ biết thư ký của Tề Chính Hồng là Dương Tiểu Máu. Hắn khẽ gật đầu với Dương Tiểu Máu, sau đó cười ha hả nói. Bí thư Dương, anh đại giá quang lâm đến bây giờ mới gọi điện thoại thông báo cho tôi, có phải sợ tôi đây không có tiền mời khách không? Dương Quân Tài cười nói. Anh là ông chủ lắm tiền nhiều của, tôi nào dám nghi ngờ thực lực của anh, chẳng qua là thời gian có hơi gấp.
Chủ tịch Tề lại rất chú ý đến sự nghiệp phát triển nông nghiệp của huyện Lô Bắc chúng tôi, thế cho nên tôi cũng chỉ có thể coi như là đến đây để hoàn thành công tác mà thôi. Dương Quân Tài nói rất thoải mái nhưng lời nói lại có vài phần khoe khoang và đắc ý, sau khi Dương Quân Tài nói xong thì thư ký Dương Tiểu Mão cười nói. Chủ tịch Tề sở dĩ coi trọng như vậy không phải là vì phương hướng tốt đẹp của bí thư Dương sao? Chỉ cần hạng mục này phát triển tốt, hi hi, tỉnh Sơn Nam chúng ta sẽ có một huyện điển hình. Lưu Truyền Pháp cũng đi theo Dương Quân Tài, ở bên cạnh hắn chính là Triệu Trung Trạch. Lúc này Triệu Trung Trạch vẫn mặc một bộ trang phục mộc mạc nhưng tóc lại xịt keo có hơi căng cứng. Sau khi nghe thấy Dương Tiểu Mão tâng bốc Dương Quân Tài, hắn cũng mở miệng nói. Chỉ cần có sự giúp đỡ của Chủ tịch Tề, dưới sự lãnh đạo của Bí thư Dương, chúng tôi có lòng tin quyết tâm biến huyện Lô Bắc thành điển hình nông nghiệp của toàn quốc. Chương 327, một anh lừa dối, tôi chỉ có thể cho anh chết chìm. La Sương Hào là con trai của La Nhân Uy, thế cho nên tính cách của hắn thật sự rất có xu hướng phô trương và khí thế. Tuy hắn có hơi béo tốt và trắng trẻo, bộ dạng như heo Hà Lan, nhưng xem xét kỹ càng thì tướng mạo không là vấn đề, mày rậm mắt to sống mũi cao, trước nay lại sống an nhàn sung sướng, một cảm giác quý tộc chợt bùng phát từ trong khung xương. La Sương Hào cũng không phải là một người chú trọng quan chức, hắn là kẻ sống vung tiền như rác ngoài xã hội, điều này rõ ràng là một công chức không thể nào thỏa mãn được. Chưa nói đến những thứ khác, ví dụ như bố của hắn là La Nhân Uy, tất nhiên những bộ quần áo hàng hiệu giá vài chục ngàn không đáng là gì với một vị lãnh đạo thành phố, nhưng những loại quần áo như thế lại không thích hợp cho La Nhân Uy, vì mặc vào sẽ sinh ra hoài nghi, là quan viên thì sao phải phô trương và lãng phí như vậy. Nếu làm không tốt sẽ bị người của ủy ban kỷ luật theo dõi, thế cho nên mỗi ngày chỉ mặc những bộ trang phục bình thường trong nước mà thôi. Dù không nằm trong thể chế nhưng La Sương Hào là một cậu ấm, thân phận quá rõ ràng, dù đến nơi nào cũng là tiền hô hậu ủng, sao sáng quanh trăng, dù là trường hợp nào cũng đóng vai nhân vật chính. Lúc này hắn thấy tất cả mọi người đều thổi phồng Dương Quân Tài, hắn hận không thể móc trái tim sắt son của mình ra cho người ta xem, trong lòng sinh ra cảm giác khó chịu và không thoải mái. Nhưng nghĩ đến tình huống mình muốn có quan hệ tốt với Dương Quân Tài, dù trong lòng thật sự rất chua, thế nhưng hắn vẫn khắc chế, cố gắng biểu hiện hiền hòa. Ôi, các vị, chúng ta là những người cùng trên con thuyền lớn, huyện Lô Bắc của chúng tôi có ngày hôm nay cũng là vì sự coi trọng và giúp đỡ nhiệt tình chu đáo của Chủ tịch Tề và các vị. Dương Quân Tài khẽ cười, sau đó ánh mắt của hắn rơi lên mặt La Sương Hào. Sương Hào, thế nào, gần đây có gì không thuận lợi sao? La Sương Hào nặng nề thở dài một cái, hắn nói. Vốn muốn xả giận, không ngờ lại bị một tên Vương Tử Quân làm cho rối loạn, hôm nay về nhà định nói vài câu để ông cụ ở nhà giúp đỡ, không ngờ tên kia là âm hồn không tiêu tan, viết ra một bài luận văn chó má gì đó, ông cụ ở nhà cầm lấy thứ đó để mắng tôi. Hừ, không phải chỉ là một bài luận văn chó má trong trường đảng sao? Ông đây là người không có hứng thú với ba trò chữ nghĩa đó, nếu ông có hứng thú, ông cũng sẽ viết vài bài để chơi đùa với nó. Dương Quân Tài nghe thấy La Sương Hào nhắc đến Vương Tử Quân mà vẻ mặt có chút biến đổi, tuy hắn thông qua sự giúp đỡ của Trình Vạn Thọ và Cát Trường Lễ để nắm chặt quyền lực của huyện Lô Bắc vào trong tay, thế nhưng khi càng tìm hiểu kỹ càng về huyện Lô Bắc, hắn càng cảm thấy lực ảnh hưởng của Vương Tử Quân ở huyện Lô Bắc là thâm căn cố đế, cực kỳ sâu sắc. Nếu như không phải bố mình áp dụng nhiều phương án và bỏ ra cái giá lớn để đẩy Vương Tử Quân đi, chỉ sợ Dương Quân Tài hắn sẽ khó thể nào sống khá giả như lúc bây giờ ở huyện Lô Bắc. Biết đâu đã bị người ta ngáng chân rơi dụng từ lâu rồi. Chủ tịch Tề cũng đã xem qua bài viết của Dương Quân Tài, tôi nghe nói Chủ tịch Tề còn viết lời bình, nói rằng bài viết cực kỳ có trình độ. Thư ký Dương Tiểu Mao của Tề Chính Hồng cũng khẽ lên tiếng. Cái gì mà trình độ? Theo tôi thấy thì đó chỉ là một bài văn không ra gì, đám học viên kia đến trường đảng học tập có khác gì đám học sinh đến trường. Không có việc gì thì vơ vội vài quyển tạp chí. Liều mạng chắt lọc thông tin bên trong và cho ra một bài viết, như vậy không phải chỉ mất thời gian một bữa sáng sao? La Sương Hào thật sự vừa căm ghét vừa thù hận với Vương Tử Quân, lúc này nghe thấy Dương Tiểu Mao nói như vậy thì trong lòng càng thêm căm tức. Dù thái độ của La Sương Hào rất rõ ràng nhưng cũng làm cho đám cán bộ đến từ huyện Lô Bắc trở nên trầm mặc, bọn họ không phụ họa theo La Sương Hào. Dù sau khi Vương Tử Quân đến trường đảng học tập thì bọn họ hoạt động rất mạnh, tìm nơi nương tựa là Dương Quân Tài. Thế nhưng bọn họ cũng không dám nói bừa về Vương Tử Quân, vì vậy mà bầu không khí trên bàn cơm chợt rơi vào trạng thái ngưng trọng. Vương Tử Quân là một tên khốn kiếp, không có mặt ở chỗ này cũng có thể quấy rối bữa tiệc của ông.
Dương Quân Tài thầm mắng một câu, hắn chuẩn bị mở miệng, đúng lúc Triệu Trung Trạch đột nhiên nói. Người ta nói tái ông mất ngựa, sao biết không phải là phúc? Thật ra đây là một cơ hội khó có được. Cơ hội gì? Dương Quân Tài những ngày qua đều rất coi trọng Triệu Trung Trạch, sau khi nghe thấy đối phương nói như thế thì trầm giọng hỏi ngay. Tôi không biết bài viết của Vương Tử Quân là tuyệt vời như thế nào, nhưng tôi biết nếu có người nói hắn sao chép bài viết này, hơn nữa còn có đầy đủ bằng chứng để chứng minh, như vậy bài viết tạo ra danh tiếng lại biến thành một đòn chí mạng cho chính Vương Tử Quân. Triệu Trung Trạch cầm ly nước lên vung vẫy rồi nói. Triệu Trung Trạch vừa nói ra khỏi miệng thì dù là Dương Quân Tài hay La Sương Hào và thư ký Dương Tiểu Mao của Tề Chính Hồng cũng rơi vào trầm ngâm. Kế sách của Triệu Trung Trạch rất đơn giản nhưng lại có lực sát thương cực lớn. Quyền uy, người trong nước cực kỳ xa lầy vào quyền uy, chỉ cần có người lên tiếng như vậy, chỉ sợ Vương Tử Quân sẽ không còn chút thanh danh nào. Đừng nhìn Vương Tử Quân bây giờ danh tiếng lên cao vời vợi mà tưởng bở, nếu bị người nào đó vạch trần hành vi xấu hổ sao chép bài viết của người khác, như vậy sẽ tạo nên một hiệu ứng cực kỳ chấn động. Nếu truy cứu, chưa nói có thể làm cho Vương Tử Quân vấp phải một xử phạt không nhỏ, sợ rằng cấp bậc chính sứ là trạm dừng cuối cùng của hắn trong quan trường. Chỉ sợ Bí Thư Nhiếp và các vị lãnh đạo tỉnh ủy cũng chỉ có thể cười nhạt với Vương Tử Quân mà thôi. Đối phương dám lừa dối mình cũng cho hắn chết không đất chôn. Vô tình Dương Quân Tài cảm thấy cực kỳ sảng khoái, hắn khẽ vỗ tay lên mặt bàn, gương mặt đầy đắc ý khó thể che giấu. Khi Dương Quân Tài vỗ tay lên bàn thì thư ký Dương Tiểu Mao của Chủ tịch Tề Chính Hồng lại lên tiếng. Anh Dương, có một vị giáo sư trong trường đảng bây giờ đang nhờ Chủ tịch Tề giúp con mình tăng lên một bậc. Trở thành phó chủ tịch thành phố, người này tuyệt đối là giảng viên đức cao vọng trọng. Giọng điệu nhàn nhạt nhưng tràn đầy tự tin, đừng xem thường Dương Tiểu Mao chỉ là một thư ký của Tề Chính Hồng, dù sao trong mắt đám người Dương Quân Tài thì Dương Tiểu Mao cũng là một nhân vật lớn. Nhiều năm kinh nghiệm trong quan trường đã làm cho Dương Quân Tài đúc kết ra một bí quyết để mãi mãi không bao giờ bị đẩy ngã, chính là phải linh thông tin tức, hơn nữa nhất định phải phỏng đoán tâm tư của lãnh đạo cho thật chuẩn. Phải làm sao để làm được điều này? Theo Dương Quân Tài thì dù thế nào cũng phải nắm bắt thư ký bên cạnh lãnh đạo, phải cùng đối phương kết nghĩa anh em, vì như vậy mỗi khi lãnh đạo có bất kỳ vấn đề gì thì chính mình sẽ biết trước mọi người, sẽ có thể làm ra những quyết định và hành động phù hợp nhất với mình. Với tư tưởng như vậy, Dương Quân Tài tuy bản thân có thực lực kinh tế hùng hậu, có bối cảnh gia đình cực mạnh nhưng cũng không hoàn toàn ra tay, cũng không quá tỏ ra uy phong hống hách. Khác biệt là hắn không chỉ thường xuyên mời thư ký của các vị lãnh đạo cấp tỉnh đi dùng cơm, còn liên tục nắm bắt cơ hội làm cho đám tai mắt ở bên cạnh lãnh đạo này được vui chơi thỏa thích, làm cho đám thư ký kia gặp mặt đều phải dùng giọng nóng hổi chào một tiếng anh Dương. Những người này nếu có bất kỳ chuyện gì quan trọng đều báo cho Dương Quân Tài đầu tiên, mà Dương Quân Tài tất nhiên cũng sẽ nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của những người này. Trên đời dù là chuyện gì cũng phải tuân theo quy tắc bánh ít đi bánh quy lại, thế cho nên Dương Quân Tài bỏ ra nhiều cũng nhận được nhiều, dù chỉ là những tin tức nhỏ nhưng có giá trị rất cao. Lúc này Dương Tiểu Mao cho ra một lời đề nghị, một kế hoạch khá tốt, tất cả đều được triển khai trên bàn rượu. Triệu Trung Trạch nhìn ánh mắt tán thưởng của Bí Thư Dương nhìn về phía mình, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, hơn nữa còn sinh ra một cảm giác thành công rất lớn. Chương 327, 2, anh lừa dối, tôi chỉ có thể cho anh chết chìm. Triệu Trung Trạch đồng thời thầm nghĩ. Chủ tịch Vương ơi là Chủ tịch Vương, anh cũng đừng trách tôi ra tay không lưu tình. Ai bảo đám cấp dưới không có mắt của anh cứ mãi gây khó cho tôi. Bí thư Dương muốn để bà tôi làm thường ủy huyện ủy, đám người cấp dưới của anh lại chăm miệng một lời bác bỏ ý kiến này. Vào thời điểm quan trọng như vậy mà bọn họ đồng thanh một lời như thế, không phải đẩy tôi đây vào hầm, không phải cắt đứt tương lai của tôi sao? Tôi phải ép anh ngã xuống, để cho đám khốn nạn ở huyện Lô Bắc đang giễu võ Dương Oai biết một điều, đó là đắc tội với Triệu Trung Trạch ta đây. Dù là Chủ tịch Vương cũng phải cúi đầu ngã đổ, để cho đám thuộc hạ đến chùi đít hộ. Khi nhóm Dương Quân Tài đang nâng ly cạn chén với hào khí bừng bừng thì Thiếu Tử Đông và Vương Tử Quân cũng đang ngồi trong một khách sạn khác, lúc này Thiếu Tử Đông vỗ bàn nói. Chủ tịch Vương, anh nói xem Dương Quân Tài kia đang làm quái quỷ gì chứ? Cũng không có bất kỳ khảo sát hay bàn luận gì, chỉ nóng đầu đã quyết định thực hiện kế hoạch 315, không phải ép dân trồng táo trồng lê sao? Bây giờ sản lượng thu hoạch lương thực trong huyện đã giảm xuống hơn phân nửa. Tôi không phản đối để bọn họ phát triển nông nghiệp theo hướng đặc sắc tập trung và hiện đại, thế nhưng cũng không đồng ý với trò phát triển bừa bãi không khảo sát không cung cầu của bọn họ. Vương Tử Quân không uống rượu, hắn lặng lặng nhìn Thiếu Tử Đông trước mặt với vẻ mặt đã có nhiều nếp nhăn.
tuy Tiếu Tử Đông cũng không nói gì thêm nhưng Vương Tử Quân có thể cảm nhận được áp lực của đối phương là rất lớn. Dù trong huyện có người của mình nhưng Tiếu Tử Đông chỉ là một phó chủ tịch thường vụ, nếu muốn chơi trò lật cổ tay với Dương Quân Tài thì còn thua kém nhiều. Vương Tử Quân nghe những gì mà Dương Quân Tài làm ra ở huyện Lô Bắc, hắn có chút hối hận là mình không thể kiên trì ở lại huyện Lô Bắc, nhưng dù hắn ở lại thì sẽ không nhất định thay đổi phương hướng phát triển vào bây giờ được. Tử Đông, nếu không anh đổi địa phương công tác vậy? Anh thấy thế nào, có cảm thấy phiền không? Tuy Vương Tử Quân không muốn nói như vậy, thế nhưng khi thấy gương mặt mệt mỏi của thuộc hạ cũ, hắn vẫn nói ra ý nghĩ này của mình. Chủ tịch Vương, cũng không cần như vậy, tôi cần phải ở lại nhìn chằm chằm vào huyện Lô Bắc, tuy tôi không đủ lực lèo lái nhiều việc, thế nhưng ít nhất cũng làm cho bọn họ có chút sợ hãi. Tiếu Tử Đông cười cười, hắn cố gắng tỏ ra thoải mái nói. Vương Tử Quân không phải không rõ ràng tình huống hiện tại của huyện Lô Bắc, bây giờ trong nhóm thường ủy thì Đỗ Tự Cường đã đi, Tôn Quốc Lương bị Dương Quân Tài lôi kéo, bây giờ đã hầu như dao động về phía Dương Quân Tài, Hàn Minh Khải cũng bắt đầu lung lay, nếu nói bắt tay với Tiếu Tử Đông thì chỉ còn Tả Minh Phương. Nhưng khi Trình Vạn Thọ và Cát Trường Lễ càng đẩy mạnh giúp đỡ Dương Quân Tài, khi đó quyền nhân sự của huyện Lô Bắc càng tập trung trong tay Dương Quân Tài. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì các ghế trống trong thường ủy Lô Bắc sẽ nhanh chóng được xác định, mà những người này tất nhiên sẽ là người thuộc phái của Dương Quân Tài. Hơn nữa lúc này Trịnh Đông Phương lại có thái độ không quan tâm đến những điều phối cán bộ ở huyện Lô Bắc, rất tự nhiên nhàn nhã, không đặt nặng trong lòng. Vương Tử Quân cũng hiểu rõ thái độ của Trịnh Đông Phương, dù sao thì nó cũng liên quan đến bản thân mình, dù là Trịnh Đông Phương cũng không ngoại lệ. Trên quan trường không phải chủ yếu là anh chết tôi sống. Chủ yếu là hòa hợp sống êm thấm, bí kíp tốt nhất trong quan trường chính là vào những thời điểm phù hợp thì phải học cách yếu thế. Đừng nói đến những chuyện làm người ta phiền lòng như vậy nữa, Tử Đông, chúng ta uống rượu. Vương Tử Quân cảm thấy có chút khổ sở, hắn nâng ly rượu lên uống cạn. Đôi khi hắn cảm thấy mình có thể thay trời đổi đất, nhưng đôi khi đứng trước mặt thể chế hùng mạnh, hắn lại cảm thấy mình bất lực. Những tin tức mà Tiếu Tử Đông đưa đến làm cho Vương Tử Quân không thể giữ được bình tĩnh. Biết rõ không thể làm gì hơn, mà Tiếu Tử Đông là người thế nào. Khi gần đến Tết Nguyên Đán thì người đi lại trên đường trong thành phố Sơn Viên càng nhiều hơn, Vương Tử Quân đi trên đường, hắn thấy có rất nhiều cửa hàng trưng biển hạ giá sản phẩm. Vương Tử Quân cũng có chút hiếu kỳ, hắn thậm chí đi trên đường và chú ý xem xét, không biết các cửa hàng có phải đồng loạt làm như vậy hay không. Điều làm cho hắn cảm thấy vui sướng chính là bây giờ các cửa hàng cũng không quá chú trọng đến Giáng sinh. Cũng không giống ngày sau người ta coi lễ Giáng sinh là một ngày lễ lớn. Vì Tết Nguyên Đán đến gần thế nên chương trình học tập ở trường đảng cũng đã giảm bớt đi rất nhiều, thậm chí có không ít học viên đã bắt đầu chuẩn bị tư tưởng nghỉ ngơi, càng có không ít người nhàm chán cầm lấy bút ghi vài tấm bưu thiếp xử cho bạn bè chúc ngày lễ vui vẻ. Trước kia những chuyện nhỏ nhặt như vậy đều là nhiệm vụ của thư ký, bây giờ thư ký không có ở bên cạnh, thế là đám lãnh đạo tham gia học tập ở trường đảng phải tự mình xử lý. Vương Tử Quân cũng không thích thú gì với những tấm bưu thiếp in hình ngôi sao ca sĩ, nhưng hắn thích những tấm bưu thiếp có hình phong cảnh, hắn cũng chuẩn bị vài tấm để gửi đi. Khi càng có kinh nghiệm tôi luyện quan trường thì Vương Tử Quân càng cảm thấy các mối quan hệ học viên trong trường đảng cũng là cực kỳ quan trọng, không thiếu những mối quan hệ cần đầu tư và kinh doanh trọng điểm. Một cái bưu thiếp không đáng bao tiền thế nhưng lại đại biểu cho tình cảm giữa người và người, hơn nữa mình gần đây nhận được khá nhiều bưu thiếp. Nếu không tặng người ta thì cũng là không giữ lễ, dù không muốn thì hắn cũng phải theo số đông mà thôi. Vương Tử Quân cầm một sấp bưu thiếp đi về phía phòng học, lúc này đám học viên đang tụm năm tụm bảy trò chuyện bàn tán gì đó, khi thấy hắn đi vào thì ánh mắt mọi người có chút khác thường. Một tên học viên bị đám người vây vào giữa, khi thấy đoàn người tách ra thì vẻ mặt có chút ngượng ngùng, ngẩng mặt lên thấy Vương Tử Quân thì không khỏi nở nụ cười xấu hổ. Vương Tử Quân thấy tình huống như vậy thì cho ra một kết luận. Đó chính là đối phương đang nói xấu sau lưng mình. Chuyện gì xảy ra? Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân nhìn sang một học viên đứng gần mình nhất, đây là một vị trưởng phòng thủy lợi, lúc mình đi vào thì đối phương còn đang hăng say bàn luận, nhưng bây giờ đã ngồi nghiêm chỉnh trên bàn. Dưới ánh mắt của Vương Tử Quân thì đám học viên tụ tập bàn tán đã tản ra, sau đó tất cả đi về vị trí của mình. Lý Tùng Mai gần đây theo sát Vương Tử Quân cũng đang cố gắng đọc sách. Căn bản không thèm nhìn về phía Vương Tử Quân. Các học viên, nói cho mọi người một tin tốt, vừa nhận được thông báo của văn phòng tỉnh ủy, Bí thư Nhiếp sẽ đến thăm mọi người vào ngày 30 tháng 11 tới đây. Trương Lộ Giai khẽ đi vào phòng học, nàng dùng giọng tươi cười như hoa nói với toàn thể thành viên của ban huấn luyện,
Đám học viên vốn có biểu hiện cực kỳ quỷ dị, bây giờ bị tin tức kia thu hút, dù bọn họ là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của thành phố nào, bọn họ vẫn cách rất xa với bí thư tỉnh ủy. Lúc này bí thư tỉnh ủy đến thăm, nếu như có thể biểu hiện tốt, như vậy không phải sẽ có khả năng tiến một bước lên trời, sẽ là người trổ hết tài năng trong ban huấn luyện sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.